Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 26. Lúc này đám đảo chủ kia nhìn về phía đám người của Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Có đồng bọn thì sao? Chúng ta cùng nhau giết hết bọn chúng đi. Một vị đảo chủ lau máu trên khóe miệng và hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Xoẹt! Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phàm quét về phía đám người này, tản mát ra sát khí lạnh lùng khiến người khác phải nghẹt thở, thanh kiếm Tu La trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Phàm nhìn đám đảo chủ này và hét lên từng chữ, giống như Diêm Vương đưa ra kết quả thẩm phán của mình. Ha ha! Nghe được lời nói của Diệp Phàm, đám đảo chủ kia cười lạnh, những người còn lại đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Một thiếu niên mới 20 mấy tuổi mà dám nói ra những lời như vậy, thật sự cực kỳ ngu dốt. Nhãi danh, cậu! Một vị đảo chủ nhìn Diệp Phàm, đang định mỉa mai vài câu nhưng đối phương lại trực tiếp cầm kiếm xông tới. Phụt! Trong chốc lát, vị đảo chủ này còn chưa kịp nói gì thì đã bị kiếm của Diệp Phàm chém làm đôi. Lúc này, vẻ mặt của những đảo chủ khác vẫn đang cười nhạo và mỉa mai đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo, Diệp Phàm hóa thành một vị sát thần địa ngục và bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Hắn không hề nương tay một chút nào, hắn cầm thanh kiếm của mình và lao vào tấn công đám đảo chủ. Bùm bùm bùm. Ngay lập tức, những tiếng sấm nổ mạnh vang lên không ngừng. Đám đảo chủ kia lần lượt chết thảm trong tay Diệp Phàm, mặc dù bọn họ đã bộc lộ thực lực đáng sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản được sát khí đang dâng trào của Diệp Phàm. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ chết. Sở Sở là vảy ngược của Diệp Phàm, nhưng những người này lại muốn giết Sở Sở, làm sao Diệp Phàm có thể chịu đựng được điều này. Cho nên những người này phải chết. Lúc này, tất cả những người có mặt đều sững sờ, vô cùng chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được thực lực của Diệp Phàm lại có thể khủng bố như vậy, mà đối phương chỉ là một thiếu niên mới 20 mấy tuổi mà thôi. Mà nữ tóc trắng còn trẻ tuổi đã cực kỳ mạnh mẽ, điều này đã đủ khiến cho bọn họ phải kinh hãi. Không ngờ lúc này lại có một thiên tài yêu nghiệt như vậy xuất hiện. Từ khi nào mà thiên tài yêu nghiệt lại dễ dàng xuất hiện như vậy? Phụt! Theo dòng máu phun ra, lại có một đảo chủ khác chết thảm trong tay Diệp Phàm. Trong chớp mắt, đám đảo chủ ở đây đã bị giết chỉ còn lại 5 người. Sắc mặt của 5 người này cũng vô cùng khó coi, bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhãi danh, cậu muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ đảo Bồng Lai chúng tôi sao? Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Phàm vẫn lạnh lùng vô tình hét lớn. Hắn cầm thanh kiếm Tu La, đằng đằng sát khí đi về phía những người này, giống như Tu La đến từ địa ngục. Một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa mà dám tự phụ như vậy. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán và mạnh mẽ vang lên từ khoảng không phía xa. Sau đó mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài màu đen bay vút đến, trên người ông ta tản ra khí tức đáng sợ. Cường giả Nguyên Anh. Tất cả mọi người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cho dù là ở đảo Bồng Lai cũng không dễ dàng nhìn thấy cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Trong số các đảo chủ của 36 đảo ở Bồng Lai, số lượng cường giả đạt đến cảnh giới Nguyên Anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là đảo chủ của đảo Bá Thiên. Lúc này có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên đang đi trên không, kinh ngạc nói. Đảo Bá Thiên một trong 5 hòn đảo hùng mạnh nhất trong số 36 hòn đảo ở Bồng Lai. Các thế lực lớn và cổ xưa ở Bồng Lai về cơ bản đều tập trung trên 5 hòn đảo này. Là đảo chủ của một trong 5 hòn đảo, thực lực của đảo chủ đảo Bá Thiên đương nhiên rất đáng sợ, nếu không ông ta cũng không thể trở thành đảo chủ của hòn đảo này. Tham kiến đảo chủ đảo Bá Thiên. Khi đảo chủ của đảo Bá Thiên đến đây, những người khác có mặt đều cúi đầu và kêu lên, ngay cả những đảo chủ còn lại cũng kêu lên một cách cung kính, điều này cho thấy sự uy nghiêm của đảo chủ đảo Bá Thiên mạnh mẽ như thế nào. Xoẹt. Lúc này, đảo chủ đảo Bá Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lùng rồi nói một cách lạnh nhạt, làm mù mắt con trai tôi, cắt lưỡi con trai tôi, khiến nó sống không bằng chết, đây có phải là những gì cậu đã làm không? Tôi đã làm những chuyện này. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt tại đây đều chấn động, bọn họ không thể tin được nhìn Diệp Phàm, không ngờ người này lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy với con trai của đảo chủ đảo Bá Thiên. Hắn thật sự không sợ chết. Bùm! Diệp Phàm vừa dứt lời, một luồng sát khí khổng lồ liền bộc lộ ra từ trong cơ thể của đảo chủ đảo Bá Thiên, khí thế trên người ông ta bộc phát ra như núi lửa phun trào, điên cuồng trấn áp về phía Diệp Phàm.
Dưới sự áp chế của khí thế kinh khủng này, không khí xung quanh Diệp Phàm hoàn toàn bị biến mất, không gian hơi vặn vẹo. Xét theo hoàn cảnh của trời đất hiện tại, nếu có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh thì đã có thể được coi như thần tiên rồi. Hơn nữa, vị đảo chủ của đảo Bá Thiên này cũng không phải là cường giả cảnh giới Nguyên Anh bình thường, thực lực của ông ta ít nhất cũng phải trên Nguyên Anh cấp 3. Đối mặt với sự trấn áp của đảo chủ đảo Bá Thiên, Diệp Phàm nhắm mắt làm ngơ, tỏ ra thái độ thờ ơ. Tuy rằng khí thế của đối phương rất đáng sợ, nhưng muốn áp chế được Diệp Phàm thì còn chưa được, dù sao thân thể của hắn là kết quả được rèn luyện bởi bốn giọt tinh huyết của Tổ Vu, nếu hắn dễ dàng bị áp chế như vậy, chẳng phải là một tát vào mặt Tổ Vu sao? Cậu cũng có một chút năng lực đó, nhưng hôm nay cậu sẽ phải chết. Đảo chủ đảo Bá Thiên hét lên với vẻ mặt hống hách. Bùm! Ông ta vung một chưởng, linh khí trời đất trên bầu trời điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một dấu bàn tay trong khoảng không che phủ bầu trời, tản ra khí tức đáng sợ. Linh kỹ cấp địa. Vào lúc này, đảo chủ đảo Bá Thiên đang thi triển một chiêu linh kỹ cấp địa nên linh kỹ có thể hóa hình. Với sức mạnh của đảo chủ đảo Bá Thiên và linh kỹ cấp địa, sức mạnh của đòn tấn công này sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tiếng sóng ầm ầm vang lên. Lúc này, toàn bộ người tu hành trên hòn đảo này đều cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt, bọn họ kinh ngạc mở to mắt. Mà khi một trưởng này giáng xuống, tựa như Như Lai thần trưởng mà Phật tổ dùng để trấn áp Tôn Ngộ Không, sắp ép cho Diệp Phàm nổ tung thành hư vô. Long tượng quyền. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn trực tiếp thi triển các quyền kỹ trong long tượng bàn nhược công, toàn bộ 11 luồng sức mạnh long và 13 luồng sức mạnh tượng trong cơ thể hắn bộc phát, sức mạnh hơn 100 vạn cân bùng phát. Kết hợp với long tượng quyền và sức mạnh của thân thể hắn, sức mạnh này trực tiếp tăng theo cấp số nhân, đạt tới hơn 3-400 vạn cân. Một quyền này đủ sức đập nát núi sông, nhật nguyệt. Bùm! Khi nắm đấm của Diệp Phàm và trưởng ấn kia va chạm vào nhau, giống như hai hành tinh va chạm nhau, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, trưởng ấn che phủ bầu trời đã bị cú đấm của Diệp Phàm thổi bay thành hư vô, cú đấm của hắn càng mạnh mẽ lao về phía đảo chủ của đảo Bá Thiên. Xoẹt. Sắc mặt đảo chủ đảo Bá Thiên thay đổi, ông ta nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt khó tin. Ông ta không ngờ sức mạnh của thiếu niên này lại có thể mạnh đến như vậy, khiến ông ta có cảm giác nguy hiểm. Lập tức, không chút do dự, đảo chủ đảo Bá Thiên trực tiếp bay lên, lơ lửng trên không, tránh đi một quyền của Diệp Phàm. Nhưng điều ông ta không ngờ tới là khi Diệp Phàm nhìn thấy ông ta bay lên không trung, không biết hắn đã thi triển loại công pháp gì. Thân thể hắn giống như một con rồng ẩn nấp từ vực sâu lao ra, bay thẳng lên trời và lao nhanh về phía ông ta như một tia sét. Đảo chủ đảo Bá Thiên không kịp né tránh lần nữa, chỉ có thể vung tay ngăn cản một quyền của Diệp Phàm. Bùm! Một tiếng động lớn kinh khủng vang lên và lan rộng khắp đảo Bồng Lai. Phụt! Đảo chủ đảo Bá Thiên bị Diệp Phàm dùng một quyền đánh ngã xuống đất, tạo ra một cái lỗ trên mặt đất, miệng không ngừng hộc máu, bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này, toàn trường im lặng, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều sốc trước cảnh tượng này đến mức không thể suy nghĩ được nữa. Họ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Một người trẻ tuổi như vậy mà thực sự đã trấn áp đảo chủ của đảo Bá Thiên, một trong năm hòn đảo hàng đầu ở Bồng Lai chỉ bằng một cú đấm. Điều này thật phi thường. Phải biết rằng đảo chủ của đảo Bá Thiên là một cường giả ở cảnh giới Nguyên Anh, và Diệp Phàm không chỉ còn trẻ, mà cảnh giới của hắn cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ. Nhưng một người như vậy lại có thể trấn áp ông ta, đây thật sự là một phép màu. Trong suốt lịch sử hàng ngàn năm của Bồng Lai, e rằng chưa bao giờ có một thiên tài như vậy đúng không? Mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Phàm và không ngừng sửng sốt, bọn họ kinh ngạc đến không biết nên nói thế nào. Cậu! Đảo chủ đảo Bá Thiên nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tràn đầy không cam lòng. Ông ta cũng không ngờ rằng với thực lực của mình mà lại có một ngày bị đánh bại bởi một người trẻ tuổi, đây thực sự là một sự nhục nhã tột cùng. Xoẹt! Lúc này Diệp Phàm đáp xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đảo chủ đảo Bá Thiên, hắn đi từng bước một về phía đối phương. Cậu định làm gì? Đảo chủ đảo Bá Thiên nhìn Diệp Phàm đến gần, sắc mặt thay đổi, nói. Giết ông! Diệp Phàm nói rất gọn gàng. Xoẹt! Ngay lập tức! Diệp Phàm lao về phía đảo chủ đảo Bá Thiên và đấm vào đầu ông ta. Chị họ! Đột nhiên Trần Tiểu Manh hét lớn, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy một người mặc đồ đen che mặt đột nhiên xuất hiện, tóm lấy Đường Sở Sở định rời đi. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm,
hắn từ bỏ việc giết đảo chủ đảo Bá Thiên mà lao về phía người mặc đồ đen kia. Bùm! Một giây tiếp theo, một tiếng sấm vang lên, một người phụ nữ mặc quần áo trắng trông có vẻ ngoài 40 xuất hiện ở đây, vung ra một chưởng trực tiếp hất văng người đàn ông mặc đồ đen ra xa, còn Đường Sở Sở thì được bà ta đỡ. Phụt! Người đàn ông mặc đồ đen bị đánh văng ra ngoài, miệng nôn ra máu, khi nhìn người phụ nữ kia thì sắc mặt người này thay đổi, quay người bỏ chạy. Mà Diệp Phàm đi tới trước mặt người phụ nữ kia và nói, cảm ơn. Nói xong hắn đang định bước tới ôm Sở Sở lại thì phía sau lại có vài người phụ nữ chặn đường hắn. Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng nói, đây là ý gì? Cô gái này đã bị sát khí nhập hồn, đã mất đi lý trí, chỉ có tộc lạc thần của tôi mới có thể chữa cho cô ấy. Vì vậy, tôi cần phải đưa cô ấy trở lại trong tộc, để tốt cho cô ấy thì cậu không nên cản trở. Người phụ nữ nhìn Diệp Phàm và nói thẳng. Tộc lạc thần. Diệp Phàm cau mày, những người khác có mặt khi nghe thấy từ tộc lạc thần thì đều kinh ngạc. Tộc lạc thần là một gia tộc cực kỳ cổ xưa ở Bồng Lai, tồn tại lâu đời hơn tất cả các thế lực có mặt ở đây. Vì vậy, tộc lạc thần có căn cơ rất sâu, trong gia tộc có rất nhiều cường giả. Hơn nữa, tộc lạc thần còn có tài năng điều khiển nước trên thế giới, ở trên đảo thì càng thuận lợi hơn, ngoại trừ một số thế lực khác trên đảo Bồng Lai, không ai có thể chống lại họ. Tôi có thể chữa khỏi Sở Sở, không cần các người phải lo lắng. Diệp Phàm nhìn người phụ nữ này, lạnh lùng nói, rồi đi thẳng về phía Sở Sở. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức, mấy người phụ nữ kia trực tiếp công kích Diệp Phàm, còn người phụ nữ kia thì mang Đường Sở Sở bay vào không trung, biến mất tại đây. Bùm bùm bùm. Diệp Phàm ra tay, đánh bay tất cả những người phụ nữ này, sau đó đuổi theo. Người phụ nữ kia bay trên không trung cực nhanh, còn Diệp Phàm thì lúc này vẫn chưa thể bay trên không trung được, chỉ có thể truy đuổi trên mặt đất, hắn thi triển ra tuyệt kỹ thân pháp Ngự Long Quyết Long Hành ngàn dặm, đuổi theo đối phương. Hơn 10 phút sau, người phụ nữ mang Đường Sở Sở đi vào trong một cái thung lũng, Diệp Phàm lao về phía thung lũng kia, nhưng lại bị một kết giới chặn lại, bị đánh văng ra ngoài. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn vung kiếm Tu La, chém về phía kết giới kia. Đại trưởng lão, trong thung lũng, một đám người đi tới trước mặt người phụ nữ, cung kính kêu to, bọn họ nhìn Đường Sở Sở, chẳng lẽ cô gái này là ma nữ tóc trắng kia sao? Đúng vậy, cô ta có thân thể huyền âm. Người phụ nữ nói, thân thể huyền âm. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt người đi đường thay đổi, vô cùng kinh hãi. Thân thể huyền âm này là một thể chất tu hành cực tốt, người có được thể chất này trong tương lai sẽ có thiên phú vô hạn. Đại trưởng lão, ngài định thu cô ta làm đệ tử sao? Một quản lý cấp cao của tộc lạc thần nhìn người phụ nữ này và nói. Cô gái này bị sát khí nhập hồn, mất đi lý trí, không còn tư cách có thân thể huyền âm, vì vậy, tôi dự định rút căn nguyên của thân thể huyền âm này ra, dung nhập vào trong cơ thể của Ly Nhi. Một khi Ly Nhi có được cơ thể huyền âm và huyết mạch lạc thần, tiềm năng trong tương lai của con bé sẽ là vô hạn, thậm chí còn có khả năng thành tiên. Người phụ nữ lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng. Xoẹt. Nghe vậy, những người có mặt đều thay đổi sắc mặt, một người trong số đó nhìn Đường Sở Sở nói, nhưng một khi làm như vậy, thì cô ta không những sẽ trở thành một người vô dụng hoàn toàn mà còn không thể sống được bao lâu. Cô ta đã là một người điên rồi, cho dù trở thành người vô dụng và chết đi thì thế nào? Chỉ có Ly Nhi mới xứng đáng sở hữu cơ thể huyền âm này. Người phụ nữ khịt mũi khinh thường. Được rồi, các người đi xử lý tên nhóc không biết sống chết ở bên ngoài đi, tôi sẽ đi rút căn nguyên trong thân thể huyền âm của cô gái này ra. Ngay lập tức, người phụ nữ mang Đường Sở Sở đi thẳng vào sâu trong thung lũng. Ầm, ầm, ầm. Vào lúc này, bên ngoài thung lũng nơi gia tộc lạc thần tọa lạc, Diệp Phàm vẫn đang tấn công kết giới ở lối vào thung lũng. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, kết giới này bắt đầu rung chuyển, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lúc này, kết giới biến mất, một nhóm người đi ra, đó là một đám nhân vật cấp cao của tộc lạc thần, dẫn đầu là bốn đại hộ pháp của tộc lạc thần. Cậu là ai? Sao dám làm bậy ở tộc lạc thần chúng tôi? Một hộ pháp nhìn Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Giao vợ tôi ra đây. Diệp Phàm đằng đằng sát khí hét lên. Vợ cậu, là ai? Vị hộ pháp này nhíu mày, lại nói. Chính là người vừa mới bị đưa vào, lập tức giao người ra đây, nếu không tôi sẽ san bằng tộc lạc thần của các người. Diệp Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, chỉ vào đám người này, giận dữ gầm lên. Nghe Diệp Phàm nói vậy,
Đầu tiên đám nhân vật cấp cao của tộc Lạc Thần sửng sốt, sau đó tức giận, bọn họ không ngờ người có thân thể huyền âm kia lại là vợ của người này, nhưng đối phương nói hắn muốn san bằng tộc Lạc Thần, sao đám nhân vật cấp cao này của tộc Lạc Thần có thể nhịn được. Tộc Lạc Thần đã truyền thừa mấy ngàn năm, tổ tiên của họ là Lạc Thần vang danh khắp nơi, toàn bộ Bồng Lai không ai dám nói ra câu sẽ san bằng tộc Lạc Thần, nhưng Diệp Phàm lại nói, điều này đã trực tiếp chọc giận đến đám cường giả này của tộc Lạc Thần. Láo xược, dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Một cường giả kim đan cảnh của tộc Lạc Thần nhìn Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt tức giận, cô ta tung ra một chưởng đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói nhiều, hắn một chém một kiếm, trực tiếp thi triển cửu kiếm tu la, phát ra một tiếng nổ vang dội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phụt phụt. Ngay lập tức, vị cường giả kim đan cảnh của tộc Lạc Thần này thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Diệp Phàm đánh thành hư vô. Cảnh này khiến sắc mặt của những cường giả khác của tộc Lạc Thần có mặt đều thay đổi, vô cùng khiếp sợ. Ở tuổi này, hắn có thể dễ dàng giết chết một cường giả kim đan cảnh trong nháy mắt. Thiên phú của người này không hề đơn giản. Nhưng điều này càng khiến đám nhân vật cấp cao của tộc Lạc Thần tức giận hơn, tất cả đều trừng mắt nhìn Diệp Phàm, toát ra uy thế đáng sợ. Thằng nhóc kiêu ngạo, hôm nay nếu không dạy cho cậu một bài học, cậu thật sự cho rằng tộc Lạc Thần chúng tôi dễ bắt nạt sao? Lần này, một trong bốn đại hộ pháp của tộc Lạc Thần ra tay, cô ta tung ra một chưởng, lực lượng chân nguyên khổng lồ quét ra, hóa thành một làn sóng cực lớn, quét về phía Diệp Phàm. Làn sóng khổng lồ này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo, dùng khí thế áp đảo hướng về phía Diệp Phàm, uy lực cực kỳ khủng bố, đạt đến cấp độ nửa bước nguyên anh. Giết! Diệp Phàm thốt ra một chữ, toàn bộ sát khí của Tu La Kiếm bộc phát, hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, kích hoạt lực lượng bên trong Tu La Kiếm, chém ra một cách mạnh mẽ. Tu La Kiếm là một loại thần binh lợi khí đặc biệt, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, Diệp Phàm không thể kiểm soát được, chỉ có thể kích hoạt từng chút một. Khi lực lượng trong Tu La Kiếm được kích hoạt, phát ra ánh sáng màu đỏ máu, che phủ bầu trời, khu vực xung quanh lập tức giống như Tu La luyện ngục, các nhân vật cấp cao của tộc Lạc Thần cảm thấy vô cùng nghẹt thở, sau đó là một loạt sấm sét vang lên. Đòn tấn công của hộ pháp tộc Lạc Thần ngay lập tức bị một kiếm của Diệp Phàm cắt thành hư vô, toàn bộ cơ thể của cô ta bị Tu La Kiếm cắt làm đôi từ đầu đến chân, nội tạng nằm rải rác trên mặt đất. Vào lúc này, các nhân vật cấp cao khác của tộc Lạc Thần và những tộc nhân đi ra từ trong thung lũng đều sững sờ. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy chưa? Một trong bốn đại hộ pháp của tộc Lạc Thần, cường giả cấp bậc nửa bước nguyên anh, bị chém làm đôi, điều này quả thực khó có thể tin được. Cậu! Sau khi ba đại hộ pháp còn lại thoát khỏi nỗi khiếp sợ, căm tức nhìn Diệp Phàm. Chết! Lần này, Diệp Phàm không lãng phí thêm lời nào nữa mà chỉ dùng kiếm chém tới. Bây giờ không biết Sở Sở bị người phụ nữ đó đưa vào tộc Lạc Thần thì sẽ ra sao, nên Diệp Phàm không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Hắn cầm kiếm, lao vào giết chóc, lao nhanh về chỗ sâu nhất trong thung lũng nơi tộc Lạc Thần ở. Ngăn hắn lại. Ba đại hộ pháp còn lại hét lên, mỗi người sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt của mình để tấn công Diệp Phàm, những cường giả khác của tộc Lạc Thần cũng đồng loạt ra tay, tấn công về phía Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời. Sấm sét tiếp tục vang lên bên ngoài tộc Lạc Thần, lực lượng chân nguyên không ngừng lan rộng, thổi bay khu vực xung quanh thành chân không. Trên người Diệp Phàm mặc nhân đạo hộ giáp, cầm Tu La Kiếm trong tay, giống như một chiến thần vô song, không thể cản được. Các đòn tấn công của ba đại hộ pháp và các cường giả khác của tộc Lạc Thần đều bị Diệp Phàm tiêu diệt ngay lập tức, cơ thể của bọn họ bị đánh bay ra ngoài, từng người rơi xuống đất, bị thương nặng. Cứ như vậy Diệp Phàm giết thẳng một đường vào tộc Lạc Thần. Chỉ cần là người của tộc Lạc Thần đứng trước mặt hắn đều chết thảm hoặc bị thương nặng. Vào lúc này, toàn bộ tộc Lạc Thần đều kinh hãi, vô số tộc nhân, các cường giả và trưởng lão đang bế quan lần lượt xuất hiện, bọn họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lùng. Cậu là ai? Sao dám làm loạn trong tộc Lạc Thần? Nhị trưởng lão của tộc Lạc Thần dẫn theo mấy vị trưởng lão xuất hiện ở đây, hét lên với Diệp Phàm. Giao vợ tôi ra đây, không thì chết. Diệp Phàm đằng đằng sát khí hét lên. Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Không biết phép tắc. Bắt lấy hắn. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, ba trưởng lão xung quanh cô ta đồng thời lao về phía Diệp Phàm. Ba vị trưởng lão này đều có thực lực nguyên anh cảnh, một người là nguyên anh cảnh tầng 3, hai người còn lại là nguyên anh cảnh tầng 1. Có thể dễ dàng điều động nhiều cường giả nguyên anh cảnh như vậy, cũng đủ thấy gốc rễ của tộc Lạc Thần rất sâu.
Vào lúc này, ba cường giả nguyên anh cảnh này đồng thời ra tay, tấn công về phía Diệp Phàm. Ầm, ầm, ầm. Ba đòn tấn công ập đến, không trung nổ tung, chân nguyên vô tận trực tiếp bao trùm Diệp Phàm. Diệp Phàm kích hoạt lực lượng trong cơ thể và nhân đạo hộ giáp để đối đầu trực diện với đòn tấn công của ba cường giả nguyên anh cảnh, bước từng bước về phía bọn họ. Lúc này, sắc mặt của ba trưởng lão và nhị trưởng lão đều thay đổi, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ khó tin. Đối đầu trực diện với đòn tấn công của cường giả nguyên anh cảnh. Sao có thể như vậy? Lên! Vẻ mặt của nhị trưởng lão cứng đờ, lại hét lên, ba trưởng lão lại ra tay, mỗi người thi triển một loại linh kỹ cấp địa, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vẫn nhắm mắt làm ngơ, chống cự lại đòn tấn công của bọn họ. Vào lúc này, mấy trưởng lão của tộc Lạc Thần cùng những tộc nhân khác đều hoàn toàn sửng sốt, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Đánh xong rồi à, đến lượt tôi. Diệp Phàm đầy sát khí hét lên. Cửu kiếm tu la. Kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Kiếm thứ năm. Kiếm thứ sáu. Kiếm thứ bảy. Diệp Phàm liên tiếp chém ra bảy nhát kiếm. Bảy nhát kiếm này của hắn, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Chém một lúc bảy nhát kiếm, hóa thành ánh sáng có màu đỏ máu vô tận, nuốt chửng trời đất. Vẻ mặt của ba trưởng lão thay đổi, nhanh chóng ra tay phản kháng. Vẻ mặt của nhị trưởng lão cũng cứng đờ, bộc phát thực lực nguyên anh tầng 4, mạnh mẽ ra tay. Ầm ầm. Vào lúc này, bảy nhát kiếm của Diệp Phàm và đòn tấn công của bốn trưởng lão tộc Lạc Thần va vào nhau. Năng lượng vô biên càn quét ra, trực tiếp phá hủy khu vực xung quanh không còn gì. Những tộc nhân khác của bộ lạc Lạc Thần đều bị đánh bay ra ngoài, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết thảm. Ngay khi nguồn năng lượng đáng sợ này sắp tiêu diệt toàn bộ tộc Lạc Thần, một bà lão đột nhiên xuất hiện, bà ta vung tay lên, một gợn nước màu xanh nổi lên, nhanh chóng lan rộng, tạo thành một kết giới chặn hết mọi làn sóng năng lượng, nếu không toàn bộ tộc Lạc Thần sẽ thật sự bị hủy diệt chỉ trong thoáng chốc. Đến khi năng lượng này hoàn toàn tan đi, cả bốn trưởng lão của tộc Lạc Thần đều bị áp chế quỳ trên mặt đất, nôn ra máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là ba trưởng lão có thực lực yếu hơn, bọn họ đang thoi thóp, mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn nhị trưởng lão cũng không khá hơn là bao. Về phần Diệp Phàm, tình thế của hắn có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng những đòn tấn công liên tục vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn thở hổn hển. Không ngờ Bồng Lai lại sinh ra một người có thiên phú yêu nghiệt như cậu, còn phá hủy tộc Lạc Thần tôi đến mức này. Bà lão đột nhiên xuất hiện này nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt già nua. Thái thượng trưởng lão. Lúc này, tộc nhân của tộc Lạc Thần có mặt nhìn thấy bà lão này thì cung kính hô to. Mà Diệp Phàm nhìn người này, nhíu mày, hắn cảm nhận được một áp lực rất lớn trên người đối phương. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, nếu có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực, thì thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản là nguyên anh cảnh. Tộc Lạc Thần của các người đã bắt cóc vợ tôi trước, vì vậy không thể trách tôi được. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Vợ của cậu, thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần mở to mắt. Liếc nhìn những người khác, nhị trưởng lão trực tiếp truyền đạt ngắn gọn vấn đề từ xa với thái thượng trưởng lão. Sau khi nghe xong, ánh mắt thái thượng trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, thân thể huyền âm đó là vợ của cậu. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh không? Chứng minh? Vậy tôi sẽ chứng minh cho bà xem. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn vung kiếm lên trực tiếp chém về phía đối phương. Khuôn mặt của thái thượng trưởng lão không thay đổi. Chỉ cô nhẹ bàn tay một cái, một vòng xoáy nước xuất hiện ngay trước mặt bà ta, một kiếm này của Diệp Phàm chém vào vòng xoáy nước, toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải, giống như đánh vào bông, không có chút lực lượng nào. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, hắn lại vung kiếm chém tiếp. Thái thượng trưởng lão lại vẫy tay, sóng lớn tràn ra. Những đợt sóng khổng lồ do vị thái thượng trưởng lão này tung ra còn đáng sợ hơn nhiều so với những đợt sóng do hộ pháp của tộc Lạc Thần tung ra trước đó. Nếu trước đó là sóng lớn làm vỡ đê thì cái này là sóng thần trên biển lớn. Con sóng khổng lồ này giống như một cơn sóng thần thực sự, chứa đựng lực lượng hùng vĩ, trực tiếp áp chế và bóp méo không gian, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Nếu không phải cơ thể hắn không tầm thường, e rằng cơ thể hắn sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng trong cơ thể bộc phát, kết hợp với nhân đạo hộ giáp. Đối kháng với làn sóng khổng lồ. Vào lúc này, Diệp Phàm đang đối đầu trực diện với những đợt sóng lớn do Thái Thượng Trưởng Lão tung ra.
Tộc Lạc Thần có thiên phú thần thông cường đại, có thể dễ dàng điều khiển lực lượng của nước, một giọt nước trong tay bọn họ có thể bộc phát uy lực tương đương với vạn tấn nước. Không một cường giả nguyên anh cảnh nào có thể chặn được đòn tấn công của vị thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần này, chỉ có những lão già trên đảo Bồng Lai mới có thể chặn được, nhưng cũng phải tiêu hao một vũ khí chủ chốt, nhưng bây giờ bà ta lại nhìn thấy một cảnh khó tin. Diệp Phàm thực sự đã chặn được những làn sóng khổng lồ của bà ta chỉ bằng lực lượng trong cơ thể, hơn nữa còn không bị làm sao, thật khó tin. Cơ thể của người này sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ hắn là thể tu giả trong truyền thuyết? Lúc này, vẻ mặt của Thái Thượng trưởng lão khi nhìn Diệp Phàm không ngừng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Mà Diệp Phàm không chỉ có thể đối đầu trực diện với cơn sóng khổng lồ kia, mà còn bước từng bước một tiến về phía trước, tiêu diệt cơn bão sóng thần do Thái Thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần phát động. Ngay lập tức, sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão tối sầm lại, ánh mắt hiện lên sát ý. Người này thật đáng sợ, lại có hiềm khích với tộc Lạc Thần, không thể giữ hắn lại, nếu không sau này sẽ thành tai họa lớn. Thái Thượng trưởng lão vung tay lên, hóa thành một thủ ấn, áp chế về phía Diệp Phàm. Đòn này chứa đựng lực lượng thực sự của Thái Thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần, lao về phía Diệp Phàm như một con mãnh thú hồng hoang. Diệp Phàm giận dữ gầm lên, hắn kích hoạt toàn bộ lực lượng trong cơ thể, lực lượng long tượng và lực lượng long khí hấp thụ từ long mạch đều bộc phát ra ngoài, hắn giơ Tu La kiếm lên chém xuống. Lúc này, Diệp Phàm đã dốc toàn lực, không giữ lại chút gì, chém ra một kiếm, như muốn mở ra thế giới mới. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, sấm sét liên tục vang lên, lực lượng kinh khủng đã đè bẹp toàn bộ người của tộc Lạc Thần nằm trên mặt đất, toàn bộ thung lũng bắt đầu nứt ra. Những chùm sáng năng lượng khủng khiếp bắn thẳng lên bầu trời, tỏa ra toàn bộ 36 đảo của Bồng Lai. Lúc này, toàn bộ thế lực trên đảo Bồng Lai đều bị chấn động. Tất cả đều nhìn về hướng tộc Lạc Thần, không ngừng thảo luận. Trong số đó có rất nhiều cường giả của các thế lực tiến về hướng tộc Lạc Thần, muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà lại gây ra náo loạn lớn như vậy. Lúc này bên trong tộc Lạc Thần, giống như bị một cơn lốc xoáy quét qua, phá hủy mọi thứ. Đòn này của Diệp Phàm và Thái Thượng trưởng lão vô cùng đáng sợ, phải mất hơn 10 phút, năng lượng đáng sợ này mới dần tan đi. Lúc này, cơ thể của Thái Thượng trưởng lão lùi lại, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, khí huyết trong cơ thể dâng trào, bà ta thét lên một tiếng đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng, trông có vẻ hơi chật vật. Còn Diệp Phàm thì nửa quỳ trên mặt đất, Tu La kiếm trong tay cắm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức rối loạn, toàn thân bị thương nặng. Đòn tấn công vừa rồi của đối phương quả thực rất đáng sợ, cho dù Diệp Phàm có toàn lực tấn công cũng vẫn bị thương nặng, may mà hắn có nhân đạo hộ giáp bảo vệ cơ thể, nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cậu! Thượng trưởng lão nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cứng đờ, không thể tin được. Một đòn vừa rồi, bà ta không hề nương tay, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tộc Lạc Thần, đủ để giết chết cường giả nguyên anh tầng 9 vài chục lần, nhưng Diệp Phàm vẫn chống cự được, điều mà khiến bà ta không thể chấp nhận được. Tại sao người này lại có thực lực đáng sợ đến thế? Đúng là nghịch thiên. Muốn giết tôi, bà còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, lạnh lùng hét lên. Tất cả người của tộc Lạc Thần có mặt đều ngây ngẩn. Lúc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh. À, đột nhiên, từ sâu trong thung lũng, vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, vô cùng thê thảm. Lúc này, trong lòng Diệp Phàm run lên. Cảm giác được một trận đau đớn như bị kim đâm, sắc mặt hắn thay đổi, nghẹn ngào kêu lên, sở sở. A, a, a. Lúc này, từ sâu trong thung lũng nơi ở của tộc Lạc Thần chợt vang lên những tiếng hét chói tai. Chủ nhân của tiếng hét này chính là Đường Sở Sở. Nghe Đường Sở Sở la hét thảm thiết, Diệp Phàm đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào tim vậy, hắn hét lên, sở sở. Rầm rầm rầm. Từ sâu trong thung lũng lại truyền đến từng đợt gầm rú. Một luồng âm khí đáng sợ chợt bộc phát, tạo thành một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố. Soạt, đôi mắt Diệp Phàm lập tức đỏ ngầu, toàn thân tràn ngập sát khí điên cuồng. Sở Sở hét lên như vậy, nhất định đã gặp phải chuyện gì đó rất nguy hiểm. Trong lòng Diệp Phàm bùng lên lửa giận, nhìn chằm chằm vào đám người Thái Thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần, gầm lên, các người dám động vào Sở Sở, các người nhất định phải chết. Diệp Phàm liền lấy ra một cái bình rồi mở ra. Bên trong tràn ngập mùi máu nồng đậm, chính là một giọt máu của Tổ Vu. Diệp Phàm ngay lập tức uống giọt máu thứ 5 này của Tổ Vu. Bùm! Sau khi uống xong,
trong cơ thể Diệp Phàm liền vang lên một tiếng gầm chói tai, giống như muốn xé nát bầu trời vậy, một luồng năng lượng khí huyết khổng lồ nhanh chóng bộc phát rồi bao phủ toàn bộ cơ thể và tứ chi của hắn. A! À, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lớn, khí huyết đáng sợ không ngừng bộc phát, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt bắt đầu nứt nẻ và chảy máu. Dù sao cưỡng ép uống máu của tổ vu, thật sự rất nguy hiểm. Một khi không thể nhanh chóng khống chế được máu, thì rất có thể cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Nhưng Diệp Phàm chẳng hề để ý, hắn uống giọt máu này của tổ vu vì muốn có đủ sức mạnh để đối đầu với thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần. Chết đi! Hai mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, gầm lên đầy sát ý, hai tay cầm chặt tu la kiếm, lại lần nữa tấn công về phía thái thượng trưởng lão. Cửu kiếm tu la! Nhát kiếm thứ 8! Vào lúc này, Diệp Phàm đã thi triển nhát kiếm thứ 8, cũng chính là tuyệt kỹ cửu kiếm tu la của tứ sư phụ. Uy lực của nhát kiếm này cực kỳ đáng sợ, hơn nữa Diệp Phàm còn thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của máu vu thần trong cơ thể mình, khiến nhát kiếm này càng thêm khủng bố. Bùm bùm bùm! Trong nháy mắt, nhát kiếm của Diệp Phàm đã xé toạc không gian, giống như một tia sét đẫm máu, mạnh mẽ chấn áp thái thượng trưởng lão. Sắc mặt của thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Trần liền thay đổi, lông mày nhíu chặt lại. Chứng tỏ bà ta cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nhát kiếm này. Bà ta không dám sơ suất, nhanh chóng chắp hai tay lại đọc ấn quyết, năng lượng toàn thân tỏa ra như thủy triều dâng lên ồ ạt rồi hóa thành một tấm khiên ánh sáng cực lớn, bao bọc lấy cơ thể của bà ta để cản lại nhát kiếm của Diệp Phàm. Bà ta không có chủ động tấn công bởi vì bà ta cũng không chắc chắn bản thân có thể chặn được nhát kiếm này hay không. Bùm! Kiếm của Diệp Phàm ngay lập tức đánh trúng tấm khiên ánh sáng của Thái Thượng Trưởng Lão. Một loạt tiếng sấm dữ dội vang lên, những luồng năng lượng kinh khủng quét qua tứ phía, như muốn nuốt chửng toàn bộ tộc Lạc Thần. Kết Lạc Thần chi giới. Lúc này, các cường giả của tộc Lạc Thần tộc đồng loạt hô lên. Tất cả thành viên của tộc Lạc Thần đều thi triển ấn quyết, đồng thời thúc đẩy huyết mạch tộc Lạc Thần bên trong cơ thể. Các ấn quyết bộc phát ra bên ngoài và hòa vào không trung, một tiếng nổ lớn vang lên rồi biến thành một kết giới màu xanh lam, bao phủ lấy toàn bộ tộc Lạc Thần. Khi kết giới này được thi triển, năng lượng đòn tấn công còn sót lại của Diệp Phàm đều bị chặn lại, nếu không có lẽ toàn bộ tộc Lạc Thần sẽ bị chôn vùi ở đây. Rầm! Một bóng người bị đá bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi hộc máu, người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của tộc Lạc Thần. Quả nhiên bà ta đã bị trọng thương, trên ngực có một vết thương rất sâu. Cậu! Thái Thượng Trưởng Lão của tộc Lạc Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Kết quả trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt rồi vung kiếm đâm vào ngực bà ta, khiến lục phủ ngũ tạng và nguyên anh của bà ta bị vỡ nát. Phụt! Miệng của Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn chảy máu, đôi mắt dán chặt vào Diệp Phàm rồi chết ngay tại chỗ. Cái chết bi thảm của bà ta đã khiến tất cả thành viên của tộc Lạc Thần đều chết lặng. Soạt! Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian, hắn vừa điên cuồng áp chế năng lượng máu của tổ vu trong cơ thể, vừa nhanh chóng tiến sâu vào trong thung lũng. Bùm! Sâu trong thung lũng có một căn phòng, ở đó vang lên một tiếng hét đáng sợ, cả căn phòng nổ tung, sức mạnh chân nguyên liền bộc phát ra bên ngoài, ẩn chứa hơi thở vô cùng đáng sợ. Ly Nhi, tốt quá rồi, không ngờ rằng em có thể dung hợp căn nguyên của thân thể huyền âm nhanh như vậy, khơi dậy được uy lực của nó bộc phát ra bên ngoài, không hổ danh là người được chỉ cẩn thận bồi dưỡng, sau này em nhất định sẽ đắc đạo thành tiên, trở thành Lạc Thần mới của tộc Lạc Thần chúng ta. Lúc này, trong phòng vừa bị nổ tung đó, đại trưởng lão của tộc Lạc Thần vui vẻ nói với người con gái trước mặt. Cô gái này có vẻ ngoài thanh tú, khí chất phi thường, toàn thân đều tỏa ra âm khí nồng nặc. Mặc dù cô gái này còn rất trẻ, nhưng thực lực đã tiến vào nguyên anh cảnh, hơn nữa trên người còn tỏa ra hơi thở của thân thể huyền âm, khiến sức mạnh của cô ta càng thêm đáng sợ. Đều nhờ vào đại trưởng lão, nếu như không phải đại trưởng lão ban cho Ly Nhi căn nguyên của thân thể huyền âm, thì Ly Nhi làm sao có thể đạt đến trình độ này. Cô gái cảm ơn đại trưởng lão của tộc Lạc Thần. Hừ, cô gái kia đã bị tà linh xâm nhập vào linh hồn, mất đi ý thức của bản thân. Thân thể huyền âm này chẳng có tác dụng gì đối với cô ta, còn không bằng đưa thân thể huyền âm cho người có thể thật sự khống chế được nó và khơi dậy được sức mạnh của nó. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh lẽo nói, ánh mắt vừa liếc nhìn người con gái đang nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, biểu tình đau đớn. Hơi thở yếu ớt và sức lực toàn thân dường như đã bị cạn kiệt, ánh mắt cô tràn đầy sự khinh thường. Người con gái này không ai khác chính là Đường Sở Sở. Lúc này, căn nguyên thân thể huyền âm của Đường Sở Sở đã bị đại trưởng lão tộc Lạc Thần lấy đi. Thân thể huyền âm đã sớm dung hợp với cơ thể Đường Sở Sở, vậy nên bây giờ mất đi căn nguyên thân thể huyền âm,
Điều này đồng nghĩa với việc tinh lực và sức sống của Đường Sở Sở cũng không còn, khiến cô như ngọn đèn dầu sắp tắt, mạng sống dần mất đi. Sở Sở. Lúc này Diệp Phàm đã xuất hiện ở đây, nhìn thấy Đường Sở Sở đang vô cùng khốn sở, trong lòng hắn lại run lên kịch liệt. A! À. Diệp Phàm hét lên đầy đau đớn, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Đường Sở Sở, Sở Sở. Sở Sở. Đường Sở Sở từ từ mở mắt ra, bây giờ cô cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn Diệp Phàm rồi nói bằng giọng vô cùng yếu ớt, anh Tiểu Phàm. Sở Sở. Diệp Phàm không ngừng gọi tên Đường Sở Sở. Tên nhóc này thế mà đã chạy được đến đây rồi. Đại trưởng lão của tộc Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sắc mặt liền thay đổi. Soạt. Đôi mắt Diệp Phàm khát máu và tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào cô ta. Hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra căn nguyên thân thể huyền âm của Sở Sở đã bị lấy đi. Trên người cô gái đang đứng ở kia lúc này tỏa ra âm khí, chứng tỏ thân thể huyền âm đã dung nhập vào cơ thể của cô ta, hơn nữa người làm ra loại chuyện này chính là đại trưởng lão của tộc Lạc Thần. Nghĩ tới nỗi đau mà Sở Sở phải chịu đựng, rồi lại nghĩ về ngọn lửa sinh mệnh có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào của đối phương, sát ý trong lòng Diệp Phàm không ngừng dâng lên. Soạt. Đầu tiên Diệp Phàm lấy ra một cây châm bạc rồi thi triển cửu u hoàn hồn châm, vội vàng châm cứu cho Đường Sở Sở, ngăn cản sinh mệnh của cô đang bị sói mòi. Sau đó Diệp Phàm đặt Đường Sở Sở sang một bên, nhẹ nhàng nói, Sở Sở, anh nhất định sẽ báo thù cho em, đợi anh chút. Soạt. Đôi mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão của tộc Lạc Thần cùng cô gái tên là Ali, gần từng chữ một, các người đã khiến Sở Sở thành ra như vậy, tôi sẽ khiến các người phải sống không bằng chết. Bùm! Toàn thân Diệp Phàm liền bộc phát ra sát khí rất đáng sợ. Lúc này, lửa giận trong lòng Diệp Phàm đã sôi trào đến đỉnh điểm. Sự phẫn nộ này càng khiến sức mạnh máu của tổ vu trong cơ thể hắn điên cuồng hơn. Một cảm giác áp bức đến nghẹt thở nhanh chóng bộc phát ra bên ngoài, bao trùm lấy cả thung lũng. Sắc mặt của đại trưởng lão và cô gái tên Ali liền thay đổi, bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm vung tu la kiếm lên rồi điên cuồng chém về phía bọn họ. Đại trưởng lão tộc Lạc Thần và Ali đồng loạt thi triển toàn bộ sức mạnh, mỗi người đều nhanh chóng thúc đẩy sức mạnh của huyết mạch tộc Lạc Thần, đồng thời Ali kia cũng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của thân thể huyền âm. Hai người toàn lực tấn công, sức chiến đấu liền tăng vọt, vượt qua cảnh giới nguyên anh cảnh. Nhưng khi kiếm của Diệp Phàm chém xuống, nó vẫn dễ dàng phá hủy đòn công kích của hai người này, sau đó thanh kiếm vẫn tiếp tục chém chúng vào thân thể bọn họ khiến bọn họ bị thổi bay về sau. Phập, phập, cơ thể của hai người này ngã rầm xuống đất, hộc máu, kinh mạch và xương cốt toàn thân đều bị gãy nát. Đại trưởng lão tộc Lạc Thần mở to mắt nhìn Diệp Phàm, cô ta còn muốn nói cái gì đó. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phàm chém xuống, chặt đứt một cánh tay. A! À, đại trưởng lão hét lên một tiếng kêu thảm thiết, hung ác trừng mắt với Diệp Phàm quát, mày sẽ chết không toàn thây. Phập! Diệp Phàm vung kiếm lên, cô ta lại hét lên một tiếng thét chói tai. Sau đó sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, đằng đằng sát ý, chém hết nhát này đến nhát khác, đại trưởng lão càng ngày càng gào thét thảm thiết, nhưng rồi lại dần yếu đi, đến cuối cùng cô ta thậm chí không còn sức lực để hét nữa. Giờ phút này, bộ dáng của đại trưởng lão thật khó để hình dung, nhìn thoáng qua liền có cảm giác như đang ở địa ngục tầng thứ 18 vậy, thảm hại đến mức không thể nào tả nổi. Cuối cùng, đại trưởng lão của tộc Lạc Thần bị tra tấn đến chết, sắc mặt hung ác vặn vẹo, rõ ràng đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Ali ở một bên đã hoàn toàn chết lặng, thân thể run lên bần bật, ánh mắt không giấu được sợ hãi, cô ta vừa định nói chuyện thì Diệp Phàm cũng đã vung kiếm lên. A! À. Ali cũng hét lên đau đớn, cô ta vội vàng nói, tôi không làm hại người phụ nữ của anh, đó không phải việc của tôi. Nhưng cô đã lấy căn nguyên của thân thể huyền âm, vì vậy cô cũng phải trả giá. Diệp Phàm lạnh lẽo hét lên. Sau đó Diệp Phàm cũng dùng phương pháp tương tự để tiễn Ali xuống địa ngục, nhưng trước khi chết, cô ta cũng phải chịu đựng vô vàn đau đớn và tra tấn. Lúc này, đám người Trần Tiểu Manh cũng đã đến đây. Chị ơi! Trần Tiểu Manh nhìn thấy Đường Sở Sở như vậy liền hét lên, chị ơi, chị làm sao vậy? Chị đừng dọa em mà. Đi xử lý tất cả đám người của tộc Lạc Thần, ai cũng không bỏ qua. Diệp Phàm bế Đường Sở Sở lên rồi lạnh nhạt ra lệnh. Vâng. Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính, Đông Phương Hạo Thiên gật đầu, mỗi người đều lấy vũ khí ra, chuẩn bị giết hết tộc Lạc Thần. Bây giờ những thành viên của tộc Lạc Thần đã bị thương nặng. Hơn nữa sức mạnh của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều để mở kết giới, chẳng còn lại bao nhiêu,
vậy nên đối mặt với sự chém giết của đám người Hiên Viên Bất Bại, bọn họ chẳng thể nào phản kháng nổi. Hôm nay cậu dám diệt tộc Lạc Thần, chờ tộc trưởng trở lại nhất định sẽ chém cậu thành ngàn mảnh. Một trưởng lão của tộc Lạc Thần nhìn thấy Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở đi tới, liền hét lên, nhưng vừa dứt lời đã bị Thái A kiếm của Tần Chính chém đứt đầu. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên từ tộc Lạc Thần. Rất nhanh, tất cả thành viên còn lại của tộc Lạc Thần đều bị người của Diệp Phàm giết sạch, tộc Lạc Thần được truyền thừa mấy ngàn năm cứ thế bị tiêu diệt hoàn toàn. Soạt. Khi những cường giả của đảo Bồng Lai nghe thấy động tĩnh của tộc Lạc Thần, đã nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thung lũng, nhưng vừa đến nơi đã nhìn thấy đám người Diệp Phàm đi ra. Lúc này không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại sửng sốt, nhưng sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, bọn họ bước vào trong thung lũng thì tất cả đều vô cùng kinh hãi. Trong thung lũng khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Tộc Lạc Thần được xem là thế lực đỉnh cấp ở đảo Bồng Lai, cứ thế bị diệt tộc. Cảnh tượng này thật khó tin. Sắc mặt của những cường giả đó cứng đờ. Soạt. Khi những cường giả này còn đang kinh ngạc thì một người con gái đột nhiên xuất hiện ở đây. Người này mặc một bộ váy màu xanh lam, mái tóc đen dài như thác nước, ngũ quan vô cùng tinh xảo giống như những bức điêu khắc hoàn hảo vậy. Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý thánh thiện, khiến người ta có cảm giác muốn phục tùng. Lúc này, cô ta nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tối sầm lại, trông rất khó coi, đôi mắt xinh đẹp không ngừng trợn lên. Tộc trưởng tộc Lạc Thần. Bây giờ những cường giả mới tỉnh táo trở lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này. Cô ta không ai khác chính là Lạc Trí Ngư tộc trưởng tộc Lạc Thần, đồng thời cũng là một cường giả cực kỳ bí ẩn và đáng sợ trên đảo Bồng Lai. Chưa ai nhìn thấy Lạc Trí Ngư ra tay, nhưng 10 năm trước cô ta đã giao chiến với lão tổ của Điện Bồng Lai và rút lui thành công. Nghe nói, vị lão tổ ấy đã đột phá thành công nguyên anh cảnh, bước vào xuất khiếu cảnh cách đây 100 năm, hơn nữa còn là xuất khiếu cảnh tầng cấp 9. Vậy nên thực lực của 10 năm trước nhất định còn đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng Lạc Trì Ngư có thể bình an vô sự trốn thoát, chứng tỏ thực lực cường đại đến mức nào, quan trọng nhất là đối phương năm đó chỉ mới 20 tuổi, đây chính là điều khiến cô ta nổi danh. Bây giờ tộc Lạc Thần đã bị diệt, vậy tộc trưởng tộc Lạc Thần sẽ ra sao? Ánh mắt của các cường giả đều dán chặt vào Lạc Trì Ngư, lúc này sắc mặt của cô ta vô cùng bình tĩnh, không lộ ra một chút tức giận nào. Thế nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một luồng uy lực vô cùng kinh khủng. Hiện tại trong một căn phòng, Diệp Phàm đang ôm lấy Đường Sở Sở rồi đau đớn hét lên, Sở Sở, em không thể chết. Sau khi Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở rời khỏi tộc Lạc Thần thì bắt đầu tìm một chỗ để trị liệu. Nhưng dù Diệp Phàm dùng mọi cách vẫn không thể cứu được Đường Sở Sở. Hiện tại căn nguyên thân thể huyền âm của Đường Sở Sở bị lấy đi cũng giống như mạng sống bị cướp đoạt. Đây là thương tổn không thể cứu vãn. Ngay cả Diệp Phàm có giỏi y thuật tới đâu cũng không thể làm gì. Trừ khi hắn thi triển được toàn bộ cửu u hoàn hồn châm thì may ra có thể. Nhưng hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể thi triển ra châm đầu tiên của cửu u hoàn hồn châm, không có tác dụng. Nhìn thấy Đường Sở Sở dần chết đi, Diệp Phàm ôm chặt đối phương, Sở Sở, em không thể chết được, em còn chưa gả cho anh mà, anh không cho em chết. Anh Tiểu Phàm, xin lỗi em không thể làm vợ anh được. Nếu em mất rồi, anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đường Sở Sở nằm trong lòng Diệp Phàm lưu luyến nhìn anh. Không, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Bây giờ anh sẽ đưa em tìm Tam sư phụ, ông ấy sẽ có cách thôi. Diệp Phàm nói xong định ôm cô đi nhưng bị Đường Sở Sở ngăn lại. Anh Tiểu Phàm, cơ thể em biết, em sắp chết rồi em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Đường Sở Sở cầm tay Diệp Phàm chân thành nhìn hắn. Sở Sở, xin lỗi là do anh không tốt. Nếu không phải do anh về muộn thì em cũng sẽ không bị gia tộc Đàm Đài bắt đi, càng sẽ không thế này. Diệp Phàm áy náy nói. Anh Tiểu Phàm, em không trách anh, muốn trách chỉ có thể trách trưởng lão trong Điện Bồng Lai kia. Nếu phải do ông ta thì có lẽ sức mạnh thân thể huyền âm trong cơ thể em sẽ không bị cưỡng ép kích phát. Càng sẽ không bị khí huyền âm xâm nhập vào linh hồn đánh mất thần trí, cũng không xảy ra chuyện như bây giờ. Tất nhiên nếu không có ông ta có lẽ em đã chết trong tay gia tộc Đàm Đài từ lâu rồi, đều là số cả. Đường Sở Sở nhẹ nhàng nói. Trưởng lão Điện Bồng Lai. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, sao lại thế? Chẳng lẽ em mất thần trí là do trưởng lão Điện Bồng Lai làm hại? Lúc trước em bị bắt tới gia tộc Đàm Đài, bọn họ muốn em chôn cùng thiếu tộc trưởng nhưng không ngờ đột nhiên có một vị cường giả xuất hiện xưng là trưởng lão Điện Bồng Lai. Không biết ông ta làm gì khiến cho thân thể huyền âm trong cơ thể em bị cưỡng ép bạo phát.
Sức mạnh đó quá lớn khiến linh hồn em bị lực huyền âm khống chế, cuối cùng giết sạch gia tộc Đàm Đài. Mà trưởng lão đó thấy em như vậy cũng bỏ chạy. Đường Sở Sở nói. Nghe xong, vẻ mặt Diệp Phàm trầm xuống, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý vô tận. Đông Phương Hạo Thiên, mấy người đi thăm dò điện Bồng Lai đi. Diệp Phàm phân phó xong, kiên định nhìn Đường Sở Sở, Sở Sở ai giết người của anh không bỏ qua, anh sẽ khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn. Mấy tiếng sau, Đông Phương Hạo Thiên, Hiên Viên Bất Bại trở về, nói, chủ nhân, Điện Bồng Lai chính là tông môn lớn nhất đảo Bồng Lao, từ xa xưa đồn rằng tổ tiên của Điện Bồng Lai là vị tiên chân chính. Mà đảo Bồng Lai cũng theo đó trở thành nơi tu tiên truyền kỳ thời xưa. Đúng rồi, chủ nhân, ngày mai Điện Bồng Lai sắp tiến hành sắc phong tân thánh nữ, bọn họ mời toàn bộ thế lực trên đảo Bồng Lai tới tham gia. Lúc này, Đông Phương Hạo Thiên nói thêm. Dầm. Diệp Phàm lạnh lùng trong mắt lóe lên. Chủ nhân, tôi còn biết được một tin có ích với phu nhân. Hiên Viên Bất Bại đột nhiên nói. Tin gì? Diệp Phàm mở miệng. Tương truyền trong Điện Bồng Lai có một gốc tiên dược do tổ tiên để lại, được coi là bảo vật truyền thừa tới tận ngày nay. Hiên Viên Bất Bại nói. Tiên dược. Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt hắn sáng lên. Tôi từng đọc trong sách cổ của bộ tộc Hiên Viên, tiên dược có tác dụng cải tử hồi sinh. Nếu để phu nhân dùng có lẽ sẽ sống lại. Hiên Viên Bất Bại nói tiếp. Xoẹt. Diệp Phàm thay đổi vẻ mặt nhìn chằm chằm Hiên Viên Bất Bại, anh nói thật sao? Đúng vậy, nhưng tiên dược quan trọng như vậy, nếu có thật thì Điện Bồng Lai cũng sẽ không giao ra đâu. Hiên Viên Bất Bại nói. Không giao, tôi sẽ giết bọn họ. Diệp Phàm đầy sát khí quát, hắn nhìn Đường Sở Sở, Sở Sở em được cứu rồi, anh nhất định không để em chết đâu. Mấy ngày trôi qua, sáng hôm sau, trên hòn đảo đứng đầu trong 36 đảo ở Bồng Lai cực kỳ náo nhiệt. Người tu hành và thế lực ở các đảo khác cũng tụ lại đây. Nơi trung tâm có một ngọn núi từ xa xưa, bên trong núi được xây dựng kiến trúc theo hướng lịch sử, ở giữa là một bảng hiệu viết ba chữ Điện Bồng Lai. Điện Bồng Lai là thế lực đứng đầu đảo Bồng Lai. Điện Bồng Lai tràn đầy linh khí, thỉnh thoảng vang vọng tiếng chim hót như một tiên động. Ở trong đây tu luyện nhanh hơn mấy chục lần ở chỗ khác. Trong đảo Bồng Lai vô số thế lực thèm khát nơi này nhưng không ai dám ra tay vì họ không phải đối thủ của Điện Bồng Lai. Điện Bồng Lai là thế lực của tiên nhân để lại, ai dám động. Hôm nay là ngày Điện Bồng Lai sắc phong thánh nữ, các thế lực đều đổ lại đây chúc mừng. Lúc này, ở Điện Bồng Lai có hơn 1000 người tu hành đồ về đây trong đó còn không ít người đang đứng ở sườn núi, trông cực kỳ náo nhiệt. Mà đệ tử của Điện Bồng Lai mặc trang phục màu trắng đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ phi phàm khiến mọi người sợ hãi. Điện Bồng Lai quả là thế lực đứng đầu đảo Bồng Lai, ngay cả đệ tử cũng phi phàm như vậy thì ai có thể địch nổi. Một đám cường giả bước vào trong đại điện, đứng đầu là một người đàn ông trung niên uy nghiêm vô cùng. Ông là điện chủ Dịch Thiên Khung, đi bên còn có một người con gái xinh đẹp, đằng sau toàn bộ là trưởng lão và hộ pháp của Điện Bồng Lai. Tham kiến điện chủ. Đệ tử quỳ xuống gọi. Bái kiến điện chủ Dịch. Các thế lực khác cũng ôm quyền hành lễ. Mọi người khách sáo rồi. Hôm nay mọi người có thể tới đây tham gia lễ sắc phong thánh nữ của Điện Bồng Lai ta vô cùng cảm kích. Dịch Thiên Khung mỉm cười. Đúng rồi, quên không giới thiệu với mọi người, đây là thánh nữ điện ta Trử Mộng Khanh. Lúc này Dịch Thiên Khung chỉ vào người bên cạnh nói. Đây chính là người ngày đó bị đuổi giết được Diệp Phàm cứu giúp. Thánh nữ không chỉ xinh đẹp mà còn tới cảnh giới kim đan rồi, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả đứng đầu. Những thế lực kia khen ngợi. Trử Mộng Khanh gật đầu bày tỏ lòng biết ơn. Được rồi, không nói nhiều nữa, sắc phong chính thức bắt đầu. Dịch Thiên Khung nói. Sau đó là nghi thức sắc phong, một khi hoàn thành, cô chính là thánh nữ tân nhiệm của Điện Bồng Lai, tương lai là người nối nghiệp điện chủ. Quỳnh. Nhưng đúng lúc này. Đột nhiên có một huyết quang bắn tới cắm xuống sân trong điện, một thanh kiếm mang theo sát khí cuồn cuộn. Đây là Tu La Kiếm. Khi Tu La Kiếm xuất hiện, khí thế sát phạt tỏa ra khiến mọi người sợ hãi. Vẻ mặt đám người Dịch Thiên Khung thay đổi, chau mày. Là ai dám càn quấy trong Điện Bồng Lai của ta? Lúc này, một trưởng lão lạnh lùng quát. Xoạt xoạt xoạt, từng bóng người xuất hiện. Đứng đầu là Diệp Phàm, hắn ôm Đường Sở Sở bước tới. Đám Đông Phương Hạo Thiên đi theo sau. Là hắn. Vẻ mặt Trử Mộng Khanh lập tức thay đổi, cô ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Đó không phải là ma nữ tóc trắng sao? Còn có tên nhãi danh giết nhiều đảo chủ nữa.
không ít người đều nhận ra Diệp Phàm và Đường Sở Sở, trước đây bọn họ đều chứng kiến Diệp Phàm tàn sát các đảo chủ, thậm chí đánh trọng thương đảo chủ đảo Bá Thiên. Hơn nữa bọn họ có khả năng là hung thủ diệt sạch tộc Lạc Thần. Nhóm người này xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Có khi nào bọn họ cũng muốn tiêu diệt Điện Bồng Lai không? Lúc này, tất mọi người đều bàn tán. Một người bên cạnh Dịch Thiên Khung nhìn thấy Đường Sở Sở. Các người là ai? Sao dám quấy rối lễ sắc phong thánh nữ? Trưởng lão uy nghiêm quát. Hôm nay tôi đến Điện Bồng Lai chỉ vì hai chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không biết cậu tới vì chuyện gì? Dịch Thiên Khung nhìn Diệp Phàm. Một là giết một người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Giết người, giết ai? Dịch Thiên Khung nói. Sở Sở. Diệp Phàm thả Đường Sở Sở xuống, ánh mắt Đường Sở Sở nhìn về phía người của Điện Bồng Lai, giơ tay chỉ vào người đứng bên Dịch Thiên Khung. Chính là ông ta. Lúc này Diệp Phàm nhìn chằm chằm vị lão giả kia, Đường Sở Sở gật đầu. Rõ ràng lão giả này chính là người đã cưỡng ép Sở Sở bạo phát khiến cô mất đi thần trí. Trưởng lão thủ hộ. Dịch Thiên Khung nhìn về lão giả, đối phương là trưởng lão thủ hộ Điện Bồng Lai, thân phận và địa vị có thể so với điện chủ. Tôi muốn giết ông ta. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Soạt soạt soạt. Nghe thấy lời Diệp Phàm nói, tất cả mọi người đều giật mình. Người này định giết trưởng lão thủ hộ. Hắn điên rồi à? Ha ha. Trưởng lão thủ hộ cười lạnh khinh thường nhìn Diệp Phàm. Dịch Thiên Khung nhướng mày nhìn Diệp Phàm, vậy chuyện thứ hai? Hai là mượn tiên dược của các người một chút. Diệp Phàm nói tiếp. Lời của hắn như quăng bom xuống làm chấn động cả Điện Bồng Lai. Ai cũng biết bên trong Điện Bồng Lai có một gốc tiên dược. Từ xưa tới nay vô số người thèm khát gốc tiên dược đó, muốn mượn đó đắc đạo thành tiên. Nhưng không ai dám hành động, dù sao đây cũng là tiên dược do tổ tiên Điện Bồng Lai để lại. Thứ của tiên nhân, ai dám động? Đến cả người của Điện Bồng Lai cũng không dám sờ tới mà chỉ coi thành vật truyền thừa để thờ phụng. Nhưng bây giờ lại có người muốn lấy tiên dược dùng. Đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Vật của tiên nhân cũng dám lấy, lá gan này cũng lớn thật. Đám đệ tử tức giận nhìn Diệp Phàm, ban nãy tên nhãi này còn định giết trưởng lão thủ hộ, giờ còn đòi lấy tiên dược, quả là điên rồi. Trưởng lão thủ hộ lạnh lùng nhìn. Lúc này Dịch Thiên Khung lên tiếng, anh bạn trẻ, hai chuyện của cậu, một là giết trưởng lão thủ hộ, hai là lấy tiên dược. Đúng vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu nghĩ Điện Bồng Lai của ta không có người à? Vậy khác nào không xem Điện Bồng Lai này ra gì? Dịch Thiên Khung lạnh mặt quát. Lúc này, Trừ Mộng Khanh nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Hôm nay, tôi nhất định giết ông ta, cũng phải lấy được tiên dược. Người nào ngăn cản giết không tha. Diệp Phàm giao Đường Sở Sở cho Trần Tiểu Manh và Lâm Thi Âm, hắn rút Tu La kiếm sẵn sàng ra tay. Danh con, đúng là ngông cuồng. Lúc này, trưởng lão vừa nói vừa vung trưởng áp xuống Diệp Phàm. Nếu tu vi chưa vượt qua cảnh giới kim đan tầng 8 thì sẽ không ngăn được đòn tấn công này. Diệp Phàm vung kiếm chém ấn trưởng thành hai nửa, mũi kiếm lao thẳng về trưởng lão giết chết đối phương. Vị trưởng lão Điện Bồng Lai có tu vi kim đan tầng 9 bị giết khiến mọi người đều hoảng sợ. Vẻ mặt của đệ tử Điện Bồng Lai cũng không tin nổi. Bọn họ không ngờ Diệp Phàm trẻ tuổi mà thực lực lại mạnh như thế. Thực lực này chỉ sợ đến thánh nữ của bọn họ cũng không đạt được. Tuổi còn trẻ đã có được thực lực mạnh như vậy, thảo nào dám tới khiêu khích Điện Bồng Lai của ta. Nhưng đây không phải chỗ cho ai cũng có thể diễu võ dương oai. Lúc này Dịch Thiên Khung trầm giọng, ông định ra tay lại bị trưởng lão thủ hộ lên tiếng, điện chủ, để hắn cho tôi xử. Vị trưởng lão thủ hộ đi ra nói, cậu muốn giết tôi. Ông hại Sở Sở mất đi thần trí, phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Vị trưởng lão nhìn Đường Sở Sở, căn nguyên thân thể huyền âm của cô ta bị người lấy ra rồi. Hai, đáng tiếc cho một lô đỉnh tu hành tuyệt vời. Vẻ mặt ông ta đầy tiếc nuối, hóa ra mục đích của ông ta là muốn biến Đường Sở Sở thành lô đỉnh, mượn huyền âm để tăng sức mạnh. Diệp Phàm nghe xong, vẻ mặt tràn đầy sát khí, quát, đi chết đi. Diệp Phàm cầm kiếm Tu La xông về phía thủ hộ trưởng lão Điện Bồng Lai. Hắn thi triển kiếm thứ 8 trong Tu La cửu kiếm, bùng nổ hết sức mạnh, không hề nương tay. Trải qua một đêm luyện hóa, Diệp Phàm đã luyện hóa hơn nửa giọt tinh huyết tổ vu thứ 5. Mượn dùng tinh huyết tổ vu này, Diệp Phàm lại đột phá trúc cơ, chỉ thiếu hai lần nữa sẽ lên đến trúc cơ tầng 9.
Mặc dù cảnh giới bây giờ của Diệp Phàm vẫn là trúc cơ cảnh, nhưng thực lực chân chính lại khủng bố hơn cả cao thủ Nguyên Anh. Một kiếm này của hắn mang theo uy áp không thể đỡ, huyết quang vô tận buông xuống, cắt đứt trời đất. Những người có mặt ở đây cảm nhận được uy lực một kiếm này đều vô cùng chấn động. Người này còn trẻ, cảnh giới mới trúc cơ, nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Bọn họ từng gặp thiên tài chiến đấu vượt cấp, nhưng chưa bao giờ gặp được thiên tài chiến đấu vượt nhiều đại cảnh giới như vậy. Vị thủ hộ trưởng lão kia kết ấn, đỡ lấy một kiếm này của Diệp Phàm, hai người đánh nhau, sấm sét nổ ầm ầm. Dư âm năng lượng khuếch tán ra khắp không gian. Dịch Thiên Khung và các trưởng lão khác điện Bồng Lai ra tay ngăn cản dư âm khuếch tán. Diệp Phàm và vị thủ hộ trưởng lão kia cùng lùi ra sau. Sắc mặt của vị thủ hộ trưởng lão kia trắng bệch, nói, không ngờ thiên phú chiến đấu của ngươi lại mạnh như vậy, ngay cả thân thể huyền âm kia cũng kém xa. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm không vô nghĩa, vung kiếm chém về phía đối phương. Dưới trạng thái tấn công điên cuồng này, do tinh huyết tổ vu thứ 5 còn chưa luyện hóa xong trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu bị hắn luyện hóa tiêu hao. Vị thủ hộ trưởng lão kia cũng không hề giấu sức, dùng toàn lực ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phàm. Hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đã vượt qua trình tự Nguyên Anh, đạt đến cuộc chiến của cao thủ xuất khiếu. Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai bên cùng lùi về sau. Sắc mặt của vị thủ hộ trưởng lão kia đen như mực, có chút không chịu được. Ông ta không ngờ một thủ hộ trưởng lão điện Bồng Lai như ông ta cũng không thể đánh bại một hậu bối, còn đứng trước mặt nhiều người như vậy, thực sự vô cùng nhục nhã. Nhãi danh, chơi đủ rồi, nên kết thúc. Ông ta lạnh lùng quát. Bồng Lai ấn. Thủ hộ trưởng lão hét lớn, chân nguyên vô tận bộc phát, linh khí trong thiên địa điên cuồng tụ lại. Dưới thao tác của vị thủ hộ trưởng lão này, linh khí hình thành một đại ấn to lớn, tỏa ánh sáng chói mắt, tràn ngập uy áp thần thánh, chấn áp những người ở đây. Linh khí thiên giai trung phẩm. Cúa khủng bố. Đám cao thủ nhìn thủ hộ trưởng lão thi triển chiêu này đều vô cùng khiếp sợ. Linh khí thiên giai khủng bố hơn linh khí địa giai rất nhiều, hai bên giống như sự chênh lệch giữa võ giả và người tu hành. Ầm ầm ầm. Đại ấn phát ra tiếng gầm rú trên không trung, uy áp ngập trời bao phủ điện Bồng Lai. Không khí trong phạm vi trăm dặm đều bị rút cạn, mặt biển xung quanh nổi gợn sóng. Chết đi! Thủ hộ trưởng lão gầm lên, ông ta đẩy ấn, Bồng Lai ấn bay thẳng về phía Diệp Phàm. Đại ấn bánh trướng gấp mấy trăm lần, che trời lấp đất rơi xuống người Diệp Phàm. Tu La Cửu Kiếm. Kiếm thứ 9. Lúc này Diệp Phàm hoàn toàn vận dụng hết lực lượng tinh huyết tổ vu, thúc dục kiếm cuối cùng trong Tu La Cửu Kiếm. Một kiếm này rút cạn lực lượng trong cơ thể Diệp Phàm. Kiếm Tu La tỏa ra huyết quang kinh người, một uy áp khủng bố bao phủ xuống, giống như đang đứng trong địa ngục Tu La. Ầm ầm ầm. Hai bên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ động trời. Vô số dư âm năng lượng làm người sợ hãi khuếch tán ra bốn phía. Lần này không chỉ các cao thủ điện Bồng Lai ra tay ngăn cản dư âm, các cao thủ thế lực khác cũng ra tay ngăn cản dư âm. Một đòn này rằng co hơn 10 phút. Cuối cùng kiếm Tu La chém chết Bồng Lai ấn. Thủ hộ trưởng lão bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, điên cuồng hộc máu, cực kỳ chật vật. Diệp Phàm cắm kiếm Tu La xuống đất, thở phì phò, sắc mặt tái nhợt. Những người có mặt ở đây sợ ngây người. Thủ hộ trưởng lão, ngài không sao chứ? Dịch Thiên Khung lên tiếng, thủ hộ trưởng lão phất tay, đứng lên, lấy ra một viên đan dược, nuốt xuống, vết thương trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại. Lão Phu đã xem thường ngươi. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Lần này ngươi phải chết. Thủ hộ trưởng lão lạnh lùng quát. Bồng Lai quyết. Vị thủ hộ trưởng lão này gầm lên, vận chuyển công pháp điện Bồng Lai, thi triển bí thuật. Linh khí thiên địa điên cuồng nhập vào thân thể ông ta, hơi thở của ông ta không ngừng tăng vọt. Hơi thở của vị thủ hộ trưởng lão này khủng bố gấp mấy chục lần, làm người sợ hãi. Những người khác của điện Bồng Lai không thể không vận chuyển chân nguyên ngăn cản hơi thở này của ông ta, nếu không bọn họ không chịu nổi. Người có thực lực yếu bị chấn áp quỳ trên mặt đất. Chết! Một kích này càng thêm khủng bố hơn ấn vừa rồi, rõ ràng muốn giết chết Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm! Đường Sở Sở hét lên, đám người Đông Phương Hạo Thiên cũng lộ ra sự lo lắng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một kích này, hắn không rút kiếm Tu La, mà bình tĩnh nói, Thăng Long phá. Ngự Long Quyết bị Diệp Phàm thúc giục đến mức tận cùng, hắn trực tiếp thi triển tuyệt kỹ của Ngự Long Quyết. Lực lượng long cốt trong cơ thể Diệp Phàm hoàn toàn bùng nổ, thân
thân thể trải qua sự rèn luyện của năm giọt tinh huyết tổ vu hoàn toàn bộc phát hết mọi lực lượng. Trong cơ thể Diệp Phàm phát ra tiếng nổ lớn, Ngự Long Quyết đột phá lên nhất trọng đại viên mãn. Ngự Long Quyết đột phá, uy lực một kích của Diệp Phàm đã tăng lên một cấp bậc mới, Long Tỷ trong cơ thể lóe lên 9 luồng sáng, nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Xung quanh Diệp Phàm bộc phát ánh sáng chói mắt, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy được một cảnh tượng khó quên nhất đời này. Ánh sáng lóe lên, một con rồng khổng lồ xuyên qua không trung, bay thẳng về phía thủ hộ trưởng lão điện Bồng Lai. Ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ động trời vang lên. Con rồng khổng lồ đánh tan đòn tấn công của thủ hộ trưởng lão. Ầm, thủ hộ trưởng lão điện Bồng Lai bị con rồng khổng lồ đánh thành bột mịn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến đờ người, trừng to mắt, sắc mặt cứng đờ, ngây ra như phỗng. Ánh sáng tan đi, con rồng khổng lồ biến mất, chỉ còn lại Diệp Phàm lạnh lùng đứng ở đó. Một đòn vừa rồi cũng tiêu hao hết lực lượng còn lại của Diệp Phàm, hiện tại thân thể hắn rỗng tuếch. Không ngờ thực lực của ngươi lại khủng bố đến mức này. Dịch Thiên Khung gần giọng nói, giọng điệu vô cùng nặng nề, có thể thấy được Diệp Phàm mang đến chấn động như thế nào cho ông ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta đã làm xong chuyện đầu tiên, hiện tại đến chuyện thứ hai, giao tiên dược ra đây. Muốn tiên dược, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Dịch Thiên Khung lao về phía Diệp Phàm, đánh ra một chưởng kinh người. Thực lực của vị điện chủ điện Bồng Lai này đã đạt đến bán bộ phân thần, chỉ thiếu nửa bước nữa sẽ đột phá xuất khiếu cảnh, tấn chức thành cao thủ phân thần cảnh. Đối mặt với một đòn này của Dịch Thiên Khung, Diệp Phàm trực tiếp tung ra lực lượng linh hồn, chiêu thức át chủ bài cuối cùng. Khởi động lực lượng linh hồn, mưa gió lôi điện nổi lên, kim mộc thủy hỏa thổ đều bị kéo đến, hội tụ lại bên nhau, hình thành uy áp khủng bố, đánh về phía Dịch Thiên Khung. Dịch Thiên Khung biến sắc, khiếp sợ nói, vậy mà ngươi lại có được lực lượng linh hồn. Sau đó Diệp Phàm thúc giục lực lượng linh hồn, điều động lực lượng tự nhiên va chạm với công kích của Dịch Thiên Khung. Chỉ trong nháy mắt, lực xê lượng tự nhiên đáng sợ kia bị đánh tan, nhưng Dịch Thiên Khung cũng lùi về sau một bước. Lúc này Diệp Phàm lại thúc giục lực lượng linh hồn, lực lượng quang minh và hắc ám cùng buông xuống. Thiên địa chuyển thành nửa sáng nửa tối, cực kỳ quỷ dị. Dịch Thiên Khung biến sắc, không ngừng ra tay ngăn cản lực lượng quang minh và hắc ám này. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm hộc máu, lực lượng linh hồn tiêu hao gần hết, Dịch Thiên Khung bị đánh lui, khóe miệng chảy máu. Những người khác đã sợ ngây người. Ngươi? Dịch Thiên Khung mở to mắt nhìn Diệp Phàm, không nói lên lời. Ông ta không ngờ người này có nhiều át chủ bài như vậy, hoàn toàn vượt qua dự tính của ông ta. Sau đó ánh mắt của Dịch Thiên Khung không ngừng lóe lên, giống như đang tự hỏi gì đó. Khải trận. Dịch Thiên Khung gầm lên. Theo lệnh của Dịch Thiên Khung, các trưởng lão, hộ pháp và đệ tử cốt lõi có mặt đều đồng loạt thúc giục ấn quyết và trong miệng âm thầm niệm chú. Những người này lần lượt thi triển ấn quyết và đồng thời ném ra một lượng lớn linh thạch. Trong nháy mắt đã có khoảng mấy vạn viên linh thạch bị ném ra ngoài, trong số những viên linh thạch này có rất nhiều linh thạch thượng phẩm và cực phẩm. Những viên linh thạch này bị ném ra ngoài, trực tiếp xung hợp với ấn quyết của những người đó, bộc phát ra một tia sáng rực rỡ chiếu vào lòng đất điện Bồng Lai. Bùm, bùm, bùm. Một giây tiếp theo, dưới lòng đất điện Bồng Lai vang lên những tiếng ầm ầm, mặt đất rung chuyển, như thể có thứ gì đó rất khủng khiếp sắp lao ra từ dưới lòng đất. Hô hô hô. Một loạt tia sáng đáng sợ từ dưới lòng đất điện Bồng Lai lao ra, những tia sáng này giao hòa trong không trung, trong nháy mắt đã hình thành một trận pháp đáng sợ, bao phủ Diệp Phàm trong đó. Đây là trận pháp bảo vệ tông môn của Điện Bồng Lai, được tổ tiên của Điện Bồng Lai mời hơn 10 vị đại sư giỏi về trận pháp tạo ra, mặc dù sau nhiều năm như vậy, sức mạnh của nó cũng đã suy giảm từ lâu, nhưng đối với thời đại ngày nay thì nó vẫn là một sát khí lớn. Mà đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Điện Bồng Lai bị buộc phải kích hoạt trận pháp bảo vệ tông môn. Không thể không nói, một yêu nghiệt như Diệp Phàm đã phá vỡ lịch sử của Điện Bồng Lai. Vào lúc này, trong trận pháp này, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Trận pháp này đáng sợ hơn bất kỳ trận pháp nào mà hắn đã từng nhìn thấy trước đây, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong trận pháp này, Diệp Phàm cảm nhận được hơi thở của năm tháng lịch sử. Trận pháp này có lẽ đã có lịch sử vài nghìn năm. Bùm bùm bùm. Một giây tiếp theo, trận pháp này bộc phát ra sức mạnh công kích kinh khủng, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phàm. Hơn nữa lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi công kích của trận pháp này.
Hơn nữa, cách bố trí của trận pháp này cực kỳ phức tạp, ngay cả Diệp Phàm, người có hiểu biết sâu sắc về trận pháp, cũng khó có thể phá vỡ nó trong thời gian ngắn. Lập tức, Diệp Phàm lại lấy ra một cái bình, mở ra, bên trong là giọt tinh huyết thứ 6 của Tổ Vu. Giải pháp duy nhất bây giờ là uống tinh huyết của Tổ Vu và sử dụng tinh huyết của Tổ Vu để chống lại đại trận này. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn Diệp Phàm đã uống một giọt tinh huyết của Tổ Vu, nếu tiếp tục uống thêm một giọt tinh huyết của Tổ Vu thì có lẽ thân thể hắn sẽ không chịu nổi, nếu không may thì hắn sẽ bị nổ tan xác mà chết. Nhưng bây giờ Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một lần. Xoẹt! Diệp Phàm trực tiếp uống giọt tinh huyết thứ 6 của Tổ Vu. Rầm rầm rầm! Khi giọt tinh huyết thứ 6 của Tổ Vu tiến vào cơ thể hắn, từng đợt âm thanh ầm ầm trực tiếp truyền đến từ cơ thể Diệp Phàm, năng lượng khổng lồ bộc phát ra từ cơ thể hắn. A! À, lập tức, Diệp Phàm cảm giác được toàn thân có một cảm giác như căng phồng và bị xé nát, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Đúng như Diệp Phàm đã suy đoán, với cường độ hiện tại của thân thể hắn căn bản không thể chịu đựng được việc liên tục sử dụng tinh huyết của Tổ Vu trong thời gian ngắn. Lúc này, đòn tấn công của đại trận trực tiếp đánh vào người hắn, giáng một đòn chí mạng vào hắn, nhưng đều bị sức mạnh của tinh huyết Tổ Vu bộc phát ra từ cơ thể Diệp Phàm chặn lại. A a a! Diệp Phàm không ngừng gầm thét để bộc phát sức mạnh đáng sợ trong cơ thể. Hắn vừa điên cuồng luyện hóa tinh huyết của Tổ Vu, vừa sử dụng sức mạnh tinh huyết của Tổ Vu để phản kích trận pháp này. Bùm bùm bùm! Khi một chuỗi âm thanh sấm sét vang lên, Diệp Phàm bộc phát ra toàn bộ sức mạnh trong giọt tinh huyết của Tổ Vu trong cơ thể, oanh tạc vào trận pháp này. Dưới sức mạnh tinh huyết của Tổ Vu, dù trận pháp này có mạnh mẽ nhưng vẫn có phần khó chống đỡ và bắt đầu rung chuyển sắp sụp đổ. Nhanh lên, tiếp tục tăng cường sức mạnh đi. Bên ngoài trận pháp, Dịch Thiên Khung nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thay đổi, trực tiếp hét lên. Ông ta trực tiếp ra tay, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tăng cường sức mạnh của trận pháp này. Những người khác trong điện Bồng Lai cũng đồng loạt ra tay, bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân, đồng thời lại bổ sung một lượng linh thạch lớn vào để tăng cường sức mạnh của trận pháp này. Bùm bùm bùm. Nhưng dưới sự oanh tạc liên tục của Diệp Phàm, sức mạnh của trận pháp này nhanh chóng suy yếu. Mà Diệp Phàm vẫn đang tìm kiếm vị trí mắt trận của trận pháp này. Chỉ cần có thể tìm được mắt trận, liền có thể trực tiếp phá trận. Tuy nhiên, mắt trận của trận pháp này được che giấu rất bí ẩn và không dễ tìm ra như vậy. Nhưng Diệp Phàm dựa vào thiên phú trận pháp của mình, cuối cùng cũng tìm được mắt trận của trận pháp này. Phá cho tôi! Sau khi tìm được mắt trận, Diệp Phàm trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh tinh huyết của Tổ Vu trong cơ thể, cùng nhau đánh về phía mắt trận này. Rầm rầm rầm! Khi sức mạnh của Diệp Phàm bộc phát ra, mắt trận kia đã bị phá hủy ngay tại chỗ. Khi mắt trận quan trọng nhất của một trận pháp lớn bị phá hủy, trận pháp đó tự nhiên bị hủy hoại. Trong phút chốc, trận pháp bảo hộ tông môn của Điện Bồng Lai biến mất trong không khí và không còn tồn tại nữa. Mà Diệp Thiên Khung và những người khác trong Điện Bồng Lai đều bị thổi bay ra ngoài, lần lượt ngã xuống đất, hộc máu. Phụt! Lúc này Diệp Phàm cũng hộc máu, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên sự đau đớn. Mặc dù vừa rồi giọt tinh huyết thứ 6 của Tổ Vu đã bị tiêu hao rất nhiều sức mạnh khi chống lại trận pháp này, nhưng sức mạnh còn lại của tinh huyết này vẫn cực kỳ khủng bố, nó đang điên cuồng chạy tán loạn trong cơ thể Diệp Phàm, nếu không phải thân thể của hắn đặc biệt và tất cả xương cốt đều đã biến thành long cốt thì thân thể của hắn đã bị sức mạnh tinh huyết của Tổ Vu làm cho nổ tung từ lâu rồi. Ngay lập tức, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển công pháp để luyện hóa giọt tinh huyết của Tổ Vu này. Lợi dụng giọt tinh huyết của Tổ Vu này đi vào cơ thể, Diệp Phàm đồng thời vận chuyển công pháp trúc cơ, nhân cơ hội này lần nữa thành công trúc cơ. Hiện tại, Diệp Phàm đã đạt trúc cơ 8 lần, chỉ còn lại một lần cuối cùng, hắn sẽ đạt được mục tiêu trúc cơ 9 lần. Lúc này những người ở đây ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay cả Dịch Thiên Khung và những người của Điện Bồng Lai cũng hoàn toàn kinh ngạc đến choáng váng. Xoẹt! Đúng lúc này, một ông lão tóc trắng, lông mày trắng, râu trắng, mặc một bộ áo bào trắng xuất hiện ở đây, tràn đầy khí chất siêu phàm, cho người ta cảm giác như một vị thần tiên. Lão Tổ! Dịch Thiên Khung nhìn ông lão này và trực tiếp hét lên. Những người khác có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy ông lão này là vị lão tổ của Điện Bồng Lai đó sao? Vậy chẳng phải ông ta là người đã chiến đấu với tộc trưởng của tộc Lạc Thần 10 năm trước sao? Nghe nói vị lão tổ này đã bước vào cảnh giới xuất khiếu từ trăm năm trước,
bây giờ thực lực của ông ta có lẽ càng đáng sợ hơn, có thể đã tiến vào cảnh giới phân thần. Không ngờ ở thời mạt pháp này lại có thể sinh ra một thiên tài như cậu, xem ra thời đại xung đột này có lẽ thật sự sẽ đến. Nhưng đáng tiếc là cậu lại trở thành kẻ địch của Điện Bồng Lai, nếu không có lẽ tôi có thể bồi dưỡng cậu thật tốt. Vị lão tổ này nhìn Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt hiện lên sự đáng tiếc. Vì sự uy nghiêm mấy ngàn năm qua của Điện Bồng Lai chúng tôi, hôm nay cậu chỉ có thể chết. Vị lão tổ này trực tiếp nói, sau khi nói xong, ông ta vung tay lên, ngay lập tức một tiếng gầm chói tai đột nhiên phát ra từ sâu trong Điện Bồng Lai. Keng! Một tiếng kiếm reo trong trẻo dễ nghe phát ra từ đó, đinh tai nhức óc. Một giây tiếp theo, một tia kiếm quang chói mắt bộc phát từ sâu trong Điện Bồng Lai, bắn thẳng lên trời, tản ra kiếm ý đáng sợ. Mà tia kiếm quang đó lại lao về phía lão tổ của Điện Bồng Lai, rơi vào trong tay ông ta, hóa thành một thanh kiếm sắc bén mang kiếm khí mạnh mẽ. Khi thanh kiếm này xuất hiện, những thanh kiếm trong tay những người có mặt đều đồng loạt reo lên dữ dội, có cảm giác vô cùng sợ hãi. Thanh kiếm này là thanh kiếm của tổ tiên Bồng Lai năm đó, chỉ còn một bước nữa là có thể biến thành tiên kiếm. Khi tổ tiên phi thăng đã để nó lại trong Điện Bồng Lai để bảo vệ sự bình yên cho Bồng Lai. Hôm nay tôi sẽ dùng thanh kiếm này đưa cậu lên đường, cũng coi như xứng đáng với một thiên tài tuyệt thế như cậu. Lão tổ của Điện Bồng Lai nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Vèo. Lập tức, lão tổ của Điện Bồng Lai vung kiếm chém thẳng về phía Diệp Phàm. Ngay khi thanh kiếm được chém ra, toàn bộ không gian của đảo Bồng Lai hoàn toàn bị đóng băng, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một cảm giác áp bức ăn sâu vào tận xương tủy, trực tiếp khiến họ không thể cử động, thậm chí không thở được, tràn ngập cảm giác nghẹt thở. Lúc này Diệp Phàm đang luyện hóa do tinh huyết của tổ vu trong cơ thể, hắn không kịp phản kháng, hơn nữa dưới sức mạnh của thanh kiếm này, hắn căn bản không thể chống cự được. Uy lực của thanh kiếm này quá mạnh mẽ đến mức khiến Diệp Phàm mất hết khả năng phản kháng. Không! Vào thời điểm quan trọng này, một tiếng kêu xé lòng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lao tới đứng chắn trước mặt Diệp Phàm và thanh kiếm kia xuyên qua cơ thể cô trong nháy mắt. Và người này không ai khác chính là Đường Sở Sở. Phồng phập! Khi kiếm của lão tổ Điện Bồng Lai chém xuống, nó đã xuyên qua cơ thể của Đường Sở Sở, cô liền phun ra một ngụm máu rồi ngã mạnh về phía sau. Sở Sở! Diệp Phàm hét lên một tiếng đầy thảm thiết, bất chấp sự áp chế máu của tổ vu trong cơ thể mình, hắn vội vàng lao tới đỡ lấy Đường Sở Sở. Sở Sở, Sở Sở. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nằm gọn trong lòng mình, miệng liên tục hộc máu, hơn nữa máu từ ngực còn không ngừng chảy ra. Sở Sở, em không thể chết, em tuyệt đối không thể chết. Diệp Phàm vẫn tiếp tục hét lên, lấy ra một cây châm bạc đâm vào ngực của Sở Sở, muốn chữa trị cho cô. Thế nhưng uy lực nhát kiếm của lão tổ Điện Bồng Lai thật sự rất lợi hại, nó đã đâm thẳng vào trái tim của Đường Sở Sở, thậm chí còn làm nát hết lục phủ ngũ tạng của cô. Vậy nên cho dù Diệp Phàm châm cứu thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định phải sống thật tốt. Đường Sở Sở yếu ớt nói với Diệp Phàm, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, cô muốn đưa tay chạm vào mặt Diệp Phàm, nhưng đúng lúc bàn tay ấy chuẩn bị chạm vào mặt hắn thì lại rơi thẳng xuống và Đường Sở Sở cũng đã nhắm mắt lại. Sở Sở. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, hét một tiếng đau đến xé lòng. Răng rắc. Lúc này Diệp Phàm đã vô cùng nổi giận. Sức mạnh máu của tổ vu trong cơ thể điên cuồng dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn phun ra một ngụm máu, hơi thở rất hỗn loạn. Khi những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không ngừng thay đổi. Chị ơi! Trần Tiểu Manh nhìn Đường Sở Sở, đau đớn kêu lên rồi ngã quỵ xuống đất. Soạt! Lão tổ Điện Bồng Lai lại vung kiếm về phía Diệp Phàm, nhưng đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, chặn lại nhát kiếm của ông ta. Mà người này không ai khác, chính là Lạc Trì Ngư tộc trưởng tộc Lạc Thần. Lạc Trì Ngư. Lão tổ Điện Bồng Lai nhìn thấy cô ta xuất hiện thì nhíu mày, trầm giọng nói, Lạc Trì Ngư, cô có ý gì? Muốn cứu tên nhóc con này sao? Hắn diệt tộc Lạc Thần của tôi, vậy nên hắn chỉ có thể chết trong tay tôi. Lạc Trì Ngư lạnh lùng nói. Lão tổ Điện Bồng Lai có chút kinh ngạc, tộc Lạc Thần thật sự đã bị diệt rồi. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ giúp cô báo thù, tránh ra. Lão tổ Điện Bồng Lai hét lên, nhưng Lạc Trì Ngư cũng không có né tránh mà tiếp tục nói, tôi đã nói hắn chỉ có thể chết trong tay tôi. Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm, hét lên, Lạc Trì Ngư, cô đây là muốn đánh nhau với lão phu sao? Sao cũng được, Lạc Trì Ngư lạnh lẽo đáp. Tôi muốn ông phải chết.
Lúc này, một âm thanh quỷ dị giống như từ địa ngục vang lên trong điện Bồng Lai. Lão tổ quay sang thì nhìn thấy Diệp Phàm đã đặt Đường Sở Sở xuống, vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, huyết khí dâng lên cuồn cuộn khắp cơ thể, khiến người ta phải rùng mình. Soạt! Diệp Phàm ngay lập tức liều mạng lao về phía lão tổ điện Bồng Lai. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là giết chết ông ta, báo thù cho Sở Sở. Muốn chết! Ông ta nhìn thấy Diệp Phàm đang lao về phía mình, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường rồi vung kiếm. Vẻ mặt Lạc Trì Ngư chợt thay đổi, đang định ra tay thì lão tổ lại vung một chưởng lên, chặn cô ta lại, đồng thời hét lên, Lạc Trì Ngư, tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác, nếu không lão phu sẽ khiến tộc Lạc Thần không còn một người nào cả. Bùm! Một tia sấm sét ầm ầm vang lên. Thanh kiếm của lão tổ điện Bồng Lai chém xuống, giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, không thể nào ngăn cản được, xé toạc không gian rồi chém thẳng vào Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm vì tức giận mà điên cuồng cưỡng ép bộc phát sức mạnh, nhưng thực tế hắn vẫn kém xa đối thủ, nên đã bị một kiếm này đánh bay về sau. Bụp! Diệp Phàm bay xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất, không ngừng hộc máu. Nhát kiếm này đã khiến Diệp Phàm bị trọng thương. Nếu như không phải thân thể của hắn cường đại, lại được nhân đạo hộ giáp bảo vệ, thì có lẽ nhát kiếm đã chém hắn thành hai mảnh, nhưng dù vậy hắn vẫn phải chịu đựng sự đau đớn chưa từng có. Nhưng chỉ trong vài giây, Diệp Phàm dựa vào ý chí ngoan cường của mình lại một lần nữa đứng dậy, khóe miệng không ngừng chảy máu, vẻ mặt hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lão tổ điện Bồng Lai. Chết đi, Diệp Phàm lại gầm lên một tiếng, lao về phía ông ta. Ngu ngốc! Sắc mặt lão tổ điện Bồng Lai tối sầm lại, ông ta lại vung kiếm lên. Nhát kiếm này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy ngạt thở, Diệp Phàm bị kiếm đâm trúng, hắn bay ra xa hàng trăm mét rồi đập mạnh xuống đất, điên cuồng hộc máu. Nhát kiếm này đã khiến kinh mạch trong cơ thể Diệp Phàm bị đứt gãy, trúc cơ tầng thứ 8 trong cơ thể cũng đã bị phá hủy. Không còn căn cơ, cộng thêm kinh mạch khắp người đứt đoạn, Diệp Phàm chẳng khác nào trở thành một kẻ tàn phế. Nếu không phải xương cốt trong cơ thể hắn dung hợp với xác rồng và hóa thành xương rồng, thì nhát kiếm này đã nghiền nát hắn thành bột phấn. Chủ nhân! Thiếu chủ! Lúc này, đám người Đông Phương Hạo Thiên, Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Diệp Phàm, đồng loạt hét lớn. Nhưng Diệp Phàm duỗi tay ra, cố gắng hết sức, vẫn như cũ dựa vào ý chí kiên cường của mình chậm rãi bỏ dậy. Khoảnh khắc này! Những người khác trong điện Bồng Lai nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc trước ý chí kiên cường của Diệp Phàm. Ý chí của hắn quá mạnh mẽ đến mức họ không thể tưởng tượng được. Nếu là bọn họ, bị thương nặng như vậy, ngay cả thở cũng đã không thể, huống gì là đứng lên trên mặt đất. Nhưng Diệp Phàm vẫn làm được, hắn dựa vào ý chí kiên cường của mình, đứng dậy rồi kéo lê thân thể bị thương nặng. Diệp Phàm đứng đó, trên người chằng chịt vết thương, nhưng lại khiến người ta kinh hãi. Lúc này, ánh mắt Lạc Trì Ngư nhìn Diệp Phàm cũng lóe lên. Sắc mặt của lão tổ điện Bồng Lai rất khó coi, ông ta liên tiếp chém hai nhát kiếm, thế nhưng không thể giết chết chàng trai này mà hắn còn có thể đứng dậy, đây chính là một sự sỉ nhục và khiêu khích đối với ông ta. Khốn khiếp! Lão tổ điện Bồng Lai tức giận hét lên, ông ta tiến lên một bước, dùng toàn lực để áp chế Diệp Phàm, thậm chí còn thúc đẩy linh thức tấn công về phía hắn. Rắc, rắc, rắc! Dưới sự chân áp của lão tổ, hai chân Diệp Phàm vang lên từng tiếng nứt xương giòn tan, dần uốn cong về phía mặt đất, cơ thể hắn bị linh thức của đối phương đánh trọng thương, lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngã rầm xuống đất. Diệp Phàm nằm trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, toàn thân đã bị trọng thương đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng lão tổ điện Bồng Lai vẫn không ngừng tỏa ra uy lực để chấn áp Diệp Phàm, muốn đem hắn nghiền thành bột phấn để thể hiện uy quyền của mình. Lúc này, trên núi Cửu Long đột nhiên bộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng khiếp, giống như núi lửa phun trào vậy, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian, chim thú trong rừng núi nháy mắt biến thành hư vô. Các sư phụ của Diệp Phàm đều cảm nhận được sự áp chế của luồng sức mạnh này, tựa như rơi vào địa ngục, sắc mặt từng người liền thay đổi, âm thầm phán đoán đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra hơi thở đáng sợ như vậy. Tiểu Phàm gặp nguy hiểm rồi, lập tức đi bảo vệ thằng bé. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phàm, mấy ông đều phải chết. Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng của một người phụ nữ chợt vang lên từ sâu trong núi Cửu Long, khiến các sư phụ của Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Tiểu Phàm xảy ra chuyện sao? Bách Hoa Chi chủ thất sư phụ của Diệp Phàm bàng hoàng hỏi. Đi!
Sát thần tu la hét lên rồi bóng dáng của bọn họ ngay lập tức biến mất. Bên trong một hang động, nằm sâu trong núi Cửu Long có người phụ nữ đeo mặt nạ đột nhiên phun ra một ngụm máu, hơi thở rối loạn, cảm giác như bị tẩu hỏa nhập ma. Còn trong điện Bồng Lai, dưới sự trấn áp của lão tổ, sắc mặt Diệp Phàm ngay càng vặn vẹo, không ngừng hộc máu, vô cùng đau đớn. Soạt, soạt, soạt. Lúc này Đông Phương Hạo Thiên, Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính, Huyết Phu, Đại Hổ, Nhị Hổ và Lâm Thi Âm đều xông tới, mỗi người đều vung vũ khí lao về phía lão tổ. Dù biết thực lực của ông ta đáng sợ đến mức nào, nhưng bọn họ vẫn ra tay, tất cả chỉ vì Diệp Phàm là chủ nhân của bọn họ. Không biết tự lượng sức mình. Lão tổ điện Bồng Lai nhìn bọn họ không khác gì nhìn con kiến, khinh thường nói. Sau đó liền bộc phát một cỗ áp lực kinh khủng, đánh chúng vào đám người Đông Phương Hạo Thiên. Phồng phập, đám người Đông Phương Hạo Thiên lập tức bay về sau, từng người ngã mạnh xuống đất, không ngừng hộc máu, hiển nhiên đã bị trọng thương, hơn nữa xương cốt và kinh mạch toàn thân đã bị đứt đoạn, thậm chí trúc cơ cũng bị hủy, bọn họ bây giờ đều trở thành tàn phế, hơi thở vô cùng yếu ớt. Các người chỉ là một đám kiến nhỏ bé, mà cũng dám hành động lỗ mãng trong điện Bồng Lai sao? Hôm nay, Lão Phu sẽ tiến tất cả các người lên đường, để cho mọi người biết được uy quyền của điện Bồng Lai như thế nào. Lão tổ điện Bồng Lai lạnh lẽo hét lên, giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Lời nói của ông ta truyền đến tai những người có mặt ở đấy, khiến màng nhĩ của họ ù đi, cơ thể bất giác run rẩy. Thế nhưng không có ai chú ý đến máu trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên chuyển động. Một luồng sức mạnh thần bí từ một trong bốn bảo vật còn lại lan tỏa ra rồi lao thẳng về phía cơ thể Diệp Phàm. Chết đi, lão tổ điện Bồng Lai hét lớn. Ông ta cầm kiếm và chém thẳng về phía Diệp Phàm. Ông ta không hề có ý định nương tay, muốn tiễn thẳng Diệp Phàm lên đường. Soạt, sắc mặt của Lạc Trì Ngư liền thay đổi, cô ta đang định cứu Diệp Phàm thì đột nhiên ánh mắt cô ta dán chặt vào hắn, cơ thể nhất thời cứng đờ lại. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Khi tiếng nổ này phát ra, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng phát từ trên người Diệp Phàm, đã đánh bật một kiếm đó của lão tổ. Lúc này, trên bầu trời vang lên hàng loạt tiếng động lớn. Ngay lập tức, toàn bộ linh khí trong thiên địa trên đảo Bồng Lai tràn về phía Diệp Phàm như ong vỡ tổ, điên cuồng lao vào cơ thể hắn. Lúc này Diệp Phàm giống như cá voi nuốt chửng biển cả, điên cuồng nuốt chửng linh khí này. Trong chớp mắt, toàn bộ linh khí của đảo Bồng Lai đều bị một mình Diệp Phàm nuốt chửng. Vào lúc này, tất cả cường giả của các thế lực ở khắp nơi đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù bây giờ linh khí trong thiên địa của đảo Bồng Lai không bằng thời kỳ đỉnh phong nhưng vẫn rất dồi dào, nếu không sẽ không thể cung cấp cho nhiều người tu luyện như vậy ở đảo Bồng Lai. Nhưng bây giờ linh khí dồi dào này lại bị một mình Diệp Phàm nuốt chửng hết, không thể như vậy được. Với lượng linh khí lớn như vậy tiến vào cơ thể, hội tụ ở đan điền của Diệp Phàm, sau đó phát ra một tiếng nổ vang dội. Diệp Phàm đã đột phá trúc cơ cảnh tầng 9 như vậy. Không phá hủy thì không thể hình thành. Trúc cơ tầng 9 là đánh vỡ trúc cơ trước đó rồi xây lại trúc cơ mới, cái này gọi là phá rồi xây lại, nhưng người bình thường sẽ không thể đánh vỡ trúc cơ, vì một khi trúc cơ bị phá hủy thì sẽ thành phế nhân, vì vậy không ai có thể làm trúc cơ tầng 9. Lần này Diệp Phàm bị buộc phải phá hủy trúc cơ, nhưng cuối cùng hắn đã đạt được mục tiêu trúc cơ tầng 9. Sau khi trúc cơ tầng 9 hoàn thành, toàn bộ cơ thể của Diệp Phàm đã trải qua những biến đổi vô cùng to lớn, toàn bộ cơ thể của hắn đã được linh khí tẩy rửa. Các kinh mạch ban đầu bị đứt đều được chữa lành, mà chúng còn lớn hơn trước đó 10 lần. Lực lượng toàn thân của hắn tăng lên một cách điên cuồng, long cốt trên người lại được tôi luyện, lực lượng ẩn chứa trong đó càng được kích hoạt nhiều hơn. Điều điên rồ nhất trong số đó là cảnh giới của Diệp Phàm đã tăng vọt, hắn đã bước vào kim đan trong nháy mắt. Một giây tiếp theo, lại có một tiếng động lớn phát ra từ đan điền của Diệp Phàm, một viên kim đan có màu vàng rực rỡ được ngưng tụ lại. Hơn nữa kim đan này của Diệp Phàm lớn hơn kim đan của người bình thường mấy chục lần, trên đó còn có những đường vân trông vô cùng kỳ lạ. Lúc này, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lớn, bộc phát uy lực khủng bố, trực tiếp làm nổ tung không gian xung quanh. Lần này sau khi hắn đạt được trúc cơ tầng 9, Long Tượng Bàn Nhược Công mà hắn tu luyện cũng tiến bộ, lực lượng nguyên thủy của Thập Long Tam Tượng bây giờ đã trở thành Thập Tam Long Nhị Thập Tượng. Lực lượng của Nhất Long tương đương với 10 vạn cân. Lực lượng của Nhất Tượng là 1 vạn cân, tất cả lực lượng này cộng lại là 150 vạn cân, đủ để hủy diệt thế giới.
Ngự Long Quyết của Diệp Phàm sắp bước vào cấp 2, chỉ còn một bước cuối cùng. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm mở mắt ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão tổ của Điện Bồng Lai, mang theo sát ý khổng lồ. Lúc này, lão tổ của Điện Bồng Lai nhìn Diệp Phàm đột nhiên biến đổi, sắc mặt vô cùng khó coi, không chút do dự mà vung kiếm lên chém thẳng về phía Diệp Phàm. Sự biến đổi đột ngột của Diệp Phàm đã củng cố thêm ý nghĩ diệt trừ hắn của lão tổ này, nếu không thì không bao lâu nữa đối phương sẽ có thể đè bẹp ông ta. Nhưng lão tổ này vẫn đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm, khi ông ta dùng kiếm chém về phía Diệp Phàm, người sau trực tiếp tung ra một cú đấm, lực lượng trên người bộc phát ra ngoài, long cốt xuất hiện, phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, mạnh mẽ chặn một kiếm này của ông ta lại. Nhìn thấy Diệp Phàm dùng nắm đấm chặn kiếm, sắc mặt lão tổ tối sầm, trông vô cùng khó coi. Bây giờ Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa 6 giọt tinh huyết của tổ vu, được linh khí khổng lồ tẩy rửa, lực lượng long cốt trong người hắn cũng đã được kích thích, lực lượng long tượng cũng tăng vọt, điều này khiến cho lực lượng bây giờ của Diệp Phàm đạt tới trình độ kinh khủng. Tiêu diệt ông ta! Diệp Phàm nổi giận gầm lên, hắn tung ra một cú đấm cực kỳ mạnh mẽ, long cốt toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, đồng thời bùng nổ từng đợt rồng gầm, phát ra long uy đáng sợ. Vào lúc này, nắm đấm của Diệp Phàm làm không gian nổ tung, bộc phát ra khí tức hủy diệt. Cú đấm này của hắn va chạm trực tiếp với thanh kiếm trong tay của lão tổ Điện Bồng Lai, gây ra một tiếng nổ vang dội. Dầm một tiếng, cơ thể của lão tổ bị hất ngược ra sau, ông ta phun ra một ngụm máu, trực tiếp quỳ xuống đất, thanh kiếm trong tay run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Diệp Phàm triệu hồi Tu La Kiếm, chém thẳng về phía đối phương. Diệp Phàm vung Tu La Kiếm, chém điên cuồng. Lão tổ chỉ có thể dùng chuôi kiếm của tổ tiên để chống đỡ. Nhưng sau khi Diệp Phàm liên tiếp chém ra mấy chục nhát kiếm, thanh kiếm trong tay lão tổ Điện Bồng Lai bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng, thanh kiếm nổ tung, biến thành một đống mảnh vỡ, lão tổ bị kiếm của Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Phụt phụt, cơ thể của lão tổ Bồng Lai bay ra xa trăm mét, rơi xuống đất điên cuồng nôn ra máu, trên ngực có một vết thương sâu đến tận xương. Lúc này những người khác cũng âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Diệp Phàm bị đánh đến tình trạng như vậy lại có thể đứng dậy được, đúng là kỳ tích. Diệp Phàm cầm kiếm đi từng bước một về phía lão tổ Điện Bồng Lai, sát khí trong người càng lúc càng dày đặc. Ông đã giết Sở Sở, tôi muốn ông phải đền mạng cho cô ấy. Diệp Phàm tức giận hét vào mặt lão tổ Điện Bồng Lai, vung kiếm lên chém xuống. Sắc mặt lão tổ Điện Bồng Lai thay đổi, ông ta đột nhiên lấy ra một miếng ngọc giản. Hai tay kết ấn để tiến vào trong ngọc giản. Trong khoảnh khắc, ngọc giản này phát sáng, một tiếng động lớn vang lên, một cỗ khí thức tối thượng từ trong đó bộc phát ra, trực tiếp đánh bay cả kiếm và Diệp Phàm. Bịch bịch bịch, Diệp Phàm ngã xuống đất, cơ thể liên tục lùi về phía sau, hắn cắm Tu La Kiếm xuống đất để ổn định cơ thân thể, ánh mắt chợt nhìn về phía ngọc giản. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào ngọc giản, rất nhanh trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khó tin. Chỉ nhìn thấy một tia sáng bắn ra từ ngọc giản, tia sáng này ngưng tụ thành đạo nhân trên không trung. Ngay khi tôn nhân tượng này xuất hiện, tỏa ra tiên khí khổng lồ, tiên uy tối thượng càn quét ra, bao trùm toàn bộ đảo Bồng Lai. Ngay lập tức, tất cả mọi người trên 36 đảo của Bồng Lai đều bị tiên uy này áp chế quỳ trên mặt đất, không thể cử động, thậm chí cả nước biển xung quanh cũng bị ảnh hưởng, bị ép xuống sâu hàng vạn trượng. Về phần mọi người trong Điện Bồng Lai thì càng không thể cử động. Trái tim của bọn họ dường như muốn ngừng đập. Nhìn vào tôn nhân tượng này, sắc mặt Diệp Phàm liên tục thay đổi. Truyền nhân thứ 89 của Điện Bồng Lai bái kiến tổ tiên, quấy rầy linh hồn của tổ tiên, xin tổ tiên tha thứ. Lúc này, lão tổ của Điện Bồng Lai quỳ xuống, nói với đạo nhân này. Tổ tiên, đó có phải là tổ tiên của Điện Bồng Lai đã trở thành tiên không? Nghe lão tổ nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị sốc nặng. Ngơ ngác nhìn tôn nhân tượng này. Bái kiến tổ tiên. Lúc này, khi Dịch Thiên Khung và những đệ tử khác của Điện Bồng Lai nhìn thấy tôn nhân tượng này cũng giật mình, vội vàng quỳ xuống hô to. Những người khác không biết tổ tiên Điện Bồng Lai trông như thế nào, nhưng mọi người trong Điện Bồng Lai đều biết, dù sao thì bức tượng của tổ tiên vẫn luôn được thờ phụng trong Điện Bồng Lai, bọn họ liếc mắt đã có thể biết đối phương chính là tổ tiên của Điện Bồng Lai. Sự xuất hiện của tổ tiên đã khiến toàn bộ đệ tử Điện Bồng Lai phấn khích hơn. Không chỉ bọn họ, mà cả các thế lực khác trên đảo Bồng Lai sau khi hết khiếp sợ, cũng vô cùng kích động. Dù sao thì đây cũng là một tiên nhân đang sống sờ sờ.
tiên nhân trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt bọn họ, làm sao bọn họ có thể không phấn khích được. Tất nhiên bọn họ không biết hình ảnh này không phải là thân thể thật sự của tổ tiên Điện Bồng Lai, mà chỉ là một ý niệm linh hồn của ông ấy mà thôi. Năm đó khi tổ tiên của Điện Bồng Lai phi thăng, để tránh đạo thống của Điện Bồng Lai bị diệt vong, ông ấy đã cố tình để lại một ý niệm linh hồn bên trong ngọc giản, cho các thế hệ sau có thể kích hoạt ngự kiếm trong những tình huống quan trọng, triệu hồi ý niệm linh hồn của ông ấy, mặc dù chỉ là một ý niệm, nhưng cũng chứa đựng một phần lực lượng thực của ông ấy, đủ sức chống lại mọi sự tấn công của kẻ thù. Điện Bồng Lai xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, tôn nhân tượng này phát ra một âm thanh trống rỗng. Hôm nay Điện Bồng Lai của chúng ta bị tên vô lại này khiêu khích, hắn muốn phá hủy Điện Bồng Lai của chúng ta, đệ tử bất tài, không ngăn cản hắn được, chỉ có thể quấy rầy linh hồn của tổ tiên. Lão tổ của Điện Bồng Lai chỉ vào Diệp Phàm nói. Lúc này ánh mắt của tôn nhân tượng này liếc nhìn Diệp Phàm, nhíu mày nói, vậy mà bản tọa lại không thể nhìn thấu cậu. Thật thú vị. Tôn nhân tượng này nhỏ giọng nói, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, nhưng nếu cậu đã muốn phá hủy đạo thống của bổn tọa, vậy thì bổn tọa không thể giữ cậu lại. Nói xong, ông ấy chỉ về phía Diệp Phàm. Chỉ một ngón tay đã khiến Diệp Phàm có cảm giác như mình trong nháy mắt đã bước vào địa ngục tử vong, giờ phút này hắn không có sức phản kháng, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Hắn là người đàn ông của tôi, ông không được động vào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn đột nhiên vang lên. Dầm. Không gian bị xé toạc theo hướng chỉ của trưởng lão Điện Bồng Lai, luồng khí chết chóc khủng bố bao phủ cả người Diệp Phàm khiến hắn không thể phản kháng, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cái chết tới gần. Giờ phút này, Diệp Phàm không ngừng giãy giụa, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì được. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ lần này Diệp Phàm nhất định sẽ chết, âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên, anh ấy là người của tôi, ông không được đụng vào. Giọng nói lạnh lẽo bỗng vang vọng khắp Điện Bồng Lai. Lúc này, trong lòng mọi người cảm nhận được luồng ép bức cực kỳ lớn. Còn kinh khủng hơn cả khí thế áp bách của vị trưởng lão Điện Bồng Lai kia, giống như nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Mà uy lực vị trưởng lão kia thi triển ra trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đường Sở Sở vốn bị một kiếm của tiên tổ Điện Bồng Lai đâm chết lại mở mắt đứng dậy. Quanh người Đường Sở Sở ngập tràn hơi thở hủy diệt khiến người ta không thở nổi. Đôi mắt lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lùng như một vị cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng, là loại khí thể thần thánh không thể xâm phạm. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Giây tiếp theo, trong cơ thể Đường Sở Sở vang lên từng tiếng gào rú, cả người cô lơ lửng trên không trung, hai tay thi triển phóng từng tia sáng trên người rồi bay vụt lên trời cao. Mà khi cô mang theo luồng ánh sáng này bay lên trời, cả thế giới đều chấn động theo. Luồng hơi thở trên người Đường Sở Sở dần tản ra quét khắp nơi. Toàn bộ mọi người trên thế giới đều cảm nhận được, trong lòng họ dâng lên nỗi xúc động muốn quỳ lạy thần phục. Lúc này mọi người tu hành trên khắp các nơi đều kinh ngạc nhìn về phía đảo Bồng Lai. Mà bên trong động ở núi Cửu Long, đại sư phụ của Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra cô ấy lại là che giấu cũng sâu thật. Đại sư phụ của Diệp Phàm lẩm bẩm vẻ mặt không ngừng thay đổi. Lúc này ở trong Điện Bồng Lai, Đường Sở Sở bay trên không trung, luồng khí xung quanh tản ra khiến người ta chợt run rẩy. Quanh người cô đều tràn ngập luồng khí thánh khiết chỉ có thể nhìn không thể chạm tới. Đường Sở Sở như biến đổi hoàn toàn giống như thức tỉnh một lần nữa. Ánh mắt mọi người không thể tin nổi, tập trung nhìn Đường Sở Sở. Rõ ràng vừa rồi cô đã chết sao đột nhiên sống lại rồi. Tổ tiên Điện Bồng Lai không tin, ông ta đã giết chết cô rồi mà, sao có thể sống lại, quả là kỳ tích. Sở Sở. Mà Diệp Phàm thấy Đường Sở Sở sống lại, vẻ mặt kích động kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Quỳnh. Đường Sở Sở mở to mắt liếc về phía vị lão tổ, lạnh nhạt nói, ông đụng tới người của tôi. Cô. Lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhíu mày như chợt nhận ra, ông ta vừa lên tiếng thì đối phương đã vung ra một trường. Dầm. Đòn đánh của Đường Sở Sở xé toạc không gian, nổ tung phân thân của lão tổ. Sắc sắc. Lúc này, khối ngọc bội hoàn toàn vỡ nát, vẻ mặt lão lập tức thay đổi. Một lão giả đang ngồi xếp bằng trong cung điện nguy nga ở một thế giới nọ đột. Nhiên mở to mắt. Lão chính là vị tiên tổ Điện Bồng Lai kia. Không ngờ ở đó lại xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như vậy. Vẻ mặt lão tổ không ngừng thay đổi. Người đâu? Lập tức, lão tổ kêu lên. Bên trong Điện Bồng Lai,
sau khi nhìn thấy phân thân của lão tổ bị diệt, tất cả mọi người ngây như phỗng. Đường Sở Sở bước về phía Diệp Phàm. Sở Sở, em không sao chứ, thật tốt quá. Diệp Phàm nhìn thấy Đường Sở Sở, hắn ôm chặt lấy cô. Anh Tiểu Phàm, xin lỗi anh để cho anh lo lắng rồi. Đường Sở Sở dựa vào vai Diệp Phàm, nhẹ nhàng nói. Sở Sở, là do anh không bảo vệ được em. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em nữa. Diệp Phàm ôm chặt Đường Sở Sở kiên quyết nói. Đôi chó má các người, hôm nay tao nhất định phải giết các người. Lúc này, vẻ mặt Tiên Tổ Điện Bồng Lai trở nên dữ tợn, ông ta nói với người trong điện, mọi người chuẩn bị, thi triển Táng Thiên. Soạt soạt soạt, vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người biến đổi đầy vẻ khiếp sợ. Táng Thiên là cấm thuật của Điện Bồng Lai, cần cả tông môn cùng thi triển mới được. Một khi thi triển sẽ hủy diệt toàn bộ thiên địa. Chiêu này chẳng khác này đồng quy vu tận với kẻ địch, không phải lúc diệt môn thì không được thi triển. Mà từ xưa tới nay Điện Bồng Lai chưa bao giờ thi triển chiêu này. Nhanh! Lão Tổ lạnh lùng quát. Dưới mệnh lệnh của lão, trên vòng trời điện chủ Điện Bồng Lai bắt đầu thi triển Táng Thiên, những người khác cũng bắt đầu thi triển. Xung quanh người bọn họ tỏa ra luồng khí kinh hãi. Không biết tự lượng sức mình. Đường Sở Sở khinh thường nói, cô vung ra một trường. Uy lực ngập trời lập tức nghiền nát toàn bộ, khiến đệ tử Điện Bồng Lai thành cho bụi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử chết dưới một trường của Đường Sở Sở, chỉ còn mỗi vị lão tổ kia. Bọn họ chẳng có nổi một cơ hội để thi triển cấm thuật đã bị xóa sổ. Sau đó, mặt đất bị đập thành một động in hình năm ngón tay thật lớn, sâu không thấy đáy. Lúc này, các cường giả khác kinh ngạc tới ngây người, trái tim đập thình thịch. Diệp Phàm nhìn cảnh này âm thầm líu lưỡi, sau khi Sở Sở sống lại thật sự như siêu nhân chỉ một trường đánh ra cũng có thể giết chết hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên từng bóng người phóng tới. Những người này mặc trang phục cổ xưa, đôi mắt ánh xanh trên người tỏa ra hơi thở thần bí. Một người đàn ông đứng đầu mặc trường bào màu xanh nhìn Đường Sở Sở, không ngờ ở một quốc gia phương Đông có thể sinh ra một vị kiều nữ như này, cũng đủ tư cách làm vợ thiếu tộc trưởng. Mấy người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đám người. Chúng tôi đến từ Atlantis. Người đàn ông kiêu ngạo nói giống như thân phận của ông ta vô cùng cao thượng. Atlantis, là ở đâu? Diệp Phàm thầm than. Vị tiểu thư xinh đẹp này không biết cô có đồng ý đi với chúng tôi tới thành phố Atlantis gả cho thiếu tộc trưởng, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế giới. Người đàn ông nhìn Đường Sở Sở nói. Dầm. Lời này vừa thốt ra khiến vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, dám đào góc tường ngay trước mặt hắn, coi hắn không tồn tại chắc. Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở, lạnh lùng nói, đây là vợ tôi, mau biến chỗ khác đi. Người đàn ông kia thấy vậy nhướng mày, nhìn lướt qua Diệp Phàm, khinh thường nói, cậu không xứng làm chồng vị tiểu thư này. Diệp Phàm tức giận, hắn vừa định ra tay chợt tiếng hừ lạnh vang lên, dám coi khinh đồ đệ của tôi, ai cho ngươi dũng khí đó hả? Dầm. Ngay sau đó, một trường ấn khủng bố giáng từ trời xuống đập vào người đàn ông kia. Vẻ mặt ông ta thay đổi, ra tay đỡ đòn khiến thân mình bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một luồng kiếm bổ xuống xé rách không gian chém tới người ông ta. Ha ha ha. Lúc này, người đàn ông kia bị một kiếm chém thành hai nửa mà không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ người Atlantis kinh ngạc tới ngây người. Vụt, 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 vụt. Lúc này, bốn bóng người xuất hiện chính là tứ sư phụ, ngũ sư phụ, lục sư phụ và thất sư phụ của Diệp Phàm. Các người. Lúc này, một vị cường giả của bộ tộc Atlantis nhìn bốn người và định nói gì đó, lục sư phụ Tiêu Thiên Sách của Diệp Phàm lạnh lùng quát, sao còn chưa cút đi, các người đều muốn chết đúng không? Trên người Tiêu Thiên Sách toát ra tinh thần chiến đấu đáng sợ, chấn áp đến nỗi đám người này run rẩy, vẻ mặt của những người trong tộc Atlantis thay đổi, họ trực tiếp giải tán và bỏ chạy. Bốn vị sư phụ, sao các sư phụ lại tới đây? Diệp Phàm nhìn bốn người này, kích động nói. Không phải đại sư phụ của con phát hiện ra con đã xảy ra chuyện nên đã yêu cầu chúng ta chạy tới giúp con. Nhưng nhìn bộ dáng của con thì cũng không có chuyện gì, làm hại chúng ta chạy vội tới suýt chút nữa đã mệt chết. Ngũ sư phụ Long Ngạo nhìn Diệp Phàm, nhếch môi nói. Ngũ sư phụ, nếu không phải do con may mắn, suýt chút nữa sư phụ đã không còn nhìn thấy con nữa rồi, thậm chí còn không gặp được Sở Sở. Diệp Phàm mở miệng, hắn giải thích ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Bốn vị sư phụ nghe được lời này đều chấn động,
bọn họ không ngờ Diệp Phàm và Đường Sở Sở lại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Sở Sở, trông con không giống lúc trước. Bách Hoa Chi Chủ, Trung Vô Diệp, đi tới trước mặt Đường Sở Sở và nhẹ giọng nói. Thất sư phụ, Đường Sở Sở nhỏ giọng nói với Trung Vô Diệp. Đúng rồi, Sở Sở, anh còn chưa hỏi em, tại sao em lại đột nhiên chết đi sống lại? Lúc này Diệp Phàm cũng tò mò nhìn Đường Sở Sở. Đường Sở Sở lắc đầu nói, việc này thì em cũng không biết rõ lắm, em chỉ biết trong cơ thể em đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Sở Sở vẫn còn đang che giấu điều gì đó. Diệp Phàm liếc nhìn về phía đám người Đông Phương Hạo Thiên, hắn trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ, nhìn vết thương của bọn họ, sắc mặt Diệp Phàm trông rất khó coi. Thật xin lỗi, đều do tôi đã làm hại các người. Diệp Phàm nhìn đám người Đông Phương Hạo Thiên và nói với vẻ mặt áy náy. Hiện tại toàn bộ kinh mạch và xương cốt trong cơ thể đám người Đông Phương Hạo Thiên đều đã bị phá vỡ, trúc cơ cũng đã bị phá hủy, thậm chí nội tạng cũng bị nứt ra, chỉ còn lại một hơi thở, cho dù Diệp Phàm có thể cứu được bọn họ cũng khó có thể giúp bọn họ khôi phục sức mạnh được. Chủ nhân, nếu không có cậu, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Mạng sống của tôi là của cậu, chỉ cần cậu không sao là được rồi. Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Xoẹt. Lúc này, Đường Sở Sở đột nhiên đi sâu về phía trong điện bồng lai, khi cô quay lại lần nữa, trên tay cô có một chiếc hộp. Đây là gì? Diệp Phàm nhìn chiếc hộp kia, tò mò nói. Mà Đường Sở Sở mở nó ra, ngay lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ thổi quét ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Mọi người có mặt đều cảm nhận được luồng khí tức này, họ lập tức cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể dâng trào. Dường như cảm thấy thân thể trở nên trẻ hơn rất nhiều. Tất cả đều kinh ngạc nhìn chiếc hộp này, tự hỏi bên trong có thứ gì mà chỉ có khí tức thôi đã đáng sợ như vậy. Cái này. Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc nhìn thứ bên trong hộp. Trong hộp này có một cây thuốc màu trắng như tuyết, tỏa ra khí tức năng lượng còn mạnh mẽ hơn cả linh khí. Chỉ cần hít vào một hơi này cũng có thể khiến thực lực của người ta tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là cây thuốc tiên trong điện bồng lai kia sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Đúng vậy, nhưng đây cũng không được coi là một cây thuốc tiên thực sự, nó chỉ chứa một chút tiên khí, nhưng cũng đủ để giúp cho bọn họ khôi phục hoàn toàn là được rồi. Đường Sở Sở bình tĩnh nói. Khi tất cả các thế lực có mặt nhìn thấy cây thuốc tiên này, bọn họ đều thèm muốn có được nhưng không ai dám ra tay. Đùa chứ ngay cả điện bồng lai mạnh nhất trên đảo bồng lai cũng bị cặp vợ chồng này tiêu diệt, nếu bọn họ dám thèm muốn cây thuốc tiên này thì đúng là tự tìm đường chết. Tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp chia cây thuốc tiên này thành nhiều phần, để đám người Đông Phương Hạo Thiên, Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính lần lượt ăn vào. Sau khi bọn họ ăn cây thuốc này vào, tất cả bọn họ đều trực tiếp nhập định, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm khắp cơ thể. Xoẹt! Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn một người ở đây, người này chính là Lạc Trí Ngư, tộc trưởng của tộc Lạc Thần. Cô là tộc trưởng của tộc Lạc Thần. Diệp Phàm nhìn Lạc Trí Ngư, thờ ơ nói. Đúng rồi. Lạc Trí Ngư bình tĩnh nói. Tôi tiêu diệt tộc Lạc Thần, cô muốn tìm tôi để báo thù đúng không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi vốn có ý định này, nhưng hiện tại xem ra tôi không thể báo thù được. Lạc Trí Ngư nói. Xoẹt. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Lạc Trí Ngư với ánh mắt lạnh lùng, nhưng cô ta thì nhìn Diệp Phàm, anh định giết tôi à? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lạc Trí Ngư, trong mắt mang theo tia lạnh lùng, nói. Người của tộc Lạc Thần các người đều đáng chết. Ngay lập tức, Diệp Phàm đang định ra tay giết Lạc Trí Ngư, mặc dù đối phương là một người đẹp, nhưng ngoại trừ người phụ nữ của chính mình, Diệp Phàm sẽ không thương xót những người phụ nữ khác. Quên đi, anh Tiểu Phàm, anh đã tiêu diệt tộc Lạc Thần rồi, tha cho cô ta một mạng đi. Đột nhiên, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm và nói. Được. Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Lạc Trí Ngư, đi đi. Anh cứ vậy mà thả tôi đi sao? Anh không sợ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại tìm anh báo thù sao? Lạc Trí Ngư nhìn Diệp Phàm, đôi mắt cô ta lóe lên. Nếu cô muốn báo thù, tôi không ngại đưa cô về đoàn tụ với người trong tộc của cô. Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường. Lập tức, Lạc Trí Ngư liếc nhìn Diệp Phàm và Đường Sở Sở rồi trực tiếp rời khỏi đây. Tiếp theo, những người từ các thế lực khác có mặt cũng lần lượt rời đi. Trong điện bồng lai, chỉ còn lại đám người của Diệp Phàm. Bùm bùm bùm. Rất nhanh, từng đợt âm thanh ầm ầm từ trong cơ thể của đám người Đông Phương Hạo Thiên truyền đến, trong cơ thể mỗi người bọn họ đều trải qua sự tẩy rửa của tiên khí chứa trong cây thuốc tiên, khi
khi tất cả kinh mạch và xương cốt bị gãy đều được chữa lành, ngay cả trúc cơ bị phá hủy cũng khôi phục lại như xưa. Trong chớp mắt, sức mạnh của đám người Đông Phương Hạo Thiên, Hiên Viên Bất Bại và Tần Chính bắt đầu tăng vọt, tất cả đều đạt tới cảnh giới kim đan với khí thế áp đảo. Thậm chí Hiên Viên Bất Bại có thực lực mạnh nhất, nhờ vào huyết mạch của tổ tiên mà thực lực của ông ta cũng tăng vọt đến cảnh giới nguyên anh, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Vù vù vù. Lúc này, Hiên Viên Kiếm, Thái A Kiếm, Xích Tiêu Kiếm, v.v. Do đám người của Hiên Viên Bất Bại điều khiển đều lơ lửng trước mặt bọn họ, xuất hiện từng đợt tiếng kiếm ngân vang, từng luồng kiếm khí lần lượt phóng lên cao, toát ra sức mạnh đáng sợ. Khi sức mạnh của họ tăng vọt lên, sức mạnh của những thanh kiếm nổi tiếng này đều được giải phóng ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giây tiếp theo, bọn họ mở mắt ra, từng người nhảy lên và nắm lấy thanh kiếm chém về phía khoảng không. Rầm rầm rầm. Khi đám người Hiên Viên Bất Bại, Tần Chính, Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu vung kiếm chém ra, hư không nổ tung và một hố đen xuất hiện. Không tệ. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, gật đầu. Tiếp theo, tất cả bọn họ đều rời khỏi đây. Nhưng sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, trong hố sâu của Điện Bồng Lai lại phát ra ánh hào quang, trong ánh sáng đó có một bóng người mờ nhạt, vẫn đang run rẩy, hiển nhiên còn chưa chết. Sau đó, đám người Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi đảo Bồng Lai, chuẩn bị trở về Long Quốc. Mấy giờ sau, đám người Diệp Phàm đã trở lại thiên hải của Long Quốc. Diệp Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được tin tức quốc chủ gọi hắn vào gặp. Quốc chủ muốn gặp tôi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Tại sao quốc chủ lại đột nhiên muốn gặp con? Long Ngạo tò mò hỏi. Không biết, để con đến đế đô xem thử. Diệp Phàm nói thẳng. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp chạy tới đế đô. Khi hắn đến đế đô thì có người đặc biệt đến đón và đưa hắn vào hoàng cung. Đế đô, hoàng cung. Khi Diệp Phàm bước vào hoàng cung, lông mày hắn hơi nhíu lại. Không biết vì sao, khi Diệp Phàm vừa vào hoàng cung liền có một dự cảm không tốt. Loại dự cảm này rất mạnh mẽ, dường như sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra. Hơn nữa hắn cũng phát hiện trong hoàng cung rất yên tĩnh, ngay cả lính gác cũng không có. Đây là nơi quan trọng của hoàng cung, sao lại không có người canh gác? Sắc mặt Diệp Phàm khựng lại, hắn đoán có lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì đó. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi tới bên ngoài cung điện, trực tiếp hét lên, quốc chủ ở đâu? Xoẹt! Cửa chính của đại sảnh mở ra, quốc chủ của Long Quốc đi ra, nhưng lúc này hai mắt ông ta trống rỗng, sắc mặt đờ đẫn, giống như một con rối vô hồn. Mà đằng sau quốc chủ còn có một người đang đứng, đó là Long Đào, tộc trưởng của Long tộc. Là ông! Diệp Phàm nhìn Long Đào, ánh mắt hắn đanh lại và quát lạnh, ông đã làm gì với quốc chủ? Không có việc gì. Hiện tại ông ta đã là con rối trong tay tôi, vốn dĩ tôi vốn muốn khuyên ông ta ra tay với cậu, nhưng không ngờ tên này lại cứng đầu, thà chết cũng không chịu, nên tôi chỉ có thể biến ông ta thành một con rối nghe theo lời tôi sai khiến. Long Đào hừ lạnh một tiếng. Xoẹt. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, trong mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Long Đào, lạnh lùng quát, ông thật to gan, dám làm hại quốc chủ. Hộ quốc thần tướng, đừng nói nhảm nữa. Hiện tại tôi đã nắm quyền kiểm soát các căn cứ quân sự lớn ở Long Quốc, đồng thời tôi đã ra lệnh, trong nửa giờ nữa, hàng nghìn tên lửa sẽ được phóng ra từ những căn cứ quân sự đó, nhắm vào toàn bộ các thành phố lớn ở Long Quốc. Nếu như cậu không muốn toàn bộ Long Quốc bị chôn vùi cùng cậu, thì hãy ngoan ngoãn tự hủy bỏ tu vi của mình đi. Long Đào nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phàm hiện lên sự tức giận, phẫn nộ hét lên, ông thật sự bị điên rồi. Hừ. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, cậu không có nhiều thời gian, cậu lựa chọn để hàng tỷ người trong toàn bộ Long Quốc chôn cùng với cậu, hay tự hủy bỏ tu vi, cậu tự chọn đi. Long Đào hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Long Đào, không ngờ đã lâu không gặp ông lại sa đọa thành bộ dạng như vậy, thực sự làm hoen ố toàn bộ Long tộc. Lúc này, bóng dáng Long Ngạo xuất hiện ở đây, nhìn Long Đào, lạnh lùng hét lên. Lập tức, ba vị sư phụ khác của Diệp Phàm đều đi tới. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Đào. Long Ngạo, ông cũng tới. Đúng lúc, hôm nay hãy cùng nhau giải quyết mối hận thù giữa chúng ta. Long Đào nhìn Long Ngạo, lạnh lùng hét lên. Long Đào, năm đó nếu không phải vì nể mặt lão tộc trưởng, ông cho rằng ông có thể giữ được một mạng từ tay tôi, còn có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng của tộc hộ Long sao? Long Ngạo khinh thường nói. Những lời này khiến sắc mặt Long Đào tối sầm, trong mắt tràn đầy sự tức giận, ông ta hét lên. Long Ngạo, đừng quá kiêu ngạo,
hôm nay ông và đệ tử của ông đều phải chết. Thật sao, ai đã cho ông dũng khí để nói ra điều này? Lúc này Long Ngạo trực tiếp đi về phía Long Đào, khinh thường nói. Đại nhân, đã đến lúc ngài phải ra tay rồi. Đột nhiên, Long Đào hét lớn. Long Ngạo dừng chân, Diệp Phàm và ba vị sư phụ khác biến sắc, quan sát xung quanh. Ầm ầm ầm, xung quanh vang lên tiếng gầm rú, vô số tinh thạch màu đen ngoi lên từ dưới, lơ lửng xung quanh đám người Diệp Phàm, phụt ra vô số luồng ma khí, đan chéo lại với nhau, hình thành vầng sáng màu đen, bao phủ đám người Diệp Phàm. Một vị cao thủ bao trùm dưới áo choàng màu đen xuất hiện, đôi con ngươi ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tản ra khí ma sát dày đặc. Đại nhân, Long Thao kêu lên. Sau khi giải quyết mấy con dẹp phiền phức này thì có thể trực tiếp thâu tóm Long Quốc. Người này lạnh nhạt nói. Trong vầng sáng màu đen này, năm người Diệp Phàm đều cảm nhận được uy áp khủng bố. Không ngờ là một ma trận. Không lẽ ở đây có cao thủ ma đạo? Long Ngạo nghiêm túc nói. Ầm ầm ầm. Vô số luồng ma khí khủng bố bắt đầu tấn công Diệp Phàm và bốn vị sư phụ. Năm người bọn họ cùng ra tay phá hủy những đòn tấn công này. Nhưng những đòn tấn công này cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Uy áp của trận pháp áp chế mấy người Diệp Phàm, làm cho bọn họ không thể phát huy hết sức mạnh. Mấy người đừng nương tay, nhanh chóng phá trận đi. Trung Vô Diệm nói với ba vị sư phụ khác. Thí thần sát. Tu La gầm lên, ông cầm kiếm, thân kiếm lóe lên ánh sáng đỏ rực, một luồng sát ý vô tận tràn ra, hội tụ trong thanh kiếm này, chém về phía trận pháp. Long quyền Long thần quyết. Long Ngạo đánh ra một quyền, ngay lập tức một tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng vàng khổng lồ bay ra từ nắm tay, tản ra uy thế kinh người, tấn công đại trận. Sau đó Tiêu Thiên Sách và Trung Vô Diệm cũng ra tay, thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình công phá trận pháp. Ầm 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 ầm, bốn tiếng nổ vang lên. Sau khi bốn vị sư phụ của Diệp Phàm sử dụng thực lực chân chính, có thể nói kinh thiên động địa, trực tiếp phá vỡ trận pháp. Đại trận bị hủy. Long Thao và quốc chủ Long Quốc bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộc máu. Nhưng người bọc trong áo choàng đen kia lại không hề sứt mẻ, hắn ta nhìn mấy người Long Ngạo, nhíu mày, không ngờ mấy người các ngươi đã đạt đến trình tự này, ta đã xem thường các ngươi. Ngươi là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Chờ ngươi đã chết sẽ biết ta là ai? Người này lạnh lùng nói, trên người bộc phát khí ma sát ngập trời, ma khí khủng bố hình thành một đám mây nấm mày đen. Một cảm giác áp bách kinh người xuất hiện. Ma khí thật mạnh. Ngươi là hậu duệ của ma thần Sivu. Long Ngạo nói. Diệp Phàm nghe thấy mấy chữ hậu duệ của ma thần Sivu thì giật mình. Lúc trước đối phó với Thiên Ma Tông, hắn biết được ma thần Sivu còn có hậu duệ, còn có ý định khống chế thế giới này. Không ngờ nhanh như vậy đã nhìn thấy hậu duệ ma thần Sivu. Lão già đủ thông minh, nhanh vậy đã đoán được thân phận của ta. Người áo đen lạnh lùng nói. Trên thế giới này cũng chỉ có hậu duệ của ma thần Sivu còn có được ma khí cường đại thuần tịnh như vậy. Long Ngạo nói. Nếu các ngươi đã biết thân phận của ta, vậy chắc đã biết kết cục của mình. Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi thần phục ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, thậm chí cho các ngươi quyền lợi làm chúa tể thế giới này. Người áo đen lạnh nhạt nói. Ngươi đang nằm mơ hả? Diệp Phàm khinh thường nói. Hộ quốc thần tướng đúng không? Thiên Ma Tông hủy trong tay ngươi, ta muốn xem rốt cuộc ngươi có mấy cân lượng. Người áo đen lạnh lùng nói, hắn ta tung ra một trường, hình thành một đoàn ma khí đánh về phía Diệp Phàm. Đoàn ma cầu này ẩn chứa uy lực mạnh gấp mấy trăm lần tên lửa của thế giới này. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đánh vỡ ma cầu. Ầm, ma cầu và nắm tay của Diệp Phàm va chạm với nhau, nổ tung, ma khí vô tận bao phủ lấy Diệp Phàm. Lại bị kim đan trong cơ thể hắn cắn nuốt. A, Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn không ngờ kim đan trong cơ thể mình còn có thể cắn nuốt ma khí. Người áo đen thấy công kích của mình bị Diệp Phàm dễ dàng hóa giải, ánh mắt lóe lên tia sát ý. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hậu duệ ma thần Sivu, sau đó lao về phía đối phương. Ầm ầm ầm, hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt. Rất nhanh tộc trưởng tộc Hiên Viên và đám người Hiên Viên bất bại cảm nhận được hơi thở của ma thần Sivu, vội vàng chạy đến. Đó là hậu duệ của ma thần Sivu. Hiên Viên bất bại nhìn người áo đen, nhíu mày. Đúng vậy. Tộc trưởng tộc Hiên Viên gật đầu, nói, không ngờ thực lực của hậu duệ của ma thần Sivu lại mạnh đến mức này, nếu không phải có Diệp Phàm, sợ rằng tộc Hiên Viên chúng ta không thể chống lại hắn ta.
một tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Phàm và hậu duệ ma thần Sivu cùng lui về sau. Không ngờ ngươi còn trẻ nhưng thực lực lại mạnh như vậy, thú vị. Hậu duệ ma thần Sivu lạnh lùng nói. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến sức mạnh ma thần chân chính. Hắn ta quát lớn. Sau đó hét lên, máu ma thần, cháy đi. Ầm, ầm, ầm. Máu tươi trong cơ thể bốc cháy, vô số luồng ma khí khủng bố tràn ra. Toàn bộ đế đô bị bao phủ trong ma khí vô tận, trở nên tối tăm, tĩnh mịch, cảm tưởng như đang ở trong địa ngục, nhìn không thấy ánh sáng. Thực lực của hậu duệ ma thần Sivu đã mạnh đến mức làm người sợ hãi, còn mạnh hơn cả lão tổ Bồng Lai. Bốn vị sư phụ của Diệp Phàm định ra tay thì bị hắn cản lại. Không đáng để bốn vị sư phụ ra tay đối phó với hắn ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vung tay lên, một đại ấn khắc rất nhiều phù văn xuất hiện trong tay, tản ra hơi thở thần bí khó lường. Đây là chí bảo thứ ba trong sáu chí bảo lục đạo thiên đạo ấn. Diệp Phàm gọi ra thiên đạo ấn, đánh ra ngoài. Ầm, phù văn lóe lên ánh sáng thần thánh, một thánh uy vô hình tản ra, tấn công hậu duệ ma thần Sivu. Dưới ánh sáng của thiên đạo ấn, ma khí trên người hậu duệ ma thần Sivu bị áp chế, yếu đi rất nhiều. Thiên đạo là chính đạo, bẩm sinh khắc chế ma đạo. Ầm, thiên đạo ấn đánh lên người hậu duệ ma thần Sivu, ma khí bị áp chế, hắn ta bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộc máu. Thiên đạo ấn trở lại trong cơ thể Diệp Phàm, hắn lạnh nhạt nói, hậu duệ ma thần Sivu cũng chỉ có vậy. Ngươi, hai tròng mắt thị huyết của hậu duệ ma thần Sivu tràn ngập không cam lòng. Không ngờ ở thời đại mạt pháp linh khí điêu tàn này, trên tinh cầu này vẫn còn có thiên tài tu hành như vậy, thật ngoài ý muốn. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng trống rỗng vang lên, dường như đã trải qua vô số năm tháng, xuyên qua lỗ tai của Diệp Phàm, làm linh hồn hắn run rẩy. Hắn nhìn về phía trước. Lúc này, một âm thanh lành lạnh xa xăm vang lên, Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng khựng lại. Chỉ thấy nơi hư không kia, một cô gái mặc đồ trắng đạp không đi đến. Quanh người có ánh sáng thần thánh lượn lờ, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, như thể thần linh giáng thế. Trong phút chốc, Diệp Phàm và đám người Long Ngạo đều nhìn vào cô gái này. Cô là ai? Diệp Phàm nhìn cô gái, lạnh nhạt hỏi. Ngươi có thể gọi bản thân là Amaterasu. Cô gái này nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Amaterasu. Cô là Amaterasu tổ tiên của Anh Quốc. Diệp Phàm nghe thấy tên này, ánh mắt khẽ khựng lại lộ ra sự kinh ngạc. Trước đây khi ở Anh Quốc, hắn đã từng nghe nói người dân nơi đây coi Amaterasu như tổ tiên của họ, hơn nữa Amaterasu còn là một vị thần linh phù hộ toàn bộ Anh Quốc. Lúc trước Diệp Phàm cho rằng Amaterasu chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương thực sự tồn tại và xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nếu đã biết bản thân vậy mà ngươi còn dám động đến Anh Quốc ta, thậm chí còn bắt con dân của bản thân làm nô lệ cho các ngươi, lá gan ngươi cũng lớn lắm. Amaterasu nhìn Diệp Phàm lạnh băng nói. Tôi chưa làm Anh Quốc hoàn toàn diệt vong đã xem như rất khách khí rồi, còn cô, tự xưng là bản thần, cô thật sự cho rằng mình là thần à? Diệp Phàm nhìn Amaterasu khinh thường nói, thực lực đối phương đúng là rất mạnh, nhưng để thành tiên hay thành thần thì còn kém xa lắm. Mà lời nói của Diệp Phàm trực tiếp làm cho sắc mặt Amaterasu trở nên lạnh băng, đáy mắt cô ta lạnh lẽo, cô ta tiến lên một bước tựa như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Diệp Phàm. Quanh người cô ta tản ra một uy áp khủng bố áp chế hắn, lạnh lùng nói, thằng nhãi ngươi nói chuyện cũng phách lối lắm, nhưng ngươi dám châm biếm ta như vậy, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả gì? Diệp Phàm suy tư hỏi. Chết! Vẻ mặt Amaterasu lạnh băng, tản ra vô tận uy áp, hệt như một vị thần chân chính. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, bầu trời rung chuyển, sấm sét cuồn cuộn, tưởng chừng như sắp có bão táp xảy ra. Uy áp từ Amaterasu tản ra khủng bố đến tột độ, tựa như mưa rền gió dữ, áp chế lên người Diệp Phàm. Đối mặt với uy áp của Amaterasu, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn vội dùng hết sức lực để ngăn cản nhưng vẫn bị áp chế không ngừng lui về sau. Mặc dù uy áp do Amaterasu này phóng ra kém hơn nhiều so với uy áp của Tổ tiên Điện Bồng Lai, nhưng nó vẫn cực kỳ đáng sợ. Dưới uy áp này, toàn bộ không khí trong Hoàng Cung đều biến mất. Thậm chí toàn bộ người ở đế đô cũng cảm thấy một cảm giác khó thở mãnh liệt. Vào lúc này, Diệp Phàm thi triển tất cả công pháp mình đã tu luyện, đồng thời dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để chống lại sự áp chế của Amaterasu. Ngươi cũng khá có năng lực đấy, bản thân hiện giờ không muốn giết ngươi nữa,
từ nay ngươi đi theo ta làm nô lệ hầu hạ bản thần đi. Amaterasu nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dựa vào cô mà cũng muốn Tiểu Phàm làm nô lệ cho cô, mơ mộng hão huyền. Lúc này Tu La nhìn Amaterasu khinh thường nói, cả người ông ấy tản ra sát khí Tu La ngập trời, hóa thân thành sát thần bay đến tấn công cô ta. Ngay sau đó, ba sư phụ khác của Diệp Phàm cũng đồng thời tấn công Amaterasu. Thực lực của bốn người họ đã vượt qua nguyên anh cảnh, ít nhất là trên phân thần cảnh. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, bốn sư phụ của Diệp Phàm đã chiến đấu kịch liệt với Amaterasu, hai bên chiến đấu kịch liệt đến mức hư không gào thét, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Nhưng dưới những đòn tấn công đáng sợ này, Amaterasu vẫn chiếm thế thượng phong, áp chế bốn vị sư phụ của Diệp Phàm. Ầm. Sau đó, khi một tiếng động lớn vang lên, bốn vị sư phụ của Diệp Phàm bị đánh bay về sau, trong khi cơ thể Amaterasu chỉ khẽ run lên, cô ta nhìn bốn vị sư phụ của Diệp Phàm bằng ánh mắt kỳ lạ, với tình trạng của linh khí hiện giờ, bốn người các ngươi sao có thể đạt tới cảnh giới này? Không hổ là cường giả từ thời thượng cổ, thật sự đáng sợ. Lúc này, Long Ngạo nhìn Amaterasu, khẽ lau máu trên khóe miệng nói. Không nói đúng không, vậy thì chết đi. Amaterasu vung tay ra, giữa không trung bỗng ngưng tụ ra một trường ấn khổng lồ, hệt như một ngọn núi lớn áp chế bốn người Long Ngạo. Ấn Thiên Đạo. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm lại thi triển Ấn Thiên Đạo lần nữa. Lần này, Diệp Phàm dùng hết sức lực để kích phát sức mạnh của Ấn Thiên Đạo, phù văn trên đó tỏa sáng rực rỡ, một luồng uy áp thiên đạo quét ra, lao về Amaterasu áp chế cô ta. Đây là... Amaterasu nhìn chằm chằm Ấn Thiên Đạo, nhíu mày. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cô ta không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục kết ra một ấn quyết lay mạnh Ấn Thiên Đạo. Ầm ầm ầm. Khi hai đòn tấn công va chạm nhau, những tiếng nổ kinh thiên động địa lần lượt vang lên, năng lượng cuồn cuộn lan rộng, phá hủy tất cả kiến trúc trong hoàng cung. Phốc. Dưới một đòn này, Amaterasu lui về sau không ngừng, cô ta trực tiếp rơi xuống đất, điên cuồng hộc máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào Ấn Thiên Đạo. Đây là linh khí. Không đúng, là tiên khí. Thế giới này sao có thể tồn tại tiên khí? Amaterasu khó tin nhìn Ấn Thiên Đạo lẩm bẩm. Sau đó, Ấn Thiên Đạo trở lại trong cơ thể Diệp Phàm, hắn nửa quỳ trên mặt đất thở dốc. Để kích hoạt Ấn Thiên Đạo phải tiêu hao năng lượng rất lớn, vừa rồi Diệp Phàm kích hoạt nó hai lần liên tục, trực tiếp tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Vũ khí này rơi vào tay ngươi thật là lãng phí. Giao nó cho ta, bản thân có thể cho ngươi một con đường sống. Amaterasu nhìn Diệp Phàm lạnh lùng quát. Cô đang nằm mơ à? Diệp Phàm khinh thường nói. Cứng đầu cứng cổ, muốn chết à? Sắc mặt Amaterasu âm trầm nói, với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ ngươi không thể tiếp tục kích hoạt vũ khí này, ngươi nghĩ ngươi còn có thể dùng cái gì để chiến đấu chống lại bản thân đây? Tôi! Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Đường Sở Sở xuất hiện trong hoàng cung, từng bước đi đến. Cô nhóc! Người từ đâu ra vậy? Amaterasu nhìn Đường Sở Sở khinh thường nói. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn thấy Diệp Phàm nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt cô tối sầm lại, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận nhìn chằm chằm Amaterasu, cô làm anh Tiểu Phàm bị thương, đáng chết. Đường Sở Sở lập tức ra tay, bay thẳng đến tấn công Amaterasu, một đòn này của cô khiến hư không nổ tung, một luồng sức mạnh thần thánh lan ra khắp nơi. Ngay lập tức, Đường Sở Sở và Amaterasu chiến đấu kịch liệt, hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt, đánh đến mức toàn bộ khoảng không đều muốn nổ tung. Thực lực của Sở Sở sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy? Trung Vô Diễm nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt tò mò. Con bé bây giờ có vẻ hơi khác so với trước đây. Ánh mắt Long Ngạo khẽ lóe. Ngay cả Diệp Phàm cũng tràn đầy nghi ngờ khi nhìn thấy thực lực hiện tại của Đường Sở Sở. Theo lý mà nói, căn nguyên thân thể huyền âm của Sở Sở đã không còn, hiện tại cô ấy đã không còn thân thể huyền âm nữa, cho dù cô ấy có chết đi sống lại thì thực lực cũng không thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Sở Sở hiện giờ giống như bị một cường giả vô thượng bám vào người vậy. Chẳng bao lâu sau, hư không nổ tung, một chưởng của Đường Sở Sở làm cho Amaterasu rơi xuống đất, cô ta điên cuồng nôn ra máu. Một phế vật độ kiếp thất bại mà cũng dám đả thương anh Tiểu Phàm, không biết tự lượng sức mình. Đường Sở Sở nhìn Amaterasu lạnh băng quát. Mà lời nói của cô đã làm Amaterasu vô cùng đau đớn, khiến khuôn mặt cô ta trầm xuống, đôi mắt phừng phừng lửa giận. Độ kiếp thất bại. Lúc này Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Amaterasu,
hắn không ngờ thực lực của đối phương đã đạt tới độ điếp. Hóa ra là độ kiếp thất bại nên dẫn tới thực lực suy giảm đáng kể, ta còn nghĩ thực lực của cường giả thời thượng cổ sao chỉ có như vậy. Long Ngạo nhìn Amaterasu lẩm bẩm. Hôm nay ở đây náo nhiệt thật. Đột nhiên, từ hư không truyền đến một giọng nói từ tính. Một nhóm người có đôi cánh trắng như tuyết, toàn thân cũng trắng tinh, toát ra khí tức thần thánh bay tới. Bọn họ là thiên sứ của tộc thiên sứ. Những thiên sứ này sau lưng có một hai đôi, hoặc ba bốn đôi cánh, trong số đó, sau lưng người đứng phía trước nhất có bốn đôi cánh khiến người ta kinh ngạc, khí tức toát ra từ người hắn ta cũng đáng sợ nhất. Tộc thiên sứ. Diệp Phàm cau mày khi thấy người của tộc thiên sứ xuất hiện vào lúc này. Đường Sở Sở lạnh lùng nhìn nhóm người tộc thiên sứ. Ngươi là hộ quốc long tướng của Long Quốc đúng không? Trước đây người của tộc thiên sứ ta đều chết trong tay ngươi. Lúc này, vị thiên sứ tám cánh nhìn Diệp Phàm nói. Là ta giết. Sao thế, đến báo thù à? Diệp Phàm đứng lên, lạnh lùng nhìn đối phương. Yên tâm, chúng ta vẫn chưa muốn giết ngươi, ta chỉ muốn mang ngươi về tộc thiên sứ. Thiên sứ tám cánh nhìn Diệp Phàm nói thẳng. Các ngươi không ai được phép mang anh Tiểu Phàm đi. Đường Sở Sở hét lên. Cô gái này, thực lực cô mạnh như vậy, hay là cùng chúng tôi về tộc thiên sứ tộc đi? Thiên sứ tám cánh nhìn Đường Sở Sở cười thần bí rồi nói. Hắn, ngươi không thể mang đi. Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên. Ngay sau đó, trên mặt đất hoàng cung vang lên những tiếng ầm ầm như động đất. Một giây sau, tất cả những người ở đây nhìn thấy một quái vật nửa người nửa sói cao 4-5 mét, toàn thân phủ đầy lông trắng, 10 ngón tay thô to với móng tay cực dài, trên khuôn mặt lạnh lẽo là một đôi nanh sói sắc nhọn xuất hiện. Ngay khi con quái vật này xuất hiện, trong không khí tràn ngập khí tức hung thần khiến người ta không rét mà run. Con quái vật nửa người nửa sói này vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, đôi mắt sói to lớn lóe lên ánh sáng khát máu. Diệp Phàm nhìn đối phương, cau mày hỏi, ngươi là người lang tộc. Con quái vật này rất giống với những tên lang tộc mà Diệp Phàm đã giết lúc trước, nhưng chẳng phải lang tộc đã bị hắn tiêu diệt rồi sao? Sao vẫn còn sót lại? Bổn tọa là lang thần, tổ tiên của lang tộc. Giết con cháu ta, diệt lang tộc ta, hôm nay bổn tọa sẽ lột da rút gân ngươi. Lang thần hung ác nhìn Diệp Phàm, dữ tợn hét lên. Trước đây khi Diệp Phàm tàn sát lang tộc, lang thần đang ngủ trong không gian ngầm của lang tộc nên lão ta biết rõ khí tức của Diệp Phàm. Mà sói lại rất nhạy bén với khí tức. Đây cũng chính là lý do khiến lang thần có thể tìm được Diệp Phàm. Xem ra ngươi có không ít kẻ thù đâu. Lúc này, Amaterasu nhìn Diệp Phàm hừ lạnh. Các vị, nếu chúng ta đều có thù oán với thằng nhãi này sao chúng ta không hợp lực giết hắn? Hậu duệ của ma thần Sivu bị ấn thiên đạo của Diệp Phàm làm trọng thương đột nhiên đứng dậy, lạnh lẽo nói. Không sai, giết bọn chúng. Amaterasu lạnh lùng hét lên. Nếu như hai người đồng ý cùng ta trở về tộc thiên sứ ta có thể bảo vệ hai người. Thiên sứ tám cánh nhìn Diệp Phàm và Đường Sở Sở nói. Đừng mơ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tộc trưởng có lệnh, nếu không mang các ngươi về được thì phán quyết ngay tại chỗ. Sắc mặt thiên sứ tám cánh lạnh lùng, cả người hắn ta bỗng được ánh sáng thần thánh bao phủ, uy áp vô thượng giáng xuống, áp chế bốn phía. Cùng nhau lên, giết bọn chúng. Hậu duệ của ma thần Sivu tiếp tục xúi dục. Ngay lập tức, thiên sứ tám cánh của tộc thiên sứ, lang thần và Amaterasu đều tản ra khí tức lạnh băng, chuẩn bị ra tay. Giết người đàn ông của bổn hoàng. Ai cho các ngươi cái gan đó? Đột nhiên, trong hư không truyền đến một giọng nói lạnh thấu xương. Dám giết nam nhân của ta, ai đã cho các ngươi dũng khí đó vậy? Khi giọng nói này vang lên, tuyết rơi phủ trắng trời đất, không khí băng giá lạnh lẽo liền ập đến, như muốn đóng băng tất cả vậy. Lúc này, toàn bộ hoàng cung, mặt đất và cây cối đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày, khiến người ta không khỏi rùng mình, thân thể bất giác run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luồng khí lạnh này cực kỳ đáng sợ, buộc mọi người phải điều động sức mạnh để chống cự lại, nhưng cái lạnh vẫn ập, len lỏi vào tận da thịt của họ. Cứ như vậy, trong chớp mắt mùa xuân đã biến thành mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Bây giờ, lang thần, thiên chiếu, thiên sứ tám cánh và Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, nhìn quanh thì chợt thấy từ xa có một bóng người đang xuyên qua tuyết bước tới. Người này mặc một bộ váy màu xanh băng giá, để lộ ra thân hình quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt long lanh lại tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, càng tôn lên sự cao ngạo của một nữ hoàng.
Cô gái này chính là chủ nhân của băng tuyết thần quốc nữ hoàng băng tuyết. Kể từ lần trước nữ hoàng băng tuyết cứu đám người Diệp Phàm, sau đó ép hắn thành hôn nhưng không thành, từ đó đến nay hắn chưa từng gặp lại đối phương, không ngờ rằng nữ hoàng băng tuyết lại xuất hiện ở đây. Ngươi là ai? Lang thần lạnh lùng hỏi nữ hoàng. Một con quái vật không phải người cũng không phải thú, vậy mà dám động vào nam nhân của ta, đáng chết. Nữ hoàng băng tuyết khinh thường nói. Cô ta vung tay lên, một luồng sức mạnh liền tấn công về phía lang thần. Bùm bùm bùm. Hơi thở băng giá lập tức giáng xuống, đôi mắt lang thần khẽ nheo lại, móng vuốt chợt vung ra, cực kỳ khí thế, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ của sói. Nhưng bàn tay của nữ hoàng vẫn tiếp tục giáng xuống, năng lượng băng giá trực tiếp phong ấn toàn bộ cơ thể của lang thần. Sau đó một tiếng rầm vang lên, cơ thể của lang thần chợt nổ tung, chỉ còn sót lại một vật có kích thước bằng nắm tay, tỏa ra năng lượng dồi dào. Yêu đan. Long Ngạo nhìn chằm chằm vào nó, trầm giọng nói. Yêu đan là lúc linh thú tiến hóa thành yêu thú mới có được, và nó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của yêu thú đó, giống như kim đan của tu hành giả vậy. Mặc dù lang thần nửa người nửa sói, nhưng vẫn có yêu đan, chứng tỏ ông ta đã tiến hóa thành yêu thú, chỉ là ông ta đã ngủ quá lâu nên thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên mới chết dễ dàng như vậy. Dẫu vậy thực lực của lang thần chắc chắn đã vượt qua phân thần cảnh nhưng lại bị nữ hoàng băng tuyết giết chết chỉ bằng một chưởng, điều đó cho thấy thực lực của cô ta mạnh đến mức nào. Tiểu Phàm, xem ra nợ đào hoa của con không hề ít, hơn nữa cô gái nào cũng vô cùng lợi hại, không hổ danh là đồ đệ của Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm nói đùa với Diệp Phàm. Tất cả nữ nhân bên cạnh thằng nhóc này đều đáng sợ như vậy sao? Con có thể chống đỡ được không vậy? Long Ngạo cũng nói đùa. Mọi người hiểu lầm rồi, cô ta không phải là người phụ nữ của con. Diệp Phàm lúng túng giải thích. Lúc này sắc mặt của Thiên Chiếu, Thiên Sứ Tám Cánh và hậu duệ của ma thần Sivu đều rất khó coi. Ngươi cũng muốn động vào nam nhân của ta sao? Nữ hoàng băng tuyết liếc nhìn Thiên Sứ Tám Cánh, lạnh lùng nói, ngươi có nhiều cánh như vậy, không phải người cũng chẳng phải thú, thật chướng mắt. Bùm! Vừa dứt lời, toàn thân cô ta điên cuồng bộc phát ra khí lạnh đáng sợ, lao thẳng về phía Thiên Sứ Tám Cánh và các thiên sứ khác của tộc thiên sứ. Khí lạnh này đi đến đâu, hư không cũng bị đóng băng đến đó. Vẻ mặt của Thiên Sứ Tám Cánh chợt thay đổi, hắn ta nhanh chóng điều động sức mạnh trong cơ thể để chống cự khí lạnh này. Các thiên sứ khác cũng dốc toàn lực để cản lại. Bùm bùm bùm. Sức mạnh của hai bên không ngừng va chạm vào nhau, sấm sét vang lên đùng đùng. Cuối cùng, nữ hoàng băng tuyết liền thi triển phong ấn, sức mạnh băng giá chợt dâng lên gấp 10 lần, nhanh chóng đóng băng hết tất cả thiên sứ, từng người đều biến thành tượng băng, sinh mệnh cũng bị dập tắt. Soạt. Nữ hoàng băng tuyết lại liếc nhìn Thiên Chiếu, người đến đây để cướp hay giết nam nhân của ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Lẽ nào cũng là người thượng cổ? Sắc mặt Thiên Chiếu vô cùng khó coi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nữ hoàng. Ta không phải là người thượng cổ, thời đại này đã không thuộc về đám người các ngươi nữa, các ngươi không nên xuất hiện. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lẽo nói. Hừ, nếu như không phải thực lực của ta chưa phục hồi, làm sao có thể để các ngươi ngang ngược như vậy? Thiên Chiếu lạnh lẽo liếc nhìn nữ hoàng băng tuyết, Đường Sở Sở và Diệp Phàm. Thực lực chưa hồi phục, còn dám chạy ra ngoài khoe khoang, người không chết thì ai chết? Giọng nói của Diệp Phàm chợt vang lên, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Chiếu, sau đó vung tay lên, yêu đan của lang thần rơi thẳng vào tay hắn. Lúc này Diệp Phàm thi triển công pháp, kim đan trong cơ thể liền sinh ra một luồng năng lượng đáng sợ, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lấy sức mạnh của yêu đan. Trong nháy mắt, sức mạnh của yêu đan đã bị kim đan trong cơ thể Diệp Phàm nuốt chửng. Kim đan của Diệp Phàm không giống với kim đan bình thường. Kim đan của người khác chỉ có thể chứa đựng nguyên khí, nhưng kim đan của hắn có thể nuốt những sức mạnh khác để chuyển hóa thành của mình, hơn nữa tốc độ nuốt chửng còn nhanh hơn tốc độ bản thân Diệp Phàm hấp thụ. Thậm chí còn có thể nuốt chửng bất kỳ sức mạnh nào, lúc trước ma khí của hậu duệ ma thần Sivu cũng đã bị kim đan của hắn nuốt chửng. Chức năng này thật đáng kinh ngạc. Diệp Phàm cũng vừa mới phát hiện ra nó. Bùm! Khi sức mạnh của yêu đan bị Diệp Phàm nuốt hết, một tiếng gầm phát ra từ cơ thể của hắn, sức mạnh không những khôi phục mà còn tăng vọt lên. Hơn nữa, uy lực của yêu đan còn chưa được luyện hóa hoàn toàn, dù sao sức mạnh của lang thần vẫn rất cường đại. Cửu kiếm tu la! Nhát kiếm thứ 9! Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, hét lên và bộc phát toàn bộ sức mạnh của yêu đan vừa được luyện hóa, kết hợp với tu la kiếm rồi chém xuống. Bùm bùm bùm.
Sát khí của Tu La dâng lên cuồn cuộn, bao phủ cả trời đất, trong nháy mắt không gian biến thành địa ngục Tu La, tà khí ngập trời. Lúc này một thanh kiếm đẫm máu ngàn trượng giáng xuống và chém thẳng về phía Thiên Chiếu. Nhát kiếm này dường như trẻ đôi trời đất, khiến Thiên Chiếu cảm nhận được hơi thở chết chóc vô cùng nồng nặc. Thằng nhóc này còn có thể thi triển được nhát kiếm cuối cùng của Tu La. Tiểu Phàm đã lĩnh ngộ được sức mạnh của Tu La đến mức này rồi sao? Tứ sư phụ của Diệp Phàm là Tu La thấy vậy, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc, tự lẩm bẩm một mình. Phải biết rằng ngay cả bản thân Tu La cũng chưa thể thi triển hết được nhát kiếm cuối cùng của Tu La cửu kiếm, bởi vì công pháp này vốn không phải do ông tạo ra, ông cũng biết rõ sức mạnh của Tu La cửu kiếm như thế nào. Người bình thường không thể thi triển được nhát kiếm thứ 9, trừ khi... Lẽ nào Tiểu Phàm cũng có liên quan đến nơi đó? Lúc này Tu La nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cũng không biết ông đang nghĩ cái gì. Mũi kiếm dừng trước người Thiên Chiếu, người kia dùng hết sức lực vận cấm thuật để cản lại kiếm này. Trong tiếng gầm rú vô tận, người Thiên Chiếu như cánh diều đứt dây bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất rồi hộc máu. Đòn tấn công này khiến Thiên Chiếu bị thương nặng, nếu như không phải ả ta biết trước mà sử dụng cấm thuật thì có lẽ đã không ngăn được. Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm bước tới, lạnh nhạt nói, cô muốn chết thế nào? Thiên Chiếu tức giận nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam tâm. Không cam lòng à? Diệp Phàm cười lạnh, nói, đột nhiên tôi lại không định giết cô nữa, không phải cô muốn tôi trở thành nô lệ hầu hạ cô sao? Vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện để cô được biết cảm giác làm nô lệ hầu hạ người khác là như thế nào. Anh dám? Thiên Chiếu nghe thấy lời Diệp Phàm nói thì vô cùng tức giận. Từ nay trở đi, cô chính là nô lệ của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng quát, câu nói của hắn đã trực tiếp tuyên án cho tương lai của Thiên Chiếu. Thiên Chiếu căm tức mà không thể phản kháng. Anh biến cô ta thành nô lệ chắc hẳn có ý với ả nhỉ. Hừ, tôi kém ả ta sao? Nữ hoàng băng tuyết đi tới rầm rì nói, giọng điệu lộ ra vẻ u oán. Rõ ràng nữ hoàng băng tuyết nghĩ Diệp Phàm có ý với Thiên Chiếu, nghĩ tới hồi trước mình từng có ý muốn kết hôn với hắn lại bị từ chối nên thấy không vui. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cô ta làm nô lệ cho tôi thôi, không có ý gì khác. Diệp Phàm bĩu môi. Thật sao, nữ hoàng băng tuyết không tin nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên, vợ tôi xinh đẹp hơn cô ta. Diệp Phàm nói thẳng. Vợ anh là ai? Nữ hoàng băng tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi. Lúc này, Đường Sở Sở lên tiếng. Xoẹt. Nháy mắt, nữ hoàng băng tuyết nhìn về phía Đường Sở Sở, hai người đối đầu trực tiếp, ánh mắt như tóe lên tia lửa. Thật náo nhiệt. Long Ngạo Suy ngấm cười. Tiểu Phàm, cẩn thận nội bộ lục đục. Trung Vô Diệm run run khóe miệng nhắc nhở Diệp Phàm. Cô là vợ anh ấy à, dáng vẻ cũng được chẳng biết thực lực thế nào. Nữ hoàng băng tuyết lạnh nhạt nói. Cô có thể thử. Đường Sở Sở lạnh mặt. Dầm. Lúc này, nữ hoàng băng tuyết tung một chưởng về phía Đường Sở Sở, người kia bình thản nhẹ nhàng phất tay chắn lại, chưởng hai người va chạm tại chỗ. Một tiếng sấm rền vang, hai người tách ra lui về sau. Vẻ ngoài, thực lực không kém, chẳng trách anh lại không muốn kết hôn với tôi. Nữ hoàng băng tuyết nói. Nữ hoàng băng tuyết, đừng nói vớ vẩn. Tôi từ chối cô không liên quan tới Sở Sở. Diệp Phàm nhìn thẳng nữ hoàng băng tuyết. Người đàn ông mà Tuyết Vô Cơ tôi nhìn chúng không thoát được đâu. Bổn hoàng nhất định sẽ khiến anh đồng ý cưới tôi làm vợ. Nữ hoàng băng tuyết tự tin nhìn Diệp Phàm. Đúng lúc này, Thiên Chiếu đột nhiên vận lực muốn bỏ chạy, vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi đang định ngăn lại. Chợt thấy nữ hoàng băng tuyết đã lao ra dùng một chưởng đánh cô ta nằm lăn ra đất. Cô tưởng thoát được sao? Nữ hoàng băng tuyết khinh thường nhìn Thiên Chiếu, hai tay cô thi triển một ấn huyền ảo, lực lượng hàn băng ngưng tụ thành ấn ký trong suốt, bàn tay trực tiếp đánh vào mi tâm Thiên Chiếu. A! Thiên Chiếu kêu lên đầy đau khổ, sắc mặt trắng bệch. Cô đã làm gì với tôi? Thiên Chiếu giận dữ nhìn chằm chằm nữ hoàng băng tuyết. Bây giờ trong người cô có băng linh ấn của bổn hoàng, ấn này khi đánh vào trong linh hồn sẽ có thể khống chế được cơ thể đó. Giờ chỉ cần một ý nghĩ của bổn hoàng cũng có thể khiến cô sống không bằng chết, cô đừng nghĩ tới việc giả gì, trừ khi tôi chết. Không thì băng linh ấn này sẽ không bao giờ giải được, cho dù cô có mạnh tới đâu cũng vậy. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói. Cô! Thiên Chiếu cực kỳ tức giận nhìn nữ hoàng băng tuyết, cô tiếp tục nói, từ giờ trở đi, cô là nô lệ của hắn, phải nghe mọi mệnh lệnh.
Nếu có ý đồ gì khác, bổn hoàng sẽ khiến cô nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Tất nhiên cô có thể chọn cái chết, như vậy sẽ không phải làm nô lệ nữa, chỉ là cô có dám chết không? Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Thiên Chiếu thay đổi không ngừng, trở nên cực kỳ xấu xí. Cuối cùng sau hồi lựa chọn, Thiên Chiếu buông bỏ hết thảy thể diện và tự tôn lực chọn khuất phục, nói với Diệp Phàm, Thiên Chiếu tham kiến chủ nhân. Từ giờ cô ta là nô lệ của anh. Anh cũng đừng lo cô ta sẽ chạy trốn hay gây hại gì cho anh. Nữ hoàng băng tuyết nhìn Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm nói cảm ơn. Anh là người đàn ông của bổn hoàng không cần cảm ơn. Nữ hoàng băng tuyết nói thẳng. Tôi sẽ không cưới cô đừng lãng phí thời gian nữa, thực lực của cô mạnh như vậy, cũng không cần phải song tu với tôi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhìn nữ hoàng băng tuyết. Quả thực không cần nhưng anh là người đầu tiên tôi nhìn chúng. Nếu bổn hoàng không có được anh thì sao có thể cai quả thần quốc băng tuyết? Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói. Nói rất hay, tôi ủng hộ. Long Ngạo vỗ tay cười. Ngũ sư phụ, người đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Không ổn, hậu nhân của ma thần Sivu chạy rồi. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách kêu lên, Diệp Phàm liếc nhìn phát hiện hậu nhân của ma thần Sivu thừa dịp bỏ chạy. Long Đào cũng định nhân cơ hội bỏ chạy nhưng bị Long Ngạo giết chết bằng một chiêu. Lần trước tha cho ngươi, lần này tôi sẽ không nương tay nữa. Long Ngạo lạnh lùng quát. Sau đó, Diệp Phàm bước tới bên người quốc chủ Long Quốc bắt đầu tiến hành chữa trị. Sau nửa ngày, thần trí quốc chủ dần khôi phục. Diệp Phàm, chấm. Quốc chủ Long Quốc nhìn Diệp Phàm chợt sửng sốt rồi nghĩ ngay tới gì đó, đang định mở miệng, đối phương đã nói, quốc chủ, người bị Long Đào khống chế. Giờ Long Đào đã chết, người đừng lo. Đúng vậy, Long Đào đã khống chế người ra lệnh cho các căn cứ quân sự tập kích các thành phố lớn. Quốc chủ, xin người lập tức thông báo ngừng tập kích ngay. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới lời Long Đào nói, hắn vội vàng nói với quốc chủ. Cái gì, có việc này sao? Vẻ mặt quốc chủ thay đổi lập tức liên hệ các căn cứ quân sự lớn. Dưới nhắc nhở của Diệp Phàm, cuối cùng quốc chủ Long Quốc cũng đã ngăn kế hoạch tập kích của Long Đào kịp thời. Đúng rồi, quốc chủ, nhị sư phụ và tam sư phụ của tôi vẫn không có tin gì trong Long Cấm sao? Diệp Phàm dò hỏi quốc chủ. Không có, cửa Long Cấm tuy đã được tam sư phụ của cậu mở nhưng bọn họ vẫn chưa ra ngoài. Chấm cũng phái không ít người vào đó thăm dò nhưng không ai sống sót, chỉ sợ hai vị sư phụ đã. Không thể nào, nhị sư phụ và tam sư phụ sẽ không sao. Tôi muốn tự vào trong tìm hai người họ. Diệp Phàm quyết định. Giờ tình huống trong Long Cấm không rõ thế nào sẽ rất nguy hiểm không thể vào trong được. Quốc chủ Long Quốc vội nhắc nhở. Tôi phải vào tìm họ. Quốc chủ, tôi đã quyết định rồi ngài không cần nói thêm nữa. Diệp Phàm trầm giọng. Tiểu Phàm, bọn ta đi vào với con. Tiêu Thiên Sách nhìn Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lắc đầu, các vị sư phụ, mọi người trấn thủ Long Quốc đi, con sợ lúc đó xảy ra chuyện gì có mọi người ở đây, con cũng yên tâm hơn. Vậy anh Tiểu Phàm, em đi cùng anh. Lúc này, Đường Sở Sở lên tiếng. Bổn hoàng cũng đi. Nữ hoàng băng tuyết nói thẳng. Tôi. Anh Tiểu Phàm nếu anh không cho em theo, em cũng sẽ không cho anh đi đâu. Đường Sở Sở không cho Diệp Phàm nói xong đã kiên quyết nói. Được rồi. Diệp Phàm thấy Đường Sở Sở kiên quyết tới vậy chỉ có thể gật đầu. Bổn hoàng cũng đi, anh là người đàn ông mà bổn hoàng nhận định nên tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Nữ hoàng băng tuyết liếc nhìn Diệp Phàm nói. Cuối cùng, Diệp Phàm dẫn theo Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết vào Long Cấm. Lúc bọn họ bước vào trong, đột nhiên một đám người không mời mà tới xuất hiện tại nhà họ Đường ở Thiên Hải. Long Cấm. Đúng lúc này Diệp Phàm, Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết đã xuất hiện ở đây. Vừa bước vào nơi này, bọn họ liền nhận ra trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, xen lẫn một chút tà khí. Nhìn thoáng qua, trên mặt đất được phủ đầy cát vàng, còn có rất nhiều xương cốt và vũ khí. Phần lớn những vũ khí này đều đã hỏng, hơn nữa vẫn còn vết máu, cầm lên còn có thể ngửi thấy mùi máu nồng đậm, đã lâu như vậy mà chưa thể tiêu tán, chứng tỏ trận chiến lúc đó ác liệt đến mức nào. Xem ra nơi này chính là một chiến trường cổ. Diệp Phàm nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhẹ giọng nói. Chiến trường cổ, chẳng lẽ là chiến trường của thời thượng cổ sao? Vậy thì nơi này đã tồn tại rất lâu rồi. Nữ hoàng băng tuyết lạnh nhạt nói. Ngươi cũng biết về thượng cổ. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hỏi nữ hoàng.
Trước đây hắn từng nghe mấy vị sư phụ nói về thời thượng cổ, thời đại đó đã tồn tại cách đây ít nhất cũng phải mấy vạn năm lịch sử. Vào thời đại đó, linh lực trên trái đất ở trong thời kỳ hoàng kim, không hề cạn kiệt như bây giờ. Cường giả cũng xuất hiện không ngừng, tất cả đều có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, thậm chí còn sản sinh ra rất nhiều tiên nhân. Lúc đó không có pháp luật, không có trật tự, mọi thứ đều thuộc về kẻ mạnh. Ở thời đại đó, chúng ta bây giờ còn không đáng để nhắc đến. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, linh khí trời đất bỗng nhiên cạn kiệt, khiến tu hành giả không thể nào tu luyện được nữa. Rất nhiều người đã cố gắng rời bỏ trái đất này, hoặc chết vì già, còn có một số người đã sử dụng những công pháp bí mật để phong ấn bản thân, chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Những người này được gọi là người thượng cổ, Thiên Chiếu Đại Thần và Lang Thần đều thuộc về thời đại đó, cho nên bọn họ cũng là người thượng cổ. Ta nhận được truyền thừa của Tổ tiên Băng Tuyết Thần Quốc, đương nhiên biết về thượng cổ. Thời đại này, Băng Tuyết Thần Quốc là bá chủ của một phương với hàng triệu người. Nữ hoàng kiêu ngạo đáp. Anh Tiểu Phàm, chiến trường cổ này trông có vẻ rất lớn, e rằng chúng ta không thể dễ dàng tìm được hai vị sư phụ. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Không dễ dàng cũng phải tìm, chúng ta phải đảm bảo hai sư phụ bình an vô sự mới có thể yên tâm được. Diệp Phàm lên tiếng. Soạt, soạt, soạt. Trên mặt đất đột nhiên truyền đến những tiếng xào xạc, khiến sắc mặt của đám người Diệp Phàm chợt thay đổi. Cẩn thận, Diệp Phàm hét lên. Giây tiếp theo, những con thú có hình dáng kỳ lạ lao ra từ bãi cát vàng rồi tấn công bọn họ. Những con quái thú này đều tỏa ra tà khí nồng đậm, tốc độ tấn công rất nhanh và lực tấn công cũng rất mạnh. Đám người Diệp Phàm vội vàng ra tay, chiến đấu quyết liệt với đám quái thú này. Đùng 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 đùng. Sau một trận chiến khốc liệt, đám quái thú đều bị ba người giết sạch. Đây là loại quái vật gì vậy? Nữ hoàng băng tuyết hừ lạnh một tiếng. Chiến trường cổ không đơn giản, không biết còn có nguy hiểm gì nữa, nên hãy cẩn thận. Diệp Phàm nhắc nhở. Sau đó ba người đi sâu vào trong, dọc đường gặp đủ loại xương cốt và vũ khí hư hỏng, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều ngọc giản. Bên trong những ngọc giản này đều ẩn chứa một công pháp tuyệt kỹ nào đó, đương nhiên là do những cường giả trong trận chiến năm đó để lại. Phần lớn ngọc giản đã bị hư hỏng, những cái còn nguyên vẹn đều được Diệp Phàm cất đi, chờ khi nào hắn có được linh thức thì sẽ kiểm tra từng cái một. Đó là gì vậy? Đột nhiên nữ hoàng băng tuyết chỉ về phía trước rồi hét lên. Diệp Phàm và Đường Sở Sở nhìn qua, sắc mặt liền thay đổi. Một đám mây màu máu chợt xuất hiện, hơn nữa đám mây này còn đang bay về phía họ. Đám mây có màu máu sao? Nữ hoàng ngạc nhiên hỏi. Không phải là đám mây, mà là sát khí, vô số sát khí ngưng tụ lại với nhau, cẩn thận. Diệp Phàm nheo mắt lại, nhắc nhở. Lúc này, đám mây màu máu đã tới, hóa thành sát khí cuồn cuộn lao về phía đám người Diệp Phàm. Luồng sát khí này cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn ngưng tụ thành thực thể, chứng tỏ sát khí nhiều vô cùng, hơn nữa nó đã tích tụ trong một thời gian rất dài, vậy nên càng trở nên đáng sợ. Sát khí vừa xâm nhập vào cơ thể, Diệp Phàm liền thấy cực kỳ khó chịu, toàn thân nóng nảy, thần trí dần hỗn loạn, trong lòng dâng lên đủ loại tà niệm, cảm giác như sắp bị tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm ngay lập tức thi triển công pháp, bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để ngăn chặn lại sự xâm lấn của tà khí này. Thế nhưng sát khí quá mạnh, ngược lại đã áp chế được toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của Diệp Phàm. Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết cũng đồng loạt thúc đẩy sức mạnh để chống cự. Một người bộc phát ra luồng ánh sáng thánh thiện để loại bỏ tà khí đến gần, còn một người thì tỏa ra khí lạnh cuồn cuồn để tạo thành một tấm khiên băng bao quanh cơ thể mình. Thực lực của Diệp Phàm khá yếu, không dễ dàng cản được luồng sát khí này, khiến cho sát khí xâm nhập vào cơ thể ngày càng nhiều, sắc mặt hắn dần trở nên vô cùng thống khổ, hai mắt đỏ ngầu như máu. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở lo lắng nhìn Diệp Phàm, cô muốn ra tay giúp đỡ, nhưng sát khí quá mạnh, căn bản không thể giúp được gì. Nữ hoàng băng tuyết bên này cũng cùng cảnh ngộ. Bùm bùm bùm. Lúc này, những đường vân kim đan trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu phát sáng, tỏa ra sức mạnh cường đại rồi bắt đầu điên cuồng nuốt chửng tà khí. Phần lớn sát khí đã bị kim đan trong cơ thể Diệp Phàm nuốt chửng, nhưng vẫn còn một ít tà khí xông thẳng vào tâm trí, ăn mòn linh hồn của hắn, nhưng kim đan không thể nuốt được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh linh hồn của Diệp Phàm để tiêu diệt. Mặc dù Diệp Phàm sở hữu sức mạnh tinh thần lực phi thường, nhưng vẫn còn khá kém để đối phó với tà khí. Sát khí vẫn tiếp tục xâm nhập vào linh hồn hắn và bắt đầu ăn mòn linh hồn để cố gắng kiểm soát nó. Một khi linh hồn bị khống chế,
Diệp Phàm sẽ trở thành một thây ma biết đi. Hồn quyết. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới công pháp hồn quyết mà lúc trước hắn lấy được ở tàng bảo các của Võ Minh. Đó chính là công pháp linh hồn được các hồn giả chuyên tâm tu luyện. Lúc đó Diệp Phàm còn dự định tìm cơ hội để tu luyện, nhưng sau đó lại quên mất. Bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới nó. Hắn đã ghi nhớ toàn bộ công pháp này, hơn nữa còn nhớ rằng có một phần giới thiệu trong hồn quyết. Đó là một khi bắt đầu tu luyện hồn quyết, thì linh hồn có thể trở thành một lò nung, nuốt chửng mọi thứ trên thế giới và biến nó thành của mình. Điều này có nghĩa là một khi tu luyện hồn quyết, có thể nuốt chửng những sức mạnh khác để không ngừng nâng cao sức mạnh linh hồn của bản thân. Bây giờ sát khí đã xâm nhập vào linh hồn, liệu cũng có thể nuốt chửng được không? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm liền bắt đầu tu luyện hồn quyết. Bù! Khi Diệp Phàm bắt đầu tu luyện, linh hồn hắn khẽ run rẩy, tỏa ra một luồng hơi thở thần bí. Hắn rất nhanh đã nhập định, đắm chìm trong tu luyện. 10 phút sau, sát khí xâm nhập vào linh hồn Diệp Phàm dần bị chính linh hồn hắn hấp thụ hết. Thế là một nửa tà khí bị kim đan của hắn nuốt chửng, nửa còn lại bị linh hồn của hắn hấp thụ. Có được nguồn năng lượng sát khí này, Diệp Phàm nhanh chóng đã nhập môn hồn quyết, sức mạnh linh hồn cũng tăng lên không ngừng. Đối mặt với sự nuốt chửng và hấp thụ này của Diệp Phàm, sát khí trong chiến trường cổ đang dần tiêu tan, cuối cùng tất cả đều bị Diệp Phàm nuốt chửng. Nhưng hắn vẫn đang tu luyện, chưa tỉnh lại. Nữ hoàng băng tuyết và Đường Sở Sở cùng bảo vệ Diệp Phàm, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, Diệp Phàm vẫn tu luyện. Nhưng lúc này, trong nhà họ Đường ở Thiên Hải chợt có một tiếng gầm vang lên. Uy lực của huyết mạch đột nhiên bộc phát ra, tạo thành một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phong Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bà cụ Đường đứng ngoài cửa phòng, phấn khích hét lên. Bây giờ bà cụ Đường đã hoàn toàn khác với trước kia, bà ta đã thực sự bước vào hàng ngũ của tu hành giả. Lúc này, có một nhóm người đứng cạnh bà cụ Đường, thực lực của bọn họ đều là nguyên anh trở lên, hơn nữa toàn thân còn tỏa ra uy lực huyết mạch rất đặc biệt. Soạt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thanh niên từ từ bước tới, chính là Đường Phong. Anh ta lúc này không những hồi phục lại đôi chân lúc trước bị Diệp Phàm đánh tàn phế, mà còn bước vào hàng ngũ của tu hành giả, trực tiếp tiến vào kim đan cảnh, trong cơ thể tràn ngập một luồng sức mạnh đáng sợ. Đúng vậy, huyết mạch tam phẩm quả nhiên là hạt giống tốt. Một người đàn ông trung niên bên cạnh bà cụ Đường nhìn Đường Phong rồi khẽ gật đầu, người bên cạnh ông ta cũng nói, Tư Tế đại nhân không phải đã nói ở đây sẽ sinh ra thiên tài có huyết mạch ít nhất thất phẩm trở lên sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ cau mày, nhìn bà cụ Đường, trong thế hệ trẻ nhà họ Đường còn có ai nữa sao? Đó chỉ có thể là, đôi mắt bà ta chợt lóe lên. Còn ai nữa? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hét lên. Đường Sở Sở cháu gái của tôi. Bà cụ Đường vội vàng cung kính đáp. Cô ta đang ở đâu? Người đàn ông trung niên hỏi thẳng, bà Đường đáp, chuyện đó tôi cũng không rõ, quan hệ của nó với chúng tôi không tốt lắm, nó từ lâu đã không còn ở đây nữa. Người đàn ông trung niên lạnh lẽo quát, lập tức đi tìm về đây. Vâng, bà cụ Đường gật đầu nói, đại nhân, cháu trai của tôi. Thiên phú huyết mạch của cậu ta khá tốt, đủ tư cách gia nhập dòng chính của nhà họ Đường. Người đàn ông trung niên nói, ánh mắt dán chặt vào Đường Phong, từ giờ trở đi, cậu sẽ là thành viên của dòng chính nhà họ Đường. Cảm ơn đại nhân, Đường Phong cung kính nói, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Thức tỉnh được huyết mạch vô thượng, đạt đến kim đan cảnh và trở thành thành viên của gia tộc thượng cổ. Lúc này trong lòng Đường Phong vô cùng hưng phấn. Anh ta chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có thể từ một kẻ tàn phế trở thành một người tài chỉ sau một đêm. Soạt. Đột nhiên ánh mắt Đường Phong lóe lên tia lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, Diệp Phàm, mày dám khiến tao phải đau đớn, bây giờ tao sẽ trả lại cho mày tất cả. Bùm! Tại Long Cấm, trong đầu Diệp Phàm chợt có một tiếng gầm vang lên, một luồng sáng tím chói mắt bộc phát ra từ linh hồn của hắn rồi bắn thẳng lên trời. Sắc mặt của Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết liền thay đổi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Lúc này, trong linh hồn của Diệp Phàm xuất hiện một không gian thần bí. Đây chính là linh hải nơi chứa dựng của linh hồn, chỉ khi nào đạt tới phân thần cảnh mới có thể mở ra. Một khi linh hải được mở ra, sức mạnh linh hồn sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa có linh hải bảo vệ, linh hồn sẽ càng an toàn hơn. Linh hải cũng có những cấp độ khác nhau, nó được chia làm 4 cấp, thiên, địa, huyền và hoàng, cấp bậc càng cao, linh hải càng lớn và thiên phú của nó càng mạnh, tương lai sau này vô cùng rộng mở.
Linh hải của Diệp Phàm rộng mênh mông, giống như bầu trời đầy sao không thể nào nhìn thấy điểm cuối, thậm chí nó thuộc về cấp bậc nào, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được trong bán kính ngàn dặm tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, tầm nhìn của hắn đã đạt đến ngàn dặm. Thậm chí khả năng lĩnh hội của Diệp Phàm cũng đã tăng vọt, hắn cảm thấy mình có thể lĩnh hội bất kỳ công pháp tuyệt kỹ nào trong nháy mắt. Linh hải còn cao hơn cả cấp thiên, tiểu tử, linh hồn của ngươi thật cường đại. Đột nhiên, một giọng nói chợt vang lên. Diệp Phàm nhìn quanh thì nhìn thấy từ xa có một bóng người vừa trong suốt vừa xám đang chậm rãi đi tới, toàn thân tựa hồ như không phải là một thực thể mà là được cấu thành từ một loại năng lượng nào đó, tràn đầy oán hận nồng nặc. Oán khí thành hình. Oán linh. Diệp Phàm nhìn bóng người này, ánh mắt chợt nheo lại. Lúc trước hắn từng nghe Long Chiến Thiên nói trong Long Cấm có rất nhiều linh hồn của nhiều cường giả đã chết ở chiến trường năm đó, tích tụ rất nhiều oán khí không thể tiêu tan, cuối cùng sẽ biến thành oán linh. Oán linh này cực kỳ đáng sợ. Lúc trước các oán linh trong Long Cấm đột nhiên nổi loạn và cố gắng thoát ra bên ngoài, đó là lý do tại sao sư phụ của Diệp Phàm mới đến đây để trấn áp những oán linh này. Diệp Phàm lúc bước vào Long Cấm không nhìn thấy bất kỳ oán linh nào, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng oán linh đã bị hai sư phụ của mình tiêu diệt, nhưng không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm cảnh giác hỏi. Tiểu tử, ngươi đang lo lắng ta sẽ ra tay với ngươi sao? Oán linh thản nhiên nói, nếu không nhìn thấy bộ dáng này, hắn cũng không thể biết đó là oán linh. Nếu ngươi muốn ra tay, thì ta cũng không khách khí đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói, căn bản không thèm coi trọng đối phương. Ngươi thật kiêu ngạo. Oán linh cười nói, yên tâm đi, thân thể và linh hồn của ngươi đều rất tốt, nhưng bổn tọa không hề thích. Nghe được đối phương nói như vậy, Diệp Phàm không biết nên vui hay nên tức giận. Vậy thì tiền bối là... Lúc này, giọng điệu của Diệp Phàm đã cung kính hơn mấy phần, bởi vì đối phương không có ý định ra tay với hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được thực lực của oán linh rất cường đại, vậy nên tốt nhất không nên đắc tội. Chỉ là bổn tọa thấy linh hải của ngươi còn trên cả cấp thiên, nên thấy tò mò mà thôi. Đúng rồi, bổn tọa cảm thấy hơi thở trên người ngươi có chút quen. Lúc trước có hai người tới đây, bọn họ có quan hệ gì với ngươi à? Oán linh hỏi Diệp Phàm. Soạt. Diệp Phàm kích động nói, tiền bối đã gặp nhị sư phụ và tam sư phụ của ta sao? Hóa ra hai người đó là sư phụ của ngươi. Oán linh nhàn nhạt nói. Diệp Phàm cũng hỏi thẳng, xin hỏi, tiền bối có biết hai sư phụ của ta bây giờ đang ở đâu không? E rằng bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Oán linh đáp. Xoẹt. Diệp Phàm nghe được oán linh này nói, sắc mặt thay đổi, đột nhiên nói, hai vị sư phụ của ta đã xảy ra chuyện gì? Trước đó bọn họ đến nơi này tàn sát một số lượng lớn oán linh, cuối cùng tiến vào tử trùng. Oán linh này lên tiếng. Tử trùng, đó là nơi nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Tử trùng là một khu vực cấm trong chiến trường cổ xưa này. Nghe đồn có rất nhiều ý niệm tàn hồn của các cường giả hàng đầu trong trận chiến lớn năm đó đều tập trung ở đó, bất kỳ một ý niệm tàn hồn nào trong đó cũng đủ để đưa hai sư phụ của ngươi xuống địa ngục. Đã nhiều năm như vậy, tất cả người tu hành tiến vào tử trùng, đều không có người sống sót đi ra, cho nên nơi đó gọi là tử trùng, đơn giản là mộ chôn người chết mà thôi. Oán linh này nói từng chi tiết. Ở đây còn có người khác sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Hắn đoán chẳng lẽ họ là những người thủ hộ Long Cấm của Long Quốc. Đương nhiên, chiến trường cổ xưa này kết nối với các thế giới lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người tu hành đến đây để rèn luyện. Oán linh lên tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nghe vậy, cả ba người Diệp Phàm, Đường Sở Sở và Nữ Hoàng Băng Tuyết đều rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng chiến trường cổ xưa này lại có liên kết với các thế giới khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp được những người từ thế giới khác ở đây đúng không? Nữ Hoàng Băng Tuyết nói. Đúng vậy, hơn nữa những người ở những thế giới đó mạnh hơn các người rất nhiều, với tài năng của các người mà chỉ có chút thế lực đó, chắc là cấp bậc của thế giới các người không cao đúng không? Oán linh này nói. Cảm ơn tiền bối đã chỉ cho. Không biết tiền bối có thể nói cho ta biết tử trùng kia ở đâu không? Diệp Phàm ôm quyền nói. Ngươi muốn đi tìm tử trùng. Oán linh kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, còn hắn gật đầu nói, đúng vậy. Ta muốn đi tìm hai vị sư phụ của ta. Mặc dù ngươi có linh hải vượt qua thiên cấp, nhưng ngươi vẫn chưa thật sự trưởng thành, lấy thực lực của ngươi, bước vào tử trùng thì chỉ có đường chết, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Oán linh này nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi,
dù thế nào đi nữa ta cũng phải tìm được hai vị sư phụ. Diệp Phàm nói với vẻ mặt kiên quyết. Được rồi, người cứ tiếp tục đi về hướng này, khi nhìn thấy một cái hang động thì nơi đó chính là tử trùng. Oán linh này chỉ về một phương hướng và nói thẳng. Cảm ơn. Diệp Phàm nói cảm ơn, oán linh kia đột nhiên chỉ tay về phía Diệp Phàm, một tia sáng từ ngón tay ông ta bay vụt ra và tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, sắc mặt Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết đều biến đổi, bọn họ đang muốn tấn công oán linh kia nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn cản, hắn nhìn oán linh kia và nói, tiền bối, ngài đang. Bổn tọa cảm thấy tên nhóc như ngươi rất hợp ý ta, coi như công pháp này là món quà gặp mặt. Oán linh này bình tĩnh nói. Mà cái chỉ tay vừa rồi của ông ta là để truyền một bộ công pháp cho Diệp Phàm. Công pháp này được gọi là Hoang Thiên Cửu Biến, là một loại công pháp phụ trợ. Một khi thi triển công pháp này, có thể nhanh chóng tăng lên sức mạnh của bản thân trong thời gian ngắn. Công pháp này chia làm 9 biến, mỗi lần thực hiện một biến thì sức mạnh trong cơ thể sẽ lập tức tăng lên. Biến thứ nhất có thể tăng cường sức mạnh của bản thân lên 9 lần, sau đó cứ vậy tăng gấp đôi, nếu có thể thi triển được biến thứ 9, thậm chí sẽ tạo ra sức mạnh không ngờ. Sau khi nhìn thấy phần giới thiệu của công pháp này, Diệp Phàm cũng khá kinh ngạc. Đối với Diệp Phàm mà nói, công pháp này có thể nâng cao sức chiến đấu của hắn rất nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, một khi thực lực đột nhiên tăng gấp 9 lần, uy lực sẽ không thể tưởng tượng được. Cảm ơn tiền bối. Lập tức, Diệp Phàm cung kính cảm tạ oán linh này. Không cần khách khí. Oán linh xua tay. Sau đó ba người Diệp Phàm đi về phía tử trùng, oán linh kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phàm, lẩm bẩm một mình, không nghĩ tới đế tinh chi chủ trong truyền thuyết sẽ xuất hiện, hy vọng lựa chọn lần này của bổn tọa không sai. Tiếp theo, ba người Diệp Phàm bay thẳng một đường về phía phương hướng của tử trùng, nhưng bọn họ bay mấy tiếng đồng hồ cũng không nhìn thấy tử trùng kia. Sao còn chưa nhìn thấy tử trùng kia? Không phải chúng ta đã bị lừa đó chứ? Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói. Vị tiền bối kia sẽ không lừa gạt chúng ta tìm lại thử xem. Diệp Phàm trầm giọng nói. Anh Tiểu Phàm, phía trước kia hình như có thứ gì đó. Đột nhiên Đường Sở Sở lên tiếng, Diệp Phàm đưa mắt nhìn về phía trước, ba người bọn họ trực tiếp đáp xuống đất, đi tới đó. Chẳng bao lâu sau, một cây huyết thảo chứa đầy năng lượng huyết sát mạnh mẽ đã xuất hiện ở đây. Đây hẳn là một loại thảo dược sinh ra do bị ô nhiễm bởi máu của những cường giả trong chiến trường cổ kia. Mà loại thảo dược này có phẩm cấp rất cao, không kém cạnh gì so với cây tiên dược giả của Điện Bồng Lai. Đường Sở Sở nói. Không ngờ ở đây lại có thứ tốt như vậy. Diệp Phàm đang muốn tiến lên hái cây huyết thảo này, nhưng đột nhiên một thanh âm lạnh lùng ngạo mạn truyền đến, tên kia, cây huyết thảo này là của bổn thiếu gia. Khi giọng nói này đột nhiên vang lên, Diệp Phàm và hai người phụ nữ nhìn qua thì thấy một nhóm nam giới mặc trang phục cổ xưa xuất hiện ở đây, trên người mỗi người đều toát ra khí tức mạnh mẽ. Bọn họ đều có thực lực từ cảnh giới kim đan trở lên, trong đó có một người đàn ông cầm đầu thậm chí đã đạt tới cấp độ nguyên anh cấp 4, đằng sau người đàn ông này còn có hai cường giả ở cấp độ phân thần cảnh. Người đến từ thế giới khác. Diệp Phàm nhìn đám người này, ánh mắt lóe lên. Theo những dị oán linh kia vừa nói, những người này hẳn là những người tu hành đến từ các hành tinh khác. Cây thảo dược này thành của ngươi từ khi nào vậy? Lập tức, Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn trực tiếp hái cây huyết thảo kia. Xoẹt. Lúc này, sắc mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ nhìn Diệp Phàm, tên kia, người rất can đảm, dám giành đồ với bổn thiếu gia, người không muốn sống nữa sao? Lại nhảy quá, ồn ào muốn chết. Cút. Nữ hoàng băng tuyết nhìn người đàn ông này và hét lên với khuôn mặt lạnh lùng. Xoẹt. Người đàn ông kia liếc nhìn nữ hoàng băng tuyết, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn ta lại chú ý đến Đường Sở Sở ở bên cạnh và cũng rất kinh ngạc. Đúng là hai người đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp như vậy thật sự hiếm có. Người đàn ông này nhìn hai người phụ nữ và khen ngợi, trong mắt hắn ta tràn ngập ánh sáng thèm muốn. Còn nhìn nữa thì bổn hoàng sẽ móc mắt ngươi ra. Nữ hoàng băng tuyết nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Mạnh mẽ, độc đoán. Bổn thiếu gia thích. Người đàn ông này cười tà ác quyến rũ, thân hình của nữ hoàng băng tuyết trực tiếp biến mất tại chỗ. A, à, một giây tiếp theo. Người đàn ông hét lên một tiếng đầy thảm thiết, đôi mắt của hắn ta bị nữ hoàng băng tuyết trực tiếp móc ra. Nữ hoàng băng tuyết ra đòn quá nhanh, nhanh đến nỗi cả người đàn ông và những người đứng sau đều không kịp phản ứng, kết quả là hai nhãn cầu của người đàn ông kia đã bị nữ hoàng băng tuyết bóp nát.
Khốn kiếp! Lúc này, sắc mặt của hai cường giả phân thần cảnh tối sầm lại, trừng mắt nhìn nữ hoàng băng tuyết, bọn họ đồng loạt ra tay, bộc phát ra sức mạnh chân nguyên khổng lồ, tấn công về phía cô ta. Bùm! Nữ hoàng băng tuyết đánh ra một chưởng, không khí băng giá vô tận trong nháy mắt bao trùm hai cường giả phân thần cảnh này. Rắc rắc rắc! Một giây tiếp theo, thân thể của hai cường giả phân thần cảnh này trực tiếp nổ tung, biến thành bột mịn rơi trên mặt đất, chết không toàn thây. Lúc này, tất cả những người còn lại do người đàn ông này mang theo đều hít một hơi thật sâu, vô cùng sửng sốt. Về phần người đàn ông kia, hắn ta bịt mắt và không ngừng la hét thảm thiết. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nói xong, ba người bọn họ trực tiếp rời khỏi nơi này. Thiếu gia. Sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, đám người kia mới đồng loạt gọi người đàn ông bị móc hai mắt kia, người này gầm lên giận dữ, lập tức dùng ngọc giản đưa tin liên lạc với gia tộc, yêu cầu họ phái người tới ngay, ta muốn con khốn đó phải chết, chết không toàn thây. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, đám người Diệp Phàm tìm kiếm suốt dọc đường nhưng vẫn không tìm thấy tử trùng. Chúng ta chắc chắn đã bị oán linh kia lừa gạt, nơi này đâu có tử trùng nào. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng hét lên. Diệp Phàm cũng nhíu mày, băn khoăn không biết oán linh kia có đang lừa dối hắn hay không. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, phía trước vang lên những tiếng đánh nhau kịch liệt. Đằng trước có tiếng đánh nhau, đi, đi xem. Diệp Phàm lên tiếng, ba người bọn họ bay mấy ngàn mét thì nhìn thấy một đám người tu hành trẻ tuổi đang chiến đấu với oán linh. Phần lớn thực lực của những người tu hành là kim đan cảnh và nguyên anh cảnh, còn sức chiến đấu của đám oán linh kia lại cực kỳ mạnh, đã cắn nuốt không ít người tu hành. Lại là oán linh. Nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng nói, dường như đám oán linh kia phát hiện ba người nữ hoàng băng tuyết, lập tức không ít oán linh lao về phía bọn họ. Tìm chết. Bởi vì bị oán linh lừa dối nên lúc này nữ hoàng băng tuyết tràn ngập oán khí, kết quả đám oán linh này xông lên chịu chết, hiển nhiên vị nữ hoàng này sẽ không nương tay. Hàn băng lạnh lẽo lan tràn, đóng băng toàn bộ đám oán linh kia. Rắc. Ngay sau đó đám oán linh bị đóng băng vỡ vụn. Thấy vậy, đám người tu hành kia sợ ngây người, đồng thời cũng hoàn toàn chọc giận đám oán linh còn lại, tất cả xông về phía nữ hoàng băng tuyết. Ầm ầm ầm. Nữ hoàng băng tuyết phung tay không tung trưởng, thiên địa đóng băng, đánh nát thân thể đám oán linh. Một phút sau, hơn trăm oán linh ở đây đều bị nữ hoàng băng tuyết tiêu diệt sạch. Đám tu hành kia vô cùng chấn động, thầm nuốt nước bọt. Cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp, không biết cô nương đến từ đâu, tên tuổi như nào. Có thể làm quen được không? Tại hạ là Hách Liên Thiên, đến từ gia tộc Hách Liên của thế giới Thông Thiên. Một nam tử đẹp trai, thực lực nguyên anh tầng 7 đi đến, nói lời cảm ơn. Ngươi muốn ta làm người phụ nữ của ngươi? Sắc mặt của người đàn ông này thay đổi, vô cùng xấu hổ, hắn ta đang định lên tiếng, kết quả nữ hoàng băng tuyết nói thẳng, đáng tiếc ta đã có hôn phu, ngươi không có cơ hội. Nói xong nữ hoàng băng tuyết trở lại bên cạnh Diệp Phàm, Hách Liên Thiên giật mình. Nhìn về phía Diệp Phàm, đồng thời nhìn thấy bên cạnh còn có một người đẹp tuyệt sắc, trong lòng nảy lên sự ghen ghét. Không ngờ cái tên bình thường này lại có được hai người đẹp tuyệt sắc như vậy, hơn nữa một vị trong đó còn là yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, thật làm người hâm mộ ghen tị hận. Xin chào công tử, ta tên Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên chào hỏi Diệp Phàm không thèm nhìn hắn ta, trực tiếp rời đi. Hành động này của Diệp Phàm làm sắc mặt Hách Liên Thiên tối lại, trong mắt hiện lên sự tức giận. Một đại thiếu của gia tộc Hách Liên thế giới Thông Thiên, đứng thứ 185 trong bảng yêu nghiệt như hắn ta lại bị người làm lơ, điều này làm hắn ta cực kỳ khó chịu. Cảm giác như bị người và mạnh một cái, hơn nữa bên cạnh đối phương còn có hai người đẹp tuyệt sắc càng làm Hách Liên Thiên cảm thấy không cân bằng. Hách Liên Thiên lấy ra một ngọc giản truyền tin, gõ từng hàng tin tức vào trong đó. Diệp Phàm không biết, bởi vì hắn làm lơ, lại tăng thêm một kẻ địch cho chính mình. Ba ngày trôi qua. Đám người Diệp Phàm vẫn không phát hiện được gì. Đường Sở Sở nói, anh Tiểu Phàm, tiếp tục tìm như vậy cũng không phải cách. Nữ hoàng băng tuyết nói, đừng để bổn hoàng gặp lại tên oán linh kia, nếu không bổn hoàng sẽ làm hắn ta sống không bằng chết. Đúng lúc này, cách đó không xa có mất bóng người phi về hướng nào đó, bọn họ đều là người tu hành đến từ các thế giới khác nhau. Bọn họ đi làm gì vậy? Nữ hoàng băng tuyết tò mò hỏi. Có lẽ phát hiện gì đó có liên quan đến tử trùng. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo. Ba người Diệp Phàm đi theo đám người đến một thung lũng. Một người đàn ông xóa tóc, quần áo tả tơi ngồi xếp bằng trong thung lũng này,
trên người không còn hơi thở, hiển nhiên đã chết. Trong thung lũng tràn ngập ngọn lửa đỏ hồng, bao phủ người đàn ông kia. Uy lực của ngọn lửa này cực mạnh, không gian bị đốt cháy dần biến hình, nhưng thi thể của người đàn ông kia không hề thay đổi. Bên ngoài thung lũng có khoảng mấy trăm người tụ tập, tất cả đều trên kim đan. Người kia là ai? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Không lẽ là người chết ở chiến trường cổ? Nữ hoàng băng tuyết lên tiếng. Không thể nào, từ chiến trường đến nay đã hơn vạn năm, sao thi thể của ông ta có thể bảo trì hoàn hảo không hao tổn gì như vậy? Diệp Phàm cảm thấy rất khó tin, hắn bước vào chiến trường cổ lâu như vậy, gặp không ít binh khí trên những bộ xương khô do những cao thủ ở chiến trường cổ để lại, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy một thi thể hoàn chỉnh như vậy, đừng nói thi thể, ngay cả hài cốt hoàn chỉnh cũng không thấy. Bởi vậy Diệp Phàm rất khó tin người đàn ông này sẽ là cao thủ chết trận ở trận đại chiến kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.